Chương 81, cho tôi mượn 10 vạn lính. Người phụ trách của bốn gia tộc lớn và không ít ông lớn của thế giới ngầm đã tụ họp tại căn biệt thự nơi này. Người phụ trách nhà họ Tiêu, Tiêu Hắc. Người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Vương, Vương Mạnh. Người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Châu, Châu Côn. Người phụ trách đương nhiệm của nhà họ Triệu, Triệu Đông Lai. Bốn người này tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 ở Giang Trung. Ngoài những ông lớn đến từ kinh đô ra, những người này là ông lớn chân chính ở Giang Trung. Xong lúc này, trên mặt những người này đều lộ vẻ ngưng trọng. Ngoài bốn người đó ra, còn có không ít người. Có một người khoảng 50 tuổi, hơi mập, mặc áo ba lỗ màu trắng, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng, trên vai còn có một con vẹt đang đứng, trong tay thì đang nghịch một viên dạ minh châu màu trắng. Đoạn vương ra, bây giờ làm sao đây? Tiêu hát nhìn người đàn ông trung niên đang nghịch viên dạ minh châu trong tay audio điện tử võ tấn bền Ông ta không phải là ai khác, mà chính là Đoạn Bình, biệt hiệu Đoạn Vương gia. Đoạn Bình nhìn người đàn ông giống như hung thần ác sát bên cạnh, trên mặt có một vết sẹo dài, bàn tay còn bị chặt đứt một ngón, hỏi anh Cẩu, anh thấy chuyện này thế nào? Ông ta là Mã Cẩu, biệt hiệu Cửu Chỉ Thiên. Mã Cẩu lộ vẻ khinh thường, nói có cái gì phải sợ chứ? Tiêu Hắc nói, các ông không biết sự nghiêm trọng của sự việc đấy thôi. Ngay cả em tư của tôi cũng bị giết rồi, hiện tại nhà họ tiêu tôi đã bị phong tỏa, cấm ra khỏi Giang Trung. Vương Mạnh nhìn ông ta một cái, hỏi, nhược nhiên thật sự không chịu nói người đó là ai sao. Châu Côn Cao mày nói, tiêu giao Vương nhậm chức, đã xử bắn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ rồi. Kẻ đó sao vẫn tung tin ra, chẳng lẽ người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó có đồng bọn. Mã cầu lộ vẻ hung ác, nói tôi thật muốn nhìn xem, kẻ đó rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu các vị yên tâm, trong tay tôi có hơn 5.000 đàn em, 8 ngày sau, chúng ta cùng nhau đến nghĩa trang nhà họ Giang. Tôi thật muốn xem thử, hắn ta có thể làm gì tôi. Đoạn bình gật đầu, ừm, tôi cũng đồng ý. Trong tay tôi cũng có không ít người, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tại đây còn có không ít người trong giới. Những người đó đều là do bốn gia tộc lớn bỏ tiền mời đến. Đoạn vương gia, cửu chỉ thiên, chúng tôi kiên quyết đứng về phía anh phía tôi có thể điều động hơn 100 anh em, đều là người có năng lực hàng đầu. Tôi cũng có thể dẫn mấy chục người đến. Thêm tôi, tôi dẫn 300 người. Những ông lớn trong giới ông một câu, tôi một lời. Nghe thế, tộc trưởng của ba gia tộc lớn mới yên tâm hơn nhiều, một. Chỉ có tiêu hác là lộ vẻ lo lắng. Bởi vì, ông ta chưa từng thấy tiêu nhược nhiên sợ như vậy. Ông ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng, chuyện đến nước này, ông ta đã không còn đường lui nữa. Bảo ông ta dẫn thành viên trong gia tộc đi quỳ mấy ngày rồi tự sát, ông ta làm không được, ông ta chỉ có thể liều chết một phen. Hừ, tàn dư của nhà họ Giang, trên mặt châu côn nhà họ châu mang theo một tia âm u, nói Tết Trung Thu, chỉ cần hắn ta dám đến nghĩa trang nhà họ Lăng, tôi sẽ khiến cho hắn ta chôn theo nhà họ Giang. Triệu Đông Lai cười nói, có các ông lớn ở đây, tôi đã yên tâm rồi. Các vị yên tâm, Triệu Đông Lai tôi nói được làm được. Chỉ cần qua được cửa ải khó khăn lần này, nhà họ Triệu tôi bằng lòng lấy ra 30% của phần tặng các vị. Vương Mạnh nhà họ Vương cũng gật đầu, nói, nhà họ Vương tôi cũng lấy ra 30% tặng các vị. Lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Tôi thật muốn xem thử, tàn dư của nhà họ Giang này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu. Ha ha. Trong biệt thự, truyền ra tiếng cười mấy người đó như thể đã nhìn thấy kết cục của tàn dư nhà họ Giang. Tiểu Hắc luôn phái người theo dõi bốn gia tộc lớn. Cuộc họp bí mật của bốn gia tộc lớn không thể giấu được Tiểu Hắc. Phòng khám phàm nhân. Tiểu Hắc kể lại đầu đuôi chuyện bốn gia tộc lớn tụ họp cùng nhau bàn bạc. Nghe vậy, sắc mặt Giang thần tối lại. Bốp, đập một phát xuống bàn. Bàn gỗ tan thành thành nhiều mảnh. Bạch Tố ở bên cạnh sợ hãi run rẩy, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Đại ca Giang, bốn gia tộc lớn, đoạn vương gia, cửu chỉ thiên đang tìm đường chết. Theo như kết quả bàn bạc của bọn chúng, Tết Trung Thu, số người đến Nghĩa Trang nhà họ lăng khá nhiều, các thế lực gộp lại ít nhất cũng có một vạn người. Chúng ta có cần phải ứng phó trước không? Sắc mặt Giang thần u tối đến đáng sợ. Muốn chơi, được thôi, vậy tôi sẽ chơi cùng các người thật vui vẻ. Giang thần trầm mặt, lập tức phân phó, bảo tiêu giao vương đến phòng khám phạm nhân gặp tôi tiểu hắc nhìn giang thần một cái. Muốn nói tiêu giao vương không phải là cấp dưới của anh. Nhưng, anh ta không có nói ra. Anh ta đi đến một bên, lấy điện thoại điện cho tiêu giao vương. Tiêu giao vương, đúng, lại là tôi. Đại ca Giang nói bây giờ ông hãy đến phòng khám nhân phàm một lần. Tiêu giao vương mới từ quân khu về đến nhà, còn chưa ngồi xuống, đã nhận được điện thoại của tiểu hắc. Ông ta tức đến mức đạp cửa biệt thự một cái, cửa nhà lập tức bị ông ta đạp vỡ nói với Giang Thần, ông đây không phải là cấp dưới của cậu ta, cậu ta không có quyền gọi tới gọi lui. Nghe thấy tiếng tiêu giao vương đạp cửa, nghe thấy ông ta gào thét, tiểu hắc không khỏi xoay người nhìn Giang Thần phía sau lưng một cái. Sau đó nói nhỏ, tiêu giao vương, tôi khuyên ông vẫn là mau chóng đến đây đi. Bây giờ đại ca Giang đang ở bên bờ vực bạo phát rồi. Nếu như anh ấy không kiềm nèn được lửa giận, Giang Trung này sẽ biến thành chiến trường biên quan Nam Hoang đó. Đến lúc đó, ông có thể thu dọn được tàn cuộc không? Mẹ nó, tiêu giao vương tức giận quát lớn. Trong lòng ông ta khó chịu. Nhưng, ông ta thật sự không dám không đi. Ông ta biết tính tình của Giang Thần. Trận chiến hơn một năm trước đó, chính là giết đến mức uy danh lừng lẫy. Ông ta thật sự không dám không đi. Ông ta tức giận ném mạnh điện thoại, lập tức xoay người, phân phó, chuẩn bị xe, đến phòng khám phạm nhân. Sau khi gọi điện thoại xong, tiểu hắc đi tới trước mặt giang thần cẩn thận nói đại đại ca giang hình như tiêu giao vương tức giận rồi sắc mặt giang thần cũng hòa hoãn lại không ít cười nhạt nói nếu đổi lại là ai cũng sẽ tức giận ông ta cùng một cấp bậc với tôi bây giờ lại bị tôi gọi tới gọi lui khẳng định khó chịu cũng phải tiểu hắc ngồi xuống hiện tại anh ta có hơi đồng tình với tiêu giao vương thân là một trong ngũ đại soái sau khi được điều đến giang trung lại không ngừng chùi đít cho Giang Thần. Không biết vì sao, anh ta nghĩ lại thì có hơi buồn cười. Tiêu Giao Vương đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã xuất hiện tại phòng khám phàm nhân. Ông ta trầm mặt đi vào. Tiểu Hắc lập tức đứng đậy nhường chỗ cho ông ta, còn lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu đưa qua, cười nói Tiêu Giao Vương, chủ soái gọi ông đến cũng không có chuyện gì khác, chỉ là tán dóc mà thôi, ông sụ mặt cho ai nhìn chứ. Tiêu Giao Vương không nhận lấy điếu thuốc, Ông ta thản nhiên ngồi xuống. Nhìn Giang Thần đang ngồi một bên, bắt chéo chân, chất vấn, "Giang Thần, Hắc Long, rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả?" Giang Thần cười thản nhiên, nói thân là người đứng đầu Ngũ Quân, tỏa trấn tại Giang Trung, không phải là ông chưa nghe được tin đồn đang lan truyền bên ngoài ngày hôm nay đấy chứ? Tiêu giao Vương quả thật có nghe thấy tin tức lan truyền bên ngoài hôm nay rồi. Chính là vì nghe được một số chuyện, nên khi tiểu Hắc điện thoại cho ông ta, ông ta mới tức giận rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Giao Vương đứng bật dậy, gào lên. Giang thần liếc ông ta một cái, thản nhiên nói, ông gào cái gì mà gào, không phải là chuyện gì lớn, ngồi xuống nói. Tiêu Giao Vương biết, Giang thần tìm ông, chắc chắn không có chuyện tốt. Ông ta hít sâu một hơi, ngồi xuống. Giang thần châm một điếu thuốc, hút một hơi, thản nhiên nói, cũng không có chuyện gì, đến ngày trung thu, ông điều 10 vạn quân cho tôi dùng. Không thể được, tiêu giao vương quát, giang thần, tôi cảnh cáo cậu, đây là giang trung, không phải nam hoang. Cậu biết điều 10 vạn quân sẽ gây ra động tĩnh lớn thế nào không? Tiểu Hắc, có tôi. Truyền quân lệnh của tôi, điều 50 vạn quân từ Nam Hoang đến đây cho tôi. Vâng. Nghe thế, tiêu giao vương lập tức sợ hãi, vội vàng nói, Hắc Long, tôi xin cậu, cậu đừng giày vò tôi nữa. 10 vạn quân đúng không, tôi cho cậu, nhưng cậu phải đảm bảo với tôi, Tuyệt đối không thể xảy ra án mạng. Tôi sẽ coi như đây là một buổi diễn tập." Giang Thần cười nói, "Yên tâm, chết không bao nhiêu người đâu, nhiều nhất là mấy chục thôi." Chương 82: Chơi gái. Tiêu giao Vương thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Giang Thần, ông ta đã điều tra rồi. Tuy là tính tình của Giang Thần nóng nảy, nhưng cũng chưa bao giờ hại người vô tội, những người mà anh ra tay đều là những người đáng chết. Mấy chục người chết đều là những người đáng chết anh hoàn toàn có thể chấn áp được. Đây là lần cuối cùng. Tiêu Giao Vương đứng dậy bỏ đi ngay. Sau khi Tiêu Giao Vương bỏ đi, Giang Thần cũng không ở lại lâu. Sau khi chào hỏi vài câu với Tiểu Hắc, liền rời khỏi phòng khám phạm nhân, trở về nhà của đường sở sở. Lúc trở về nhà đã hơn 8 giờ tối. Đường sở sở đã trở về rồi. Anh vừa trở về, Hà Diễm Mai đã đánh một đòn cảnh báo, lớn tiếng mắng, mày chết ở đâu cả ngày hôm nay, cơm cũng không nấu. Giang thần bước vào phòng, giải thích con gặp được chiến hữu, tán dóc một hồi mới làm chậm trễ thời gian. Mẹ, đường sở sở kịp thời đứng dậy nói, mẹ à, anh ấy là chồng con, không phải là bảo mẫu trong nhà, anh ấy không có nhiệm vụ phải nấu cơm ở nhà mỗi ngày. Ăn ở nhà của tao, uống ở nhà của tao, không nấu cơm, không lẽ còn đợi tao nấu cơm hầu hạ nó sao? Hà Diễm Mai Tăng volume thêm 80 phần. Từ sau khi đường sở sở trang điểm lên, toàn bộ khí chất được bộc phát ra ngoài, Hà Diễm Mai càng ngày càng thấy Giang Thần không thuận mắt, một lòng một dạ muốn làm cho Đường Sở Sở ly hôn với anh. Giang Thần cũng không nói gì, anh bước đến và ngồi xuống ghế sofa. Hà Diễm Mai quát tháo, ngồi cái gì mà ngồi, đi rửa chén đi, dọn dẹp nhà bếp cho tao. Giang Thần đứng dậy đi vào bếp rửa chén. Đường Sở Sở nhìn mẹ với vẻ mặt oán trách, mẹ à. Trong mắt con còn có người mẹ này nữa hay không? Vẻ mặt của Hà Diễm Mai nghiêm nghị, bà ta trách móc nếu như trong mắt con còn có người mẹ này thì phải nghe lời của mẹ. Đường sở sở rất biết điều, không nói gì nữa. Đường Tùng thì ngồi trên ghế sofa, ngô mẫn cầm lấy cục nước đá trừa mặt cho cậu ta. Bởi vì ngày hôm qua cậu ta bị đánh đến bầm dập thâm tín, bây giờ gương mặt vẫn chưa hết sưng hẳn. Mẹ à, chị nhất định phải ly hôn với Giang Thần hôm nay con nghe nói có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn muốn tán tỉnh chị ấy trong tiệc sinh nhật của Lâm Y. Cảnh tượng lúc đó, có mấy chục người quỳ xuống vì chị ấy, bây giờ được xe ầm ầm trên tường uy chát rồi, chấn động quá. Đúng đó, ngô mẫn phụ họa thêm, chỉ con xinh đẹp như hoa, giang thần chỉ là một tên lính quèn. Cho dù có hiểu biết một chút về y thuật thì sao chứ? Ở đây là Giang Trung, là Dược Đô, có nhiều người am hiểu y thuật, không phải ai cũng có thể trở thành phương thần y đâu hai người kẻ sướng người họa hai đứa nói nhiều quá rồi đó đường sở sở liếc mắt nhìn cả hai đường tùng xoay người đứng dậy khuyên nhủ chị à cậu cổ được lắm đó trẻ tuổi nhiều tiền quan trọng nhất là người ta còn đẹp trai nữa chị ở cùng với anh ấy chẳng phải là hơn hẳn tên vô dụng giang thần sao đường sở sở lười phải nói mấy lời vô bổ với mọi người trong nhà cô liền đứng dậy đi vào bếp với giang thần giang thần ở rể trong nhà họ đường bị sai tới sai lui trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy. Đi vào nhà bếp, nhìn thấy Giang Thần đeo tạp dề lên, đang rửa chén. Cô nói với vẻ mặt say dứt, "Chồng à, xin lỗi, anh đi nghỉ ngơi đi, để em." "Làm vậy sao được chứ vợ, thân thể em là vàng là ngọc, sao có thể làm mấy chuyện vụn vặt này chứ? Em đi nghỉ ngơi đi, để cho anh." "Em cũng là con người mà." "Như vậy cũng không được, em đi ra đi, để đó cho anh, nhà bếp nhiều dầu mỡ lắm." Tay của Giang Thần ướt hết rồi, cũng không lấy tay đẩy Đường Sở Sở ra mà dùng cơ thể mình gạt cô ra, kêu cô đi khỏi. Đường Sở Sở cũng chỉ đành bỏ đi, đi trở lên phòng khách, cả nhà lại nói về cô. Điều này khiến cho Đường Sở Sở rất bực bội, mẹ à, mẹ đã quên rồi sao, ai là người dẫn mẹ đi đến khu quân sự cho mẹ nở mày nở mặt? Ai là người chữa khỏi bệnh cho mẹ? Lúc trước chẳng phải mẹ đã chấp nhận Giang Thần rồi sao? Còn muốn lấy tiền để mở phòng khám cho anh ấy? sao bây giờ lại trở khỏe đó là chuyện của lúc trước bây giờ là bây giờ tóm lại nhất định phải ly hôn đường sở sở cạn lời cũng lười nói lý lẽ với hà diễm mai cô đứng dậy quay trở về phòng giang thần rửa chén và dọn dẹp nhà bếp xong xuôi anh bước ra ngoài nở nụ cười rạng rỡ mẹ à con đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nếu không còn gì nữa con vào phòng nghỉ ngơi trước đây đi đi hà diễm mai nói với vẻ mặt bực bội nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của con gái mình rồi lại nhìn giang thần trong lòng bà ta có chút tức tối giang thần quay trở về phòng đường sở sở đang ngồi trước máy tính để thiết kế trang phục giang thần xem cũng chẳng hiểu gì cũng không làm phiền đến cô tự giác lấy cái chiếu của mình ra trải xuống đất sau đó nằm trên nền đất chăm chú nhìn ngắm đường sở sở gương mặt còn mang theo nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng không phát giác ra ngày hôm sau xe của đường tùng bị va quẹt Cậu ta mang đến tiệm 4S sửa chữa đã sửa xong rồi. Hôm nay cậu ta muốn lái xe đi, sẵn tiện đi giải quyết một số thủ tục tiếp theo như là đăng ký giấy tờ xe và biển số xe, mua bảo hiểm. Cả nhà Hà Diễm Mai đương nhiên cũng đi theo. Trước lúc đi, Hà Diễm Mai hỏi, Giang Thần, con biết lái xe không? Giang Thần gật đầu, dạ biết. Hà Diễm Mai lấy một chiếc chìa khóa xe ra, dặn dò anh, hôm nay Tiểu Tâm muốn về, con lái chiếc Honda của Đường Tùng đi đón nó đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Giang thần gái gãi đầu, tiểu tâm, là ai vậy? Đường sở sở đứng bên cạnh giải thích, là em gái họ ngoại của em, Hà Tâm. Nó vừa mới tốt nghiệp đại học xong, thực tập ở nơi khác một thời gian rồi, định đến Giang Trung phát triển. Nói rồi, cô cầm lấy một bức ảnh đưa cho Giang thần, đây là Hà Tâm, em đã gọi điện thoại cho nó rồi, cũng gửi hình của anh cho nó luôn rồi. Khoảng 11 giờ sáng máy bay sẽ đáp xuống, anh đừng có đi sai giờ nha, Trở về em sẽ gửi số điện thoại của em họ cho anh." Giang Thần hỏi, "Vậy hôm nay em phải làm gì?" Đường Sở Sở nói, "Lâm Y nói là hôm nay cô ta muốn đi ký hợp đồng với khu trung tâm thương mại Thành Trung, đóng đô ở khu trung tâm thương mại Thành Trung, dẫn em đi xem đại cảnh. Em định đi theo để học hỏi một chút." "Ờ." Giang Thần ờ một tiếng, "Đi cùng với Lâm Y, anh cũng yên tâm. Lâm Y biết được thân phận của anh, chắc chắn sẽ rất tôn trọng Đường Sở Sở." thậm chí còn nịnh nọt là khác. Giang thần thấy thời gian bây giờ vẫn còn sớm chán, cũng không cần gấp gáp ra khỏi nhà. Sau khi rửa mặt chảy đầu xong xuôi, anh mới từ từ ra ngoài, đi xuống tầng hầm đổ xe của khu dân cư, lái chiếc xe lúc trước của đường Tùng rồi chạy đến sân bay. Sau khi đến sân bay mà thời gian vẫn còn sớm, anh ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe. Hơn một tiếng đồng hồ sau, một cô gái mặc áo thun tay lỡ màu trắng cùng với chiếc váy jean ngắn, kéo lấy vali từ trong sân bay bước ra. Cô ta ngoài 20 tuổi, gương mặt trái xoan, có mái tóc đen dài, dáng người cân đối ngực nở eo thon, đôi chân dài trắng tươi trông rất mướt mắt. Cô ta bước ra sân bay rồi đưa mắt ngó quanh, cuối cùng móc điện thoại ra bấm gọi vào một dãy số. Giang Thần đang ngủ gà ngủ gật trên xe thì điện thoại đột nhiên reo lên. Anh lấy điện thoại ra xem, phát hiện là số điện thoại của Đường Sở Sở đưa cho, anh biết là Hà Tâm đã đến rồi liền ấn nút trả lời. Em họ, em tới rồi sao? Đúng vậy, anh rể, anh đang ở đâu đó? Sao em không thấy anh đâu cả? Anh đang ở khu vực đổ xe bên ngoài sân bay, biển số xe là Giang A 88450. Em đang ở ngã tư trong sân bay, sắp ra đến đây. Hà Tâm ngắt điện thoại. Cô ta vừa tắt máy xong thì một chiếc BMW X5 đậu lại ngay bên cạnh cô. Cửa xe hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra mỉm cười với hà tâm đang đứng ở vệ đường anh ta ngoắc ngoắc tay người đẹp đến giang trung du lịch hà vẫn chưa tìm được khách sạn đúng không anh đang thuê một căn phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao lên xe đi anh chở em đi một lần một ngàn tệ thế nào hả hà tâm trao mày lại mở miệng mắng ngay cút sắc mặt của người đàn ông chạy xe bmw trầm xuống anh ta thường xuyên đến sân bay gặp được vài cô gái xinh đẹp từ nơi khác đến anh ta đều chủ động tìm kiếm cơ hội. Và những cô gái kia nhìn thấy anh ta chạy chiếc BMW X5, còn nghe nói là phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, còn cộng thêm một ngàn tệ thì dù có là con gái nhà lành cũng động lòng vì tiền. Ba ngàn. Anh ta trầm mặt xuống, lại đưa ra một con số. Đưa mắt xem xét hà tâm từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. Khuôn mặt này, vóc dáng này, tấm tắc, anh ta nuốt nước bọt. Nhìn thấy hà tâm vẫn không lay động, anh ta lại lên tiếng thêm lần nữa, 10 ngàn. Vẻ mặt của anh ta đầy vẻ đắc ý, 10 vạn đối với một người bình thường mà nói, chắc chắn là một con số rất có sức hấp dẫn. Thật ra chiếc xe này là do anh ta thuê mà thôi, cái gì mà phòng tổng thống cũng đều là giả cả. Chỉ cần có người lên xe sẽ bị chuốc thuốc mê ngay, đến lúc đó sẽ bị lôi vào nhà nghỉ. Sau khi chơi gái xong còn tranh thủ cơ hội chụp lại mấy tấm hình để đe dọa các cô gái, sau đó dẫn họ đến tặng cho đại ca, làm việc trong khu vực của đại ca rồi kiếm tiền cho đại ca. chương 83, nói chuyện không hợp liền ra tay. Người đàn ông chạy chiếc xe BMW X5 tên là Mao Nam. Đại ca của anh ta cũng có chút tiếng tăm, còn có một bang hội cũng coi như là có cấp bậc trong giang hồ. Nhiệm vụ của anh ta chính là lái chiếc xe BMW X5 này đi săn mồi, tìm đối tượng ở sân bay, chạm xe lửa và bến xe. Một khi phát hiện được đối tượng từ nơi khác đến, trông có chút nhan sắc là bắt đầu dụ dỗ Chỉ cần lên xe là bị chúng chiêu ngay. Một khi đối tượng lên xe, Mao Nam sẽ lấy chai nước đã tẩm thuốc mê trước đưa cho người đẹp uống, cô ta sẽ mệt mỏi muốn ngủ. Sau khi làm xong xuôi rồi, sẽ quay clip lại uy hiếp, sau đó gửi tặng cho bang hội, kiếm tiền cho đại ca. Mao Nam nhìn ngó Hà Tâm một cách tỉ mỉ. Hà Tâm là cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhất trong số những cô gái nằm trong tay anh ta, Người con gái như vậy một khi ra sân sẽ có thể hét giá trên trời, có thể kiếm được nhiều tiền, vậy thì đại sa sẽ khen thưởng anh ta. Anh ta sẽ càng có thêm nhiều lợi ích, phải tóm được, nhất định phải tóm được. Mao Nam bước xuống xe, tướng mạo của anh ta cũng coi như là đẹp trai. Anh ta mặc một bộ vest trắng, tay đeo đồng hồ Rolex, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Nhưng, những thứ này đều là đồ giả cả, mua để làm bộ, dụ dỗ, dỗ lừa gạt mấy cô thiếu nữ không hiểu sự đời thôi. Mao Nam bước đến cạnh Hà Tâm, nở nụ cười ôn hòa, nói: "Người đẹp, lần đầu đến Giang Trung à? Không quen sự đời, dù mua bán không thành cũng chẳng sao. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, là người Giang Trung chính gốc, anh có thể làm hướng dẫn viên cho em." Nói rồi, anh ta vỗ vỗ vào xe của mình, BMW X5 hàng cao cấp nhất. Nhà của anh cũng không có bao nhiêu tiền, có 5 căn nhà trong thành phố, còn có một căn biệt thự ở ngoại thành. Gia đình có mở một công ty tiền vốn cũng có mười mấy tỷ thế thôi. Mao Nam bắt đầu khoác lác, đó là tuyệt chiêu của anh ta, lần nào sử dụng cũng hiệu quả, bất kể là cô gái nào nghe được những lời này cũng đều động lòng. Nhưng mà Hà Tâm vẫn không có bất kỳ động tính nào, cô lướt nhìn anh ta một cái và mắng, nghe không hiểu tiếng người hả. Cút ngay cho tôi. Mao Nam không ngờ rằng Hà Tâm này lại khó chơi đến thế. Anh ta nói nhiều như vậy mà cô vẫn không có chút dao động nào. Hắn ta lanh lẹ lên xe cầm lấy chai nước khoáng đưa đến, "Người đẹp, uống ngụm nước nhé." Chính vào giờ khắc này, lại có một chiếc xe chờ đến, đó chính là một chiếc xe Audi trăm triệu. Một người đàn ông anh tuấn đẹp trai bước đến, chào hỏi với Hà Tâm Tiểu Tâm. Hà Tâm nhìn qua, không tự chủ được mà nhíu mày lại, gương mặt tỏ vẻ bất mãn, cô ta nhàn nhạt nói, "Sao anh đến đây? Mẹ tôi nói với anh à?" Người đàn ông cười nói, "Gì nói hôm nay em đến Giang Trung?" kêu anh đặc biệt đến đây đón em. Lên xe đi, anh đã đặt một bàn ở Mỹ Vị Hiên rồi, chúng ta đi ăn cơm trước. Hà Tâm nhìn giáo giác xung quanh, Giang Thần vẫn chưa đến. Cô nghĩ ngợi rồi gật đầu. Nhóc con, mày là ai? Mao Nam nhất thời nổi giận, con mồi mà anh ta nhìn chúng còn chưa về tay đã bị một tên trình giảo kim hớt tay trên. Người đàn ông chạy chiếc Audi tên là La Phong. Anh ta là bạn học trung đại học với Hà Tâm, theo đuổi cô rất nhiều năm rồi anh ta rất biết cách lấy lòng mẹ vợ tương lai thường xuyên đến nhà họ hà ở thành phố lâm để tặng quà cho mẹ của hà tâm nhờ vậy mới biết được hôm nay hà tâm sẽ đến giang trung cho nên đến đón trước anh ta vừa nhìn thấy mao nam liền trao mày lại và hỏi anh là ai mao nam ướn thẳng người lên nói nhóc con mày nghe cho kỹ đây tao tên là mao nam đại ca của tao là trung phong ở khu đông biệt hiệu là chó điên người trong giang hồ gọi là phong ca nghe vậy sắc mặt của la phong đột ngột thay đổi vội vàng rút điếu thuốc đưa qua vẻ mặt kính cẩn thì ra là người của phong ca xin lỗi tiểu đệ có mắt không thấy thái sơn mao nam đón lấy điếu thuốc vẻ mặt đắc ý ở mỗi một tấc đất trong giang hồ chỉ cần nói đến tên của đại ca anh ta người bình thường đều sẽ cung kính như nhau la phong tự tay châm thuốc cho mao nam hà tâm vốn đã định cùng đi với la phong rồi bởi vì suốt bao nhiêu năm nay anh ta vẫn luôn theo đuổi cô còn nhiều lần đến nhà cô mẹ của hà tâm rất thích la phong lần này trước khi hà tâm đến đây mẹ của cô ta đã nhắc nhở nhiều lần nói rằng nhà họ la có rất nhiều gia sản ở giang trung nói la phong có tiền đồ thế nào cô ta cũng đã suy nghĩ thử kết giao xem sao ai ngờ rằng la phong lại không có tiền đồ đến vậy mau nam phà khói ra mắng mỏ tao đã nhắm chúng cô gái này rồi cút ngay chuyện này gương mặt la phong lộ vẻ lưỡng lự anh ta theo đuổi Hà Tâm rất nhiều năm, mắt thấy cơ hội sắp đến rồi. Nhưng chó điên không phải là người dễ đụng vào, là người trong giang hồ, có mấy trăm tên đàn em dưới quyền, nếu như đụng phải chó điên, nói không chừng nhà họ la của anh ta cũng sẽ gặp tai ương. Còn không mau cút đi, mau nam dậm chân đuổi. Dạ, dạ, tôi cút ngay đây. Sau khi cân nhắc lợi và hại, La Phong đã thỏa hiệp. Một cô gái thôi mà, không đáng phải đắc tội với chó điên vì hà tâm nếu như chó điên ghi thù thì nhà họ lăng của anh ta phải gà bay chó chạy anh ta xoay người liền bỏ đi hà tâm lúc này có một giọng nói chuyển đến giang thần dựng xe xong nhìn thấy hà tâm đang đứng bên vệ đường anh lấy bức ảnh ra đối chiếu một chút sau khi xác thực không nhận nhầm người rồi mới bước qua cất tiếng gọi hà tâm anh là giang thần anh chính là giang thần đến nhà họ đường ở rể sao hà tâm cũng nhìn giang thần Trước khi đến đây cô ta cũng đã nghe nói qua, nhà họ đường tìm một người chồng cho chị họ sở sở, ở rể lại nhà họ đường. Người này cũng coi như là có chút bản lĩnh, chị được vết sẹo trên người của sở sở, giúp cho sở sở trở thành đệ nhất mỹ nhân của Giang Trung. Giang thần mỉm cười, nói, đúng vậy, anh chính là Giang thần, người ở rể ở nhà họ đường đây. Nói rồi, anh liền muốn bước tới sách vali của Hà Tâm. Nhóc con, ở đâu đến đây? Mao Nam chừng mắt nhìn Giang thần, tức giận nói, không thấy đây là người phụ nữ của tao à. Cút ngay, nếu không ông đây cho mày chết. Hửm. Giang thần liếc nhìn Mao Nam một cái rồi nhìn sang Hà Tâm, em có quen biết anh ta không? Hà Tâm lắc đầu, không quen biết. Vậy thì cút đi. Giang thần cầm lấy cái vali của Hà Tâm. Mao Nam sấn tới một bước, chặn lại trước mặt Giang thần, tức giận quát, mày nghe không hiểu lời của ông đây hả? Cút. Giang thần trầm mặt xuống, nắm chặt nắm đấm, giơ tay lên liền nện một đấm vào đầu Mao Nam, Mao Nam chỉ cảm thấy một cơn choáng váng trên đầu mình. Anh ta vội vàng lùi xuống mấy bước, ôm chặt lấy đầu nằm vật xuống đất, cất lên tiếng kêu rên thảm thiết. Chuyện này, La Phong thấy thế thì trợn tròn mắt, đây lại là người của chó điên khu đông, sao có thể nói đánh là đánh chứ? Nhưng sau khi Mao Nam bị đánh xong rồi, La Phong lại bước đến thêm lần nữa, cười nói tiểu tâm, anh đã đặt sẵn một bàn ở Mỹ vị hiên rồi, chúng ta mau đi thôi anh đón tiếp làm tiệc tẩy trần cho em tranh thủ lúc mao nam bị đánh anh ta vội vàng đến đón hà tâm đi quen biết hà giang thần lại liếc nhìn hà tâm thêm lần nữa hà tâm lắc đầu không quen biết binh giang thần lại giơ tay lên ra thêm một đấm la phong lùi về phía sau mấy bước sau đó cũng ngã lăn ra đất lúc này giang thần mới nở nụ cười thật thà chất phác nhìn hà tâm nói đi thôi hà tâm nhìn hai người đàn ông nằm liệt dưới đất không đứng dậy nổi thì há hốc mồm chuyện này chuyện này trước khi đến đây cô đã nghe nói về giang thần rồi biết được giang thần là lính xuất ngũ trở về nhưng lại chịu khó chịu nhục làm việc nhà ở nhà họ lăng đánh không đánh lại bị mắng cũng không chửi lại đây là chàng rể vô dụng trong những lời đồn thổi truyền đến nhà họ hà đây sao chuyện này quá rõ ràng nói chuyện không hợp ra tay mới biết anh hùng nhóc nhóc con mày chết chắc rồi. La Phong nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, bưng lấy cái đầu đang còn choáng váng của mình, hung hăng mắng anh, anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là người của nhà họ Lăng, bố của tôi là La Ân, tổng giám đốc của công nghiệp dược phẩm La Thị, anh chết chắc rồi. Mao Nam cũng bỏ dậy, anh ta lắc lắc cái đầu đang chóng mặt, giơ tay chỉ về phía Giang Thần, mày chết chắc rồi, đại ca của tao là phong ca của khu đông, nhóc con mày đợi đó cho tao. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, đại, đại ca. Em đang ở sân bay, gái của em bị cướp rồi, em còn bị đánh nữa. chương 84, lại bị cướp công. Mao Nam gọi điện thoại kêu thêm người tới. La Phong lập tức sợ hãi. Nếu như chó điên thực sự dẫn người đến, nhìn thấy anh ta ở chỗ này thì anh ta chắc chắn sẽ bị vạ lây, sẽ bị đánh, thậm chí chó điên sẽ trả thù cả nhà họ La. Anh ta bị dọa đến hai chân mềm nhún, cũng không đoái hoài gì đến Hà Tâm nữa, xoay người rời đi lên xe lái xe đến chỗ xa rồi quan sát hà tâm cũng có chút lo lắng tuy cô ta không phải người giang trung nhưng cô ta biết nhà họ la cũng xem như là kẻ có tiền ở giang trung này bây giờ lại sợ thành bộ dạng như vậy điều này cho thấy người này không dễ chọc cô ta lôi kéo giang thần nhỏ giọng nói nhanh chuồn thôi nhưng giang thần vẫn làm thinh anh nhìn thấy mao nam gọi điện thoại kêu thêm người đến mao nam cũng xem như đẹp trai bởi vì có một gương mặt tuấn tú nên mới có thể dụ dỗ được một số người phụ nữ ham muốn lưu vinh tốt hơn. anh thản nhiên cười một tiếng, gọi thêm nhiều người một chút, gọi ít không đủ cho tôi đánh đâu. trên gương mặt tuấn tú của mao nam hiện lên sự hận thù ác độc. nhóc con, dù cho mày có lai lịch như thế nào thì mày cũng nhất định phải chết. anh rể, mau chạy thôi. hà tâm kéo giang thần, giang thần cười nhạt nói với cô ta, không sao đâu nếu như em đã biết anh đến nhà họ đường ở rể, vậy chắc cũng biết anh là lính suốt ngũ trở về, năm ba người thế này anh vẫn chưa để vào trong mắt đâu. Nghe thấy vậy, Hà Tâm yên tâm hơn nhiều. Giang thần không đi thì cô ta cũng ở lại, cô ta cũng muốn nhìn xem thân thủ của Giang thần. Rất nhanh, một đội xe SUV thật dài chạy đến. Dáng vẻ như hung thần ác sát, những người đàn ông cầm côn sắt trong tay xuống xe như ong vỡ tổ. Ở cách đó mấy chục mét, La Phong ngồi trên xe Audi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến run rẩy cả người. Xong rồi, cái tên ở rể của nhà họ đường này tiêu rồi. Tâm nhi của anh, sao em vẫn chưa đi vậy? Đi sớm một chút không phải là không có việc gì sao? Làm sao bây giờ, anh cũng không dám đi cứu em. Mà Mao Nam nhìn thấy người của mình đến thì lập tức ra vẻ, hất mặt với Giang Thần một cái, nhóc con, mày nhất định phải chết. Mao Mao, đó là ai vậy? Một người đàn ông chừng ba chục tuổi, đầu chọc, trên đầu có một vết sẹo đi tới, anh ta mặc áo ba lỗ màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to, vẻ mặt như hung thần ác sát. Chỉ riêng vết sẹo trên đầu thôi đã có thể dọa sợ không ít người bình thường rồi. Đây chính là thuộc hạ số một dưới trướng của chó điên trung phong của khu đông. Hải thâm đã từng liên tục thắng 38 lần trên lôi đài ngầm, đánh chết không ít người. Mau Nam lập tức đi đến, không người, anh Hải, chút chuyện nhỏ này anh phái mấy anh em tới là được rồi, sao lại đích thân đến đây vậy nói xong anh ta chỉ vào giang thần và hà tâm ở ven đường chính là nhóc con này cô gái kia là người phụ nữ mà em xem trọng đây chính là hàng tốt em định mang về dâng cho đại ca nhưng bị nhóc con này cản trở hải thâm vừa nhìn thấy hà tâm thì hai mắt đều phát sáng anh ta nhìn từ trên xuống dưới cột tóc đuôi ngựa mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn váy bỏ ngắn một đôi chân dài trắng nõn hàng tốt anh Hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi, nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy. Anh ta nuốt nước bọt một cái, ra lệnh, các anh em, lên cho tôi, nam thì đánh gãy chân, nữ thì mang đi. Nhưng mà vào giờ phút này, một chiếc xe jeep chạy đến, sau đó chuyển đến tiếng kèn. Những người ở phía trước, tất cả giơ hai tay lên ôm đầu, không được nhúc nhích. Giọng nói vang lên từ cái loa, xe jeep mở ra, vài quân nhân được trang bị vũ trang đi xuống đây là cấp dưới của tiêu giao vương hôm qua sau khi trở về tiêu giao vương chỉ lo lắng giang thần sẽ làm loạn không muốn đi theo chùi đít cho giang thần nữa vậy nên đã phái một đội nhỏ riêng đi theo giang thần một khi giang thần có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện đội ngũ lén đi theo giang thần nhìn thấy cảnh này không dám ẩn núp nữa lập tức hiện thân nhìn thấy quân nhân có vũ trang đến hải thâm và đám lưu manh sợ choáng váng lập tức ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích. Hoác Đông đi tới, mỉm cười với Giang Thần, sau đó ra lệnh mang những kẻ này đi hết cho tôi. Trong chốc lát, mười mấy tên lưu manh như hung thần ác sát đã bị mang đi. Nhìn thấy Hoác Đông, trái tim hà tâm đập rộn lên. Đây là Hoác Đông tướng quân mang quân hàm một sao dưới trướng tiêu giao vương. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Hoác Đông đã đi rồi. Nhìn thấy Hoác Đông lên xe rời đi, trên mặt cô ta hiện lên vẻ thất vọng đây là lần cách anh hùng gần nhất sao mình lại bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung với anh hùng được chứ giang thần đã sớm biết tiêu giao vương âm thầm phái người đi theo anh như vậy cũng tốt bớt được vài con ruồi nhặng đến trêu chọc anh anh kéo vali của hà tâm cười nói đi thôi hà tâm kịp phản ứng lại gật gật đầu ưm um. la phong ở phía xa nhìn thấy mấy kẻ lưu manh này đã bị quân nhân mang đi rồi thì lập tức lái xe vào tới xuống xe đi đến trước mặt hà tâm vội vàng nói tiểu tâm đừng sợ anh sẽ bảo vệ em đúng lúc nhà anh có quen biết một tướng quân biết được những người này muốn làm loạn nên anh lập tức gọi điện qua đó gọi những quân nhân này đến em không sao chứ hà hà tâm nhìn la phong một chút anh gọi người đến còn không thì sao vẻ mặt la phong đắc ý khoe khoang mà nói em cũng không nhìn một chút xem đây là ở đâu đây là giang trung nhà họ la anh ở giang trung này cũng có chút địa vị Mấy ngày trước ông nội của anh còn đến dự đại lễ kế nhiệm của tiêu giao vương nữa kia, nhà họ La Anh ở Giang Trung này là nhà quyền thế, quen biết tướng quân cũng rất bình thường. La Phong bắt đầu bốc phét, thật ra nhà họ La chỉ là một gia tộc bậc trung mà thôi, còn không sánh nổi với nhà họ đường. Hà Tâm còn tưởng ra La Phong tham sống sợ chết, thì ra là đi gọi điện báo cảnh sát. Ừm, xem như không tệ, có chút đầu óc, chẳng trách mẹ cô ta lại tán thưởng La Phong như vậy. Tiểu Tâm, lên xe đi chúng ta đến mỹ vị hiên anh đã đặt bàn rồi la phong cười nhận lấy vali trong tay giang thần chừng mắt liếc anh một cái quát lớn nhìn cái gì tôi đón tiểu tâm giang thần vẫn im lặng con người bây giờ đúng là biết tận dụng triệt để công lao gì cũng ôm hết lên người mình anh nhìn hà tâm hỏi em muốn đi theo anh hay đi theo anh ta hà tâm nhìn la phong một chút quả thật dáng vẻ đẹp trai trong nhà cũng có tiền còn quen biết tướng quân hơn nữa cô ta cũng có nghe nói mỹ vị hiên là nhà hàng sang trọng nhất ở giang trung người bình thường vốn không có tư cách để đặt bàn cô ta cũng muốn đến mỹ vị hiên xem thế nào mà quan trọng hơn là cô ta muốn đi theo chụp ảnh chung với tướng quân hơn nữa bây giờ cách nhìn của cô ta về la phong cũng có chút thay đổi dự định tiếp tục thử qua lại với anh ta một lần cô ta nhìn về phía giang thần vẻ mặt áy náy anh rể đã phiền anh phải đi một chuyến rồi anh về trước đi, đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong em sẽ nói La Phong đưa em về nhà của chị họ. Nếu đã như vậy, Giang Thần cũng không nói gì nữa. Anh xoay người rời đi, lên chiếc xe Honda dòng thấp khoảng 20 vạn của đường Tùng. Còn La Phong thì mời Hà Tâm lên xe, sau đó lái chiếc Audi trăm vạn nghênh ngang rời đi. Giang Thần lấy điện thoại ra gọi cho đường sở sở, sở sở, anh gặp được em họ rồi, nhưng đã được bạn học của em ấy đón đi rồi. Đúng rồi, hình như tên là La Phong, cái gì, danh tiếng của La Phong ở Giang Trung không tốt sao, đã từng làm sinh viên lớn bụng, ép sinh viên nhảy lầu sao. Đường sở sở của trách, Giang Thần, anh mau đi theo đi, nếu như em họ của em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ hỏi tội anh đó. Giang Thần không còn cách nào đành phải lái xe đuổi theo. Nếu như không phải do đường sở sở dặn dò, anh mới lười để ý đến mấy chuyện này. Chuyện sống chết của Hà Tâm thì có liên quan gì đến anh chứ? nhưng bây giờ Đường Sở Sở đã nói đức hạnh của La Phong không được tốt. Hà Tâm ăn cơm một mình với anh ta có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi. Có lẽ Đường Sở Sở cũng từng bị thua thiệt nên có chút lo lắng. Liên tục nhắc nhở Giang Thần phải đón Hà Tâm về nhà an toàn, nếu như thiếu mất một sợi tóc thì sẽ không tha cho anh. Chương 85, sùng bái anh hùng. Trên xe Audi, Hà Tâm ngồi ở vị trí phó lái. La Phong vừa lái xe, vừa không ngừng khoe khoang. Anh ta khoe gia tộc mình ở Giang Trung có bao nhiêu giàu có. Khoe khoang mình hiện giờ đã tự mở công ty, kiếm không biết bao nhiêu tiền. Tiểu Tâm, nghe gì nói lần này em đến Giang Trung tìm việc làm và phát triển nên muốn anh để mắt chút. Em không cần phải tìm việc làm, đến công ty của anh đi, làm cho hãng sản xuất thuốc của anh. Anh sử dụng quan hệ của gia tộc, đơn đặt hàng của công ty rất nhiều, mỗi năm kiếm vài trăm vạn là chuyện nhỏ, em đến là cho em làm quản lý luôn nói sau đi hà tâm không cảm động chút nào la phong nhìn mọi mặt cũng khá tốt hơn nữa còn là bạn học đại học với cô ta biết rõ gốc rễ chỉ là cô ta thực sự không có cảm giác gì với la phong cô ta thích anh hùng dùng bái kẻ mạnh cô ta đến giang trung để phát triển vì tiêu giao vương được chuyển đến đây cô ta ngưỡng mộ những anh hùng thích những vị tướng lớn chinh chiến bốn phương như tiêu giao vương có điều cô ta có thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực kết hôn với một vị tướng quân quả là một giấc mơ. Thực tế, cô ta sẽ chỉ tìm một người có điều kiện tương đối tốt, có thể khiến mình cơm no áo ấm trong suốt quãng đời còn lại. Cô ta lên xe của La Phong, cũng chỉ vì biết được nhà họ La có quen biết với tướng quân. La Phong. Ừ, em nói đi. Hà Tâm muốn nói nhưng lại thôi. Tiểu Tâm, chúng ta có quan hệ như thế nào chứ? Có chuyện gì em cứ nói thẳng bằng năng lực của anh bây giờ có thể giúp em giải quyết mà nhìn chúng cái váy nào sao hay là thích cái túi nào mà không có tiền mua không sao chuyện nhỏ la phong há mồm ngậm miệng đều là tiền hà tâm có chút phản cảm tuy nhiên cô ta không nói ra anh nói anh có biết tướng quân là vị tướng quân nào thế hả la phong sửng sốt một chút chợt khoe khoang tiêu giao vương biết không tướng quân dưới trướng của tiêu giao vương tên là Hoắc Đông, quân hàm một sao. Nghe vậy, Hà Tâm động lòng. Anh ta quen biết Hoắc Đông, người này rất nổi tiếng ở Tây Cảnh. Anh, anh có thể giới thiệu tôi với người đó một chút được không? Tôi muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Điều này, vẻ mặt La Phong khó xử nói, "Tiểu Tâm à, Hoắc tướng quân là người nào em chẳng lẽ em còn không biết sao? Cho dù anh quen biết, có thể gọi điện thoại nhờ anh ta làm việc, nhưng em là ai? Một nhân vật nhỏ như em" em cảm thấy người ta sẽ đến gặp em sao? Hà Tâm gật đầu, nói cũng phải. Xem ra cô ta không thể thực hiện được ước mơ của mình rồi. Cô ta không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút mất mát. Rất nhanh là phòng đã đưa Hà Tâm đến Mỹ Vị Hiên. Anh ta đặt chỗ ở phòng khách. Bởi vì Giang Trung người có tiền rất nhiều, bây giờ đang là giờ cơm trưa, phòng bao đã sớm kín chỗ, anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt ở phòng bao đồng giá thấp nhất. La Phong đã lên kế hoạch xong. Trong bữa ăn gọi vài chai rượu, anh ta biết Hà Tâm tử lượng kém, căn bản là vừa uống vào đã say. Bây giờ anh ta phải tìm mọi cách để Hà Tâm uống rượu, như vậy cơ hội của anh ta đến rồi. Đồ đĩ thối, cho cô giả bộ thanh cao, đợi khi tôi chơi cô, coi cô còn giả bộ được không. Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng, gương mặt tươi cười, tiếp đón Hà Tâm đi vào trong Mỹ Vị Hiên. Giang Thần vẫn đi theo Hà Tâm đến Mỹ Vị Hiên. Anh không quấy rầy Hà Tâm và La Phong đi ăn cơm, chỉ cần không có chuyện thì anh sẽ không xuất hiện. Anh định đợi họ ăn xong rồi anh đón người về, thế là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đường Sở Sở giao cho rồi. Bên ngoài Mỹ Vị Hiên, bãi đậu xe ô tô ngoài trời. Giang Thần dừng xe xong, sau khi xuống xe, nhìn xe jeep đi theo cách đó không xa. Anh bước đến gõ nhẹ vào tấm kính. Kính xe hạ xuống, Hoắc Đông nhìn Giang Thần ngoài xe, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. "Hoắc tướng quân, khu quân sự không sao chứ? Anh theo dõi tôi cả ngày, là ý gì vậy, anh nghi ngờ tôi à?" Hoắc Đông vội vàng nói, "Hắc hắc, anh Giang, không phải là Tiêu giao vương nhà tôi lo anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, nên mới phái tôi âm thầm bảo vệ anh đó." "Bảo vệ tôi?" Giang Thần đột nhiên bật cười, "Hoắc tướng quân, anh đang đùa cái quái gì vậy, tôi còn cần bảo vệ sao?" trở về nói với tiêu giao vương đừng phái người theo dõi tôi nữa như thế tôi không có tự do cảm thấy không thoải mái giang anh giang nếu đã tới rồi thì ăn chung một bữa cơm đi bây giờ đã đến nhà hàng giang thần cũng có chút đói bụng nhưng ăn một mình thì chán lắm vừa hay hoác đông cũng có mặt ở đây quan trọng hơn là trên người anh không có tiền nên anh tìm một người trả tiền không tôi không dám hoác động nhất thời bị dọa sợ anh ta nào dám cùng giang thần ăn cơm chứ? Giang thần chừng mắt nhìn anh ta, cho anh cơ hội mời tôi ăn cơm là vinh hạnh của anh, người ngoài không có cơ hội này đâu. Vâng. Hoắc Đông nhất thời gật đầu và bước xuống xe. Anh ta không mặc quân phục mà chỉ mặc thường phục. Sau khi xuống xe, Giang Thần đi tới bá vai anh ta, kéo anh ta rồi đi về phía Mỹ Vị Hiên. Đúng rồi, Hoắc tướng quân, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Hoắc Đông được Giang Thần bá vai cả người không tự nhiên giang anh giang anh hỏi đi anh cảm thấy mục đích chấn chỉnh năm tỉnh của khu quân sự đồng thời phái tiêu giao vương tới giang trung làm tổng chỉ huy của ngũ quân của cấp trên là gì hoác đông sợ hãi run lên vội vàng nói không tôi không dám suy đoán ý đổ cấp trên đâu giang thần cũng chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi không ngờ hoác đông lại sợ hãi như vậy đi vào mỹ vị hiên bây giờ là giờ ăn cơm phòng khách về cơ bản đã đầy rồi nhưng vẫn còn một số bàn trống được đặc biệt đặt trước dự phòng ngay khi hoác đông và giang thần xuất hiện cổ giật hiên đã đến bởi vì đã có người thông báo cho anh ta biết hoác tướng quân đang ở đây cổ giật hiên đi tới nhìn thấy ngoại trừ hoác đông còn có giang thần nhất thời bị dọa sợ run lên vội vàng đi tới giang anh giang anh hoác giang thần khẽ phất tay nói khiêm tốn khiêm tốn sắp xếp một bàn cho tôi ngay tại đại sảnh giang thần liếc nhìn xung quanh nhìn thấy hà tâm chỉ vào cái bàn phía sau hà tâm nói ở chỗ đó vâng cổ giật hiên gật đầu giang thần dừng lại nói được rồi anh là ông chủ lớn đích thân đi ra ngoài chào hỏi đây là muốn gây náo động sao con rể nhà họ đường như tôi bị truyền đi cũng không tốt lắm cổ giật hiên rất biết điều rời đi tuy nhiên lai sắp xếp người qua đó tiếp đãi giang thần và hóp đông Vị trí của Giang Thần vừa vặn ở sau lưng Hà Tâm. Hà Tâm quay lưng về phía anh, không thấy được Giang Thần. Còn La Phong ngồi đối diện Hà Tâm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Thần, anh ta không nhận ra, nhưng anh ta nhìn thấy Hoắc Đông. Anh đi. Vừa nhìn Hoắc Đông, anh ta lập tức run lên bần bật, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. "Hả?" La Phong thất thố như thế khiến Hà Tâm cau mày. "Không, không sao." La Phong lau mồ hôi trên trán một tướng quân khiêm tốn đến dùng cơm chỉ cần không chọc tới hẳn sẽ không sao cả tiểu tâm chúc mừng em đến giang trung phát triển cạn ly hà tâm cau mày nói la phong anh biết tôi không uống rượu mà la phong kịp thời nói tiểu tâm đây là rượu đỏ sẽ không say đầu uống một ly đi em không nể mặt anh được hay sao nghe vậy hà tâm cầm ly rượu đỏ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm hấp một ngụm cô ta cảm thấy cổ họng nóng ran thể chất của cô ta thuộc dạng người uống một chút là đỏ mặt cô ta chỉ uống một hớp trong nháy mắt mặt đã đỏ lên lúc này cô ta cảm thấy buồn nôn tôi tôi đi vệ sinh cô ta đứng dậy xoay người rời đi trong nháy mắt lúc quay đầu lại cô ta đã nhìn thấy một người cô ta đã hoàn toàn hóa đá hoắc hoắc tướng quân vài ngày trước buổi lễ kế vị của tiêu giao vương cô ta đã xem livestream sau đó cô ta còn xem lại buổi livestream đó rất nhiều lần giờ phút này người đàn ông ngồi đang ngồi ăn cơm kia không phải là hoác đông sao nhịp tim của hà tâm tăng nhanh từ nhỏ cô ta đã ngưỡng mộ các anh hùng còn có tình cảm đặc biệt với các anh quân nhân nhìn thấy hoác đông mặc thường phục cô ta nhớ tới mấy ngày trước trên truyền hình hoác đông hoác tướng quân mặc quân phục đeo quân hàm trên bả vai rất oai phong cô ta muốn qua đó chụp ảnh chung với hoác đông làm kỷ niệm có điều cô ta không có cái gan đó lần trước cô ta đã để lỡ cơ hội lần này không thể bỏ lỡ nữa cô ta âm thầm động viên mình giang thần quay lưng về phía cô ta cô ta cũng không nhìn thấy giang thần hít sâu mấy hơi cô ta lấy hết can đảm đi tới trước mặt hoác đông vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy giang thần cô ta kinh ngạc há to miệng anh anh rể audio điện tử võ tấn bền chương 86, anh ta tên là Hoác Tây. Hà Tâm đã nhìn thấy ai? Giang thần, con rể nhà họ đường, bên ngoài nổi danh khắp nơi là thứ vô dụng ăn bám sao. Bây giờ anh lại đang ăn cơm với cấp dưới của tiêu giao vương, Hoác Đông. Nhất thời, Hà Tâm không phản ứng kịp. Cô ta đưa tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe thấy tiếng gọi, Giang thần quay lại nhìn, thấy Hà Tâm đứng sang một bên, lấy tay che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cô gái này đang làm gì vậy nhìn thấy tôi làm gì phải kinh ngạc đến vậy ngay lập tức anh có phản ứng đưa mắt nhìn về phía hoác đông lập tức hiểu ra đột nhiên đứng dậy nói tiểu tâm thật là trùng hợp em cũng ở đây à ăn cơm chưa ngồi xuống ăn một miếng đi nhân tiện để anh giới thiệu với một chút đây là hoác tây người đã lớn lên cùng cô nhi viện với anh nhiều năm không gặp trùng hợp gặp được nên cùng nhau ăn cơm ngoặc kép hoác đông sửng sốt liếc mắt nhìn giang thần lập tức có phản ứng theo ý giang thần đứng lên cười xin chào tôi tên là hoác tây a à. tiểu tâm kêu lên lúc này cô ta kích động muốn chết hoác tướng quân nói chuyện với mình mình phải làm sao đây căng thẳng quá ở bàn bên cạnh la Phong cũng sửng sốt khi hà tâm đang chào hỏi hoác đông anh ta vừa rồi còn khoe khoang rằng anh ta quen biết tướng quân hoác đông hiện tại hà tâm đã gặp được hoác tướng quân thật sự phải làm sao đây? Nếu bây giờ lùi bước thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Anh ta mặt dày đi qua đó, đi tới trước mặt Hoác Đông với vẻ mặt cung kính, Hoác Tướng Quân, xin chào, tôi là La Phong, La Phong của nhà họ La. Hả, Hoác Đông nhướng mày, cậu là ai, cút. La Phong bị dọa sợ suýt tè ra quần, kịp thời kéo Hà Tâm, nói tiểu tâm, em làm gì thế, đừng chọc giận tướng quân chứ, đi thôi. Anh ta kéo Hà Tâm còn đang sướng sờ rời đi, trầm giọng nói, đợi sau này, tôi tìm cơ hội giới thiệu hoác tướng quân cho em biết. Anh, anh rể. Hà Tâm phản ứng kịp, gọi lớn một tiếng. Giang thần đang ngồi, La Phong chỉ chú ý tới hoác đông, không nhìn thấy Giang thần. Hà Tâm gọi như vậy, anh ta liền dừng lại nói cái gì, anh rể gì. Hà Tâm hất tay La Phong, đi tới kéo qua băng ghế ngồi xuống bên cạnh Giang thần cười thật tươi, anh rể, không ngại em ăn cùng anh chứ. Ừm, um, em ngồi ăn đi, Giang thần lộ vẻ mặt sao cũng được. La Phong sướng sờ khi nhìn thấy Giang thần. Gì đây? Đây là Giang thần, con rể nhà họ đường sao? Làm sao anh ta có thể ăn cơm với hoác tướng quân chứ? Đột nhiên, La Phong cảm thấy não không đủ dùng, không kịp phản ứng. Nhưng Hà Tâm, ngồi bên cạnh Giang thần, ánh mắt đặt trên người hoác đông, vẻ mặt sùng bái. Bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm hoác đông cảm thấy có chút ngượng ngùng nếu là cô gái bình thường thì không cần quan tâm nhưng đây là em vợ của hắc long cái đó cô nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì hoác đông sờ mặt mình lẩm bẩm chẳng lẽ trên mặt tôi dính gì bẩn hả hà tâm nhìn hoác đông nhịp tim đập nhanh hơn máu chảy nhanh hơn cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân vừa tới giang trung mà đã có thể gặp thần tượng của mình hoác đông hoác tướng quân cô ta nằm mơ cũng muốn chụp hình với tướng quân đừng ngồi mãi thế động đũa đi giang thần cầm đũa lên tự mình ăn la phong đứng ở bên cạnh có chút sững sờ nhìn thấy hà tâm ngồi xuống hít một hơi thật sâu lại đi tới ngồi bên cạnh hà tâm trên mặt nở nụ cười tiểu tâm thì ra mọi người quen nhau giang thần liếc nhìn la phong đang ngồi xuống nhướng mày hà tâm đây là ai hiện giờ trong mắt hà tâm chỉ có hoác đông cô ta lắc đầu em không quen bốp hoác đông đập bàn Điều này khiến Hà Tâm bị dọa sợ cơ thể run lên, đột ngột đứng lên. La Phong lại sợ tới mức té từ trên ghế xuống. Hoác Đông lạnh lùng nói, còn đợi tôi nói lần nữa à? Cút! Làm sao La Phong dám ở lại chứ? Anh ta vội lăn đi. Hà Tâm cũng phải đi. Giang thần kéo cô ta ngồi xuống, cười nói, không nói em, ngồi xuống ăn đi. Hả? Hà. Hà Tâm nhìn Giang thần, sau đó ngồi xuống. Anh, anh thật sự là hoác tướng quân sao? sau khi ngồi xuống hai mắt hà tâm lấp lánh hoác đông liếc nhìn giang thần giang thần đột nhiên cười nói hà tâm anh ta tên hoác tây tướng quân gì chứ đúng đúng hoác đông vội vàng gật đầu nói cô gái đúng vậy hà tâm đúng không tôi là tướng quân gì chứ tôi tên là hoác đông không tôi tên là hoác tây nhìn xem tôi chỉ hơi giống hoác đông mà thôi ngoặc kép anh ta nói năng lộn xộn hà tâm đột nhiên mỉm cười cô ta không ngờ rằng tướng quân oai vệ trên TV cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Cô ta biết người trước mặt chính là hoắc tướng quân. Cô không biết đã xem đi xem lại buổi lễ nhậm chức của tiêu giao vương bao nhiêu lần, sao có thể nhận nhầm được. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người, đây chính là hoắc đông. hoắc tây, cái quái gì thế? hoắc tướng quân, tôi rất ngưỡng mộ anh, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Hà tâm đỏ mặt, lấy hết can đảm, đưa ra yêu cầu này. Điều này, Hoác Đông nhìn Giang Thần. Giang Thần cười nói, muốn chụp thì chụp đi, không mất miếng thịt nào đâu. Hoác Đông gật đầu, vậy thì chụp chung một tấm đi. Hà Tâm vui mừng khôn xiết, lập tức bước tới ngồi cạnh Hoác Đông, nhưng cô không dám lại gần, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp một tấm, cô ta còn cảm thấy còn chưa đủ, nhích lại gần Hoác Đông, áp sát cơ thể vào, sau đó kéo tay, chụp thêm một tấm nữa. Tách 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 cô ta liên tục tạo dáng vây quanh hoác đông chụp một đống ảnh nhưng giang thần chỉ lo ăn không ăn bữa sáng nên anh đói bụng lắm rồi sau khi chụp liên tiếp mấy chục tấm hà tâm mới cảm thấy vừa lòng đỏ bừng mặt nói hoác tướng quân cảm ơn anh anh thực sự là thần tượng của tôi tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh không kiềm chế mà chụp nhiều ảnh như vậy mong anh không để bụng ha ha không sao hoác đông lúng túng cười hoác tây anh không ăn sao? Không ăn thì đi thôi. Ồ, được. Hoác Đông như nhận được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi. Ấy! Hà Tâm kêu lên. Tuy nhiên, Hoác Đông đã đi rồi. Anh rể, anh làm gì vậy? Đây là Hoác Tướng Quân, là thần tượng của em, sao anh có thể để anh ấy đi chứ? Sau đó, sắc mặt của Hà Tâm đột nhiên thay đổi. Anh, anh có thể chỉ huy Hoác Đông Tướng Quân sao? Giang thần nói, cái gì mà Hoác Đông, anh nói cho em nghe, anh ta tên Hoác Tây, còn có, tướng quân gì chứ? Hà Tâm ngồi xuống nhìn Giang Thần. Anh rể rác rưởi này thật là kỳ lạ. Nhớ đến lúc ở sân bay. Cô ta cũng nhìn thấy Hoác Đông, Hoác Đông có vẻ hơi mỉm cười với Giang Thần. À, anh rể, lẽ nào anh là một trong ngũ đại soái hả? Hà Tâm thốt lên. Ngũ đại soái rất ít người ngoài biết, thậm chí chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, đối với Hà Tâm một fan girl mà nói, đương nhiên đã nghe qua rồi. Hoác Đông là thuộc hạ của Tiêu Giao Vương, Giang Thần hiển nhiên không phải Tiêu Giao Vương, nhưng có thể chỉ huy Hoác Đông, nếu không phải là một trong ngũ đại soái thì là gì chứ? Giang Thần cũng sững sờ. Cô gái nhỏ này cũng nhạy bén thật đấy. Chỉ cần một Hoác Đông mà đã đoán được anh là một trong ngũ đại soái Đúng vậy. Giang Thần cười nói, đúng vậy, anh là một trong ngũ đại soái la phòng vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn thấy hoác đông rời đi anh ta mới đi tới ngồi xuống chỗ hoác đông ngồi lúc trước liếc mắt nhìn giang thần đầy khinh thường một trong ngũ đại soái sao tôi là thiên tử kinh đô đây này hà tâm đột nhiên mất hứng cô ta sớm đã nghe đồn về giang thần mặc dù anh đã giải ngũ trở về nhưng làm sao có thể là một trong ngũ đại soái được chứ làm sao một trong ngũ đại soái lại có thể ở rể nhà họ đường chứ chương 87, sùng bái hắc long nhất. Hà Tâm cũng không biết vì sao Giang Thần lại quen biết Hoác Đông tướng quân. Gọi Hoác Tây, là bạn cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Anh rể, anh thành thật nói cho em biết, rốt cuộc quan hệ của anh và Hoác tướng quân là thế nào? Hà Tâm hỏi, Giang Thần vừa ăn, vừa nói cái gì mà Hoác tướng quân, anh không quen biết, người vừa rồi là bạn nối khố hồi nhỏ của anh, đã nhiều năm không gặp. Bây giờ tình cờ gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm, sao anh ta đã trở thành tướng quân rồi? Anh thật sự không biết, Hà Tâm có chút không tin lời Giang Thần nói. Dường như hoắc tướng quân đối với Giang Thần nói gì nghe nấy, đều là nhìn mặt anh để hành sự. Giang Thần nói, không biết, hơn 10 năm không gặp rồi, anh đến Nam Hoang Tổng quân, hoắc đông này, không đúng, anh ta tên là hoắc Tây, hình như hoắc Tây đi Tổng quân ở Tây Cảnh. Tên nhóc này cũng không âm nói cho anh biết hiện tại anh ta đã là tướng quân. Giang thần đặt đũa xuống nhìn Hà Tâm, hỏi anh ta anh ta thật sự là tướng quân đúng thế lễ kế vị của tiêu giao vương diễn ra mấy ngày nay không ngừng được phát lại anh không xem sao á à đù giang thần đột nhiên lớn tiếng thằng nhóc này không ngờ hiện tại lại đỉnh như vậy nhớ lúc đó cậu ta còn ở phía sau mông anh gọi anh là đại ca không được anh phải gọi cậu ta quay lại nịnh bở cậu ta ôi trời anh không có điện thoại phải làm sao đây vụt mất cơ hội thăng quan tiến chứng rồi giang thần hối tiếc hiện tại, La Phong có thể hoàn toàn biết được tại sao lại có chuyện này. Tại sao Giang Thần lại có thể ăn cơm cùng Hoác Đông tướng quân? Thì ra tên trước kia của Hoác Đông là Hoác Tây, có quen biết hồi nhỏ với Giang Thần. Nhưng, đó đều là lúc nhỏ. Hiện tại Hoác Đông đã là đại tướng quân, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng chỉ là nể tình quen biết lúc nhỏ, hiện tại anh ta là đại tướng quân, nào sẽ để ý Giang Thần cơ chứ? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nên, nói tiểu tâm, nhà họ la anh cũng được tính là đại gia tộc cũng quen biết hoác tướng quân gia tộc anh còn thường xuyên làm việc với hoác tướng quân anh ta lại bắt đầu nói khoác rồi trước mặt người yêu của mình khoe khoang về gia đình mình hùng mạnh như thế nào và nhà máy mà mình mở kiếm được bao nhiêu tiền một năm nghe đến đây hà tâm cảm thấy có chút phản cảm nhưng mà có tiền thì thật sự đáng để khoe khoang so với những người bằng tuổi quả thật la phong có tiền đồ Ít nhất là cũng mạnh hơn so với anh rể này của cô ấy. Cô ấy liếc nhìn Giang Thần. Ở rể nhà họ Đường cũng không đi làm, ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường, thật sự không khác gì một phế vật. Nhưng mà chính là từng đi tòng quân, quen biết hoắc đông, Hà Tâm đã có cái nhìn khác đối với anh. Ăn no rồi, Giang Thần cầm giấy ăn lên lau miệng. Đúng lúc đó đột nhiên anh nhớ ra, hoắc đông đã đi rồi, ai thanh toán? Anh nhìn La Phong còn đang bốc phét, cười nói, nếu như anh La đây đã có tiền như vậy, vậy thì bữa ăn này anh Phong thanh toán nhé. Nói xong anh kéo Hà Tâm, em họ, sở sở bảo anh đưa em trở về an toàn, hiện tại cơm cũng ăn rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, Hà Tâm gật đầu. Giang Thần, anh làm gì vậy? La Phong đột nhiên chỉ trích. Không dễ gì mới đợi được Hà Tâm tới Giang Trung, còn không dễ gì mới có cơ hội một lần cùng nhau dùng bữa. Anh ta làm sao có thể dễ dàng để Hà Tâm về được. Anh ta còn có ý định dẫn Hà Tâm đến thăm xưởng nhà anh, khoe khoang một phen, để Hà Tâm có cái nhìn khác về mình. "Hả?" Giang Thần cau mày, nói, "Làm sao?" La Phong chỉ vào tay của Giang Thần, "Của trách thả bạn gái tôi ra." Giang Thần nhìn Hà Tâm. Hà Tâm liếc xéo La Phong, khuôn mặt xinh đẹp đầy bất mãn, "La Phong, tôi đồng ý làm bạn gái anh lúc nào?" La Phong đột nhiên trở nên nhẹ nhàng tình cảm, tiểu tâm, điều kiện của anh tốt như vậy, em còn do dự cái gì chứ, làm bạn gái của anh, em sẽ không cần phải đi làm nữa, không lo ăn mặc, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không tốt sao? Không tốt, Hà Tâm nói, tôi có chân có tay, tự mình có thể kiếm tiền. Cô ấy nói xong liền xoay người đi. Giang thần cũng nhanh chóng theo sau, trước khi đi còn nói, nhớ thanh toán. Đấy, đáng ghét la phong tức tới mức nắm chặt tay thành quyền nét u ám thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta giang thần cái tên phế vật anh cứ đợi đấy cho tôi giang thần đã phá hỏng chuyện tốt của anh ta anh ta đã ghi hận giang thần rồi giang thần dẫn hà tâm ra khỏi mỹ vị hiên để hành lý ra sau cốp xe sau đó lái xe quay về nhà họ đường hà tâm ngồi ở vị trí ghế phụ cầm điện thoại lướt nhìn tấm ảnh chụp chung với hoác đông rồi tự cười như một đứa ngốc Giang thần không nhịn được hỏi, chỉ là vài tấm ảnh chụp chung thôi mà, có nhất thiết phải vậy không? Anh thì hiểu cái gì? Hà tâm trợn mắt nhìn Giang thần, hoặc tướng quân là thần tượng của em, tiêu giao vương càng là thần tượng của em hơn, em nằm mơ cũng muốn chụp ảnh chung với bọn họ, bây giờ có thể coi là tâm nguyện đã đạt được. Nhưng mà, cô ấy đột nhiên thay đổi chủ đề, nhìn Giang thần đang lái xe nói, người em sùng bái vẫn là chủ soái hắc long của Nam Hoang, anh nói xem em đi tòng quân ở Nam Hoang, anh gặp qua chủ soái hắc long chưa anh biết anh ấy trông như thế nào không đương nhiên rồi giang thần đắc y nói so với thiên hạ thì không ai có thể hiểu hắc long hơn anh thật sao hà tâm thích thú hỏi chủ soái hắc long cao hay thấp béo hay gầu tính cách thế nào kết hôn chưa cô ấy hỏi liền một lúc vài câu hỏi cô ấy biết hắc long cũng biết cuộc chiến tranh phong soái của hắc long trận chiến đó vang danh thiên hạ chỉ cần là người hâm mộ quân đội đều sẽ biết. Chỉ là Hắc Long trong như thế nào thì không có ai biết cả. Bởi vì phong soái của Hắc Long là một cơ mật, ngoại trừ những đầu lão trong quân đội ra, không có ai biết cả, cho dù có vài tấm ảnh được lưu truyền ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ những gia đình thực sự giàu có ở kinh đô mới có, những gia đình bình thường hoàn toàn không có tư cách để tiếp xúc những cái này. Giang thần, anh có thể khẳng định nói với em rằng, Hắc Long đã có vợ rồi, cả đời này của em không có cơ hội đâu. Hà Tâm thất vọng. Khuôn mặt đang thất vọng của cô ấy ngay lập tức biến mất. Cô ấy liếc nhìn Giang Thần, anh nói phép, em đã nghe nói rồi, anh làm binh lính 10 năm, nhưng chỉ là tiểu binh, Nam Hoang có trăm vạn quân Hắc Long, sợ rằng anh không thể trở thành một thành viên của quân Hoác Long được, làm sao có thể hiểu biết Hắc Long, thậm chí anh còn chưa gặp Hắc Long lần nào. Giang Thần cười cười, không nói nhiều. Bởi vì, cho dù có nói với Hà Tâm rằng anh chính là Hắc Long, Hắc Long cũng sẽ không tin, thậm chí còn mắng anh là đồ ngốc hai hà tâm thời dài hắc long à thần tượng của em hơn một năm trước một mình xông vào doanh trại của quân địch giết đến đến mức máu chảy thành sông xác chất như núi đem đầu chủ soái quân của quân địch trở về đánh dấu chấm hết cho một kết cục viên mãn cho cuộc đời huyền thoại của anh ấy thật không ngờ một công dân thành phố nhỏ bé như em lại biết khá nhiều chuyện đó nhỉ giang thần nói đương nhiên rồi Hà Tâm đắc ý, em chính là một người mê quân đội thâm niên. Nói xong, cô lại trở nên thất vọng, cũng không biết đời này của em có thể gặp Hắc Long hay không. Đợi có cơ hội, em nhất định sẽ đến Nam Hoang một chuyến, xem xem có cơ hội gặp Tiêu Giao Vương hay không. Đúng rồi, cô đột nhiên có chủ ý. Anh rể, anh quen Hoác Đông từ nhỏ, tuy rằng bây giờ anh ấy phát đạt đứng trên đỉnh cao rồi, nhưng anh ra mặt cầu xin anh ấy, có thể anh ấy sẽ đáp ứng anh, anh có thể giúp em một chuyện không, em muốn được chụp chung với Tiêu Giao Vương. Cô cầu xin. Hả? Giang Thần liếc nhìn Hà Tâm, trên thực tế anh cảm thấy có cảm tình với Hà Tâm, dù sao cô ấy cũng sùng bái quân nhân. Còn hơn là những thiếu nữ mê trai khác, nào là Tôn Sùng Minh Tinh, sùng bái giặc Tây. Hơn nữa cô ấy chỉ là muốn chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương, cũng không nói muốn gả cho một tướng quân hay cái gì cả. Tiểu Tâm à, cái này anh có thể giúp em nhưng em phải đảm bảo chuyện này không được nói với sở sở, nếu như em có thể làm được, anh dẫn em đi gặp tiêu giao vương. chương 88, khóc vì sung sướng. Hà Tâm cũng chỉ là tùy tiện nói, không ôm theo bất cứ hy vọng nào. Cho dù hoắc tướng quân có quen giang thần hồi nhỏ, nhưng hiện tại anh ta đã là tướng quân, đứng ở trên đỉnh cao. Nhưng hoắc đông cũng chỉ là người dưới trướng tiêu giao vương mà thôi. Cho dù hoắc đông có thể đồng ý với giang thần, cũng không cách nào nói tiêu giao vương sẽ chụp ảnh chung với cô ấy được. Nghe Giang thần nói vậy, hai mắt của cô ấy sáng rực thật sao? Giang thần cười nói, đương nhiên rồi, trước kia anh cũng là quân nhân, xem em thích cấp trên của binh đại ca như vậy, anh muốn tìm cách giúp anh. Anh rể, thật tốt quá, cảm ơn anh. Hà tâm trở nên kích động. Tiêu giao vương à, đây chính là một trong những ngũ soái. Dù cho không phải là người sùng bái nhất trong lòng, nhưng có thể chụp chung với tiêu giao vương, cả đời này đã mãn nguyện lắm rồi. Giang thần nhìn phía sau qua gương chiếu hậu. Chiếc xe Jeep vẫn đang đi theo phía sau. Anh biết tiêu giao vương vẫn phái người đi theo anh. Hà tâm sau khi kích động thì bình tĩnh trở lại, vẻ mặt ủ rũ, anh rể, anh đừng có cố làm em vui, cho dù anh có quen hoác tướng quân lúc nhỏ, có thể anh ấy có thể giúp được mọi chuyện, nhưng anh ấy làm sao có thể bảo cấp trên chụp ảnh chung với em được. Giang thần cười, cứ đi thử đã anh trực tiếp quay đầu đi về hướng quân khu rất nhanh đã tới trước cổng của quân khu của giang trung anh rể anh đi thẳng tới quân khu luôn rồi hà tâm nghi hoặc hỏi đến cả thông báo cũng không thông báo cho hoắc tướng quân cứ như vậy có thể gặp được tiêu giao vương sao thử vận may giang thần cười thần bí anh đỗ xe ở một bên anh biết hiện tại tiêu giao vương đã nhất định biết anh đã tới rồi bởi vì tiêu giao vương luôn phái người đi theo anh quả nhiên vài phút sau, một người đàn ông trung niên mặc chiến bảo có gắn năm ngôi sao trên vai đi ra. Với khuôn mặt tròn, lông mày rậm và đôi mắt to, oai phong lẫm liệt và bá khí tuyệt đỉnh thiên hạ. Nhìn thấy tiêu giao vương đi tới, Hà Tâm kích động tới mức ngừng cả hô hấp. Giang thần mở cửa xe, gọi Hà Tâm xuống xe. Tiêu giao vương đi tới, lông mày khẽ cao lại nhìn Giang thần. Còn Hà Tâm cũng xuống xe, tinh thần cô ấy căng thẳng khi đứng trước tiêu giao vương là đây là tiêu giao vương so với trên truyền hình còn bá khí hơn cô nín thở giang thần bình thản nói đây là em họ của tôi em ấy là một người mê quân đội có thâm niên rất sùng bái ông muốn chụp ảnh chung với ông ông thấy thế nào tiêu giao vương cho mày hắc long này làm cái gì vậy ông ta quay sang nhìn hà tâm cái nhìn đó khiến cho tim của hà tâm như sắp ngừng đập lúc này trong đầu cô ấy trống rỗng hoang mang lo sợ Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Giao Vương, cô ấy đã chết lặng rồi, thậm chí đến cả Giang Thần đang nói gì, cô hoàn toàn không hề nghe thấy. Giang Thần đẩy Hà Tâm đang ngây người, còn đứng đờ ra đấy làm gì, còn không mau đi chụp ảnh chung. A. À, Hà Tâm phải ứng lại, dè dặt nhìn Tiêu Giao Vương, cháu, cháu thật sự có thể sao? Tiêu Giao Vương hòa nhã dễ gần nói, có thể, làm sao không thể được chứ? Nghe thấy vậy Hà Tâm kích động đến suýt rơi nước mắt nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Giang Thần, anh, anh rể, anh giúp em với. Cô ấy quá kích động, quá hưng phấn, đến cả điện thoại cũng sắp rơi xuống đất. Giang Thần nhận lấy, mở phần máy ảnh ra. Hà Tâm đi về phía tiêu giao vương, sau đó đứng cạnh ông ta. Giang Thần giơ điện thoại lên, nhắc nhở, đứng gần chút. Hà Tâm cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không dám. Nhưng tiêu giao vương đã chủ động dựa gần vào Hà Tâm chỉ cần có thể để cho Hắc Mong hài lòng, có thể bớt gây phiền phức cho ông ta, để ông ta có thời gian nhàn rỗi, chụp chung một tấm ảnh có là gì. Chủ soái tiêu giao, ông đừng có sổ mặt như thế, cười một cái đi, còn có, ông ôm vai của Hà Tâm, tỏ vẻ yêu thương ấy. Nghe thấy vậy tiêu giao vương muốn nổi giận, nhưng vẫn nhịn lại làm theo dặn dò của giang thần. Hà Tâm chỉ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đặt lên vai mình, khoảnh khắc này tim và hô hấp của cô ấy đã sắp ngừng đập đến nơi rồi. Được rồi, còn chưa đợi Hà Tâm phản ứng lại, Giang Thần đã hô một tiếng. Tiêu Giao Vương nhấc tay ra khỏi vai Hà Tâm, đi qua nói với Giang Thần, đây là quân khu, sau này ít tới thôi, không đúng, là đừng tới. Lời này của ông ta có nghĩa là bảo Giang Thần đừng tới tìm ông ta, ít gây phiền phức cho ông ta. Nói xong ông ta liền đi lên một chiếc xe quân đội, dưới cái nhìn kinh ngạc của Hà Tâm mà rời đi. Một hồi sau, Hà Tâm mới lấy lại phản ứng, không ngừng hít những ngụm khí lớn, vội vàng chạy về phía Giang Thần, giật lấy điện thoại trên tay anh em xem, em xem nào. Cô ấy mở album ảnh lên, nhìn thấy một tấm ảnh. Trong bức ảnh, Tiêu Giao Vương để tay lên vai cô, khuôn mặt hiền hòa trông giống như một người bố vậy. A, à, Hà Tâm khóc, cô khóc bật thành tiếng. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Tiêu Giao Vương, chủ soái của Tây Cảnh, một trong năm ngũ soái. Hôm nay, cuối cùng cô ấy cũng cầu được ước thấy, được chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương. Cô ấy ngồi xổm xuống đất và bật khóc thành tiếng. Đây chính là khóc vì sung sướng. Giang thần cao mày, chỉ là chụp chung một tấm ảnh có nhất thiết phải vậy không? Được rồi, đây là quân khu, chúng ta mau đi thôi, đợi lát nữa sẽ bị súng dí vào đầu mất hà tâm nghe thấy vậy lập tức phản ứng lại lau nước mắt ở khóe mắt rồi mau chóng lên xe giang thần lái xe trở về trên đường đi hà tâm nhìn tấm ảnh mình chụp chung với tiêu giao vương nhìn cánh tay mà tiêu giao vương đặt trên vai mình nhìn biểu cảm hiền hậu của tiêu giao vương cô ấy mím môi lại suýt chút lại khóc một lúc sau cô ấy quay sang nhìn giang thần anh rể cảm ơn anh hiện tại em đã tin anh chính là hắc long rồi chỉ có tồn tại cùng cấp bậc tiêu giao vương mới có thể bảo Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với cô. "Xì, còn là Hắc Long, em cũng thật biết nghĩ." Giang Thần bĩu môi. Hà Tâm hỏi, "Đây không phải là anh nói sau, còn còn nếu anh không phải Hắc Long, tại sao vừa đến quân khu một cái là Tiêu Giao Vương đã đi ra rồi, còn chụp ảnh chung với em?" Giang Thần nói, "Anh đã nói rồi, đến thử vận may xem sao, Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với em thì anh đã là Hắc Long rồi." Đây rõ ràng là Tiêu Giao Vương gần gũi với dân mà thôi có liên quan gì tới anh? Cũng đúng. Hà Tâm nghĩ thấu đáo rồi gật đầu. Nghĩ cho kỹ thì quả thật chính là đạo lý này. Hơn nữa Giang Thần cũng không thể là Hắc Long, nếu như anh ấy là Hắc Long, thì tại sao lại ở rể nhà họ đường, dễ dàng bị sai bảo ở nhà họ đường chứ? Hoặc cũng có thể giống như Giang Thần đã nói, tiêu giao vương gần gũi với dân, chỉ cần là người hâm mộ quân đội muốn xin chụp ảnh, ông ta cũng đều sẽ đáp ứng. Này, Chuyện của hôm nay em không được nói cho chị họ đâu đấy, cũng không được ở bên ngoài nói linh tinh. Giang thần nhắc nhở. Vâng, Hà Tâm gật đầu. Ế, không đúng. Cô ấy lại nghĩ đến một chuyện. Đó là trong lễ kế vị của tiêu giao vương trước đây, Giang thần lại thản nhiên lái xe trong quân khu. Tuy chỉ là tin đồn ngoài đời, đây là xe Giang thần mượn. Nhưng cộng thêm với việc hôm nay gặp Hoác Đông, Giang thần dẫn cô đến quân khu để chụp ảnh chung với tiêu giao vương. Dường như, Hà Tâm liếc nhìn Giang Thần, "Anh rể, em cảm thấy thân phận của anh không bình thường, anh thành thật nói cho em biết, rốt cuộc anh là ai? Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói cho chị họ biết, cũng không ra ngoài đồn nhảm." Giang Thần cười, "Anh có thể có thân phận gì chứ? Anh chỉ là lính giải ngũ quay về mà thôi." "Không hợp lý." Hà Tâm suy nghĩ chu đáo. Tuy rằng cô ấy không ở Giang Trung, nhưng chuyện ở Giang trong cô ấy đều nghe nói đặc biệt là chuyện xảy ra có liên quan đến đường sở sở. Đến cả chuyện của ngày hôm qua, một đống ông lớn quỳ trên đất nhận lỗi với đường sở sở, cô ấy cũng nghe nói rồi. Bên ngoài đồn rằng, điều này có liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị tiêu sao vương bắn chết trước kia. Mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chính là người mà đường sở sở đã cứu 10 năm trước. Người này lúc còn sống đã tìm những ông trùng này, nhờ bọn họ giúp đỡ lúc đường sở sở gặp khó khăn hà tâm cảm thấy tuyệt đối không thể đơn giản như vậy không lẽ là bởi vì anh rể cô ấy lẩm bẩm trong lòng càng nghĩ càng thấy chính là như vậy nghĩ xong hai mắt cô ấy mọc ra hai ngôi sao nhỏ anh rể anh yên tâm em nhất định sẽ không nói ra thân phận của anh giang thần trợn mắt anh có thể có thân phận gì chứ hà tâm cười nói anh đến từ nam hoang nhất định là một tướng quân nào đó anh rể sau này có cơ hội anh nhất định phải giới thiệu chủ soái Hắc Long cho em đó. Chương 89, cô ấy có thể. Hà Tâm rất kiên quyết với suy đoán của mình, Giang Thần chắc chắn là tướng quân Nam Hoang, nhưng Giang Thần chỉ cười cười, không nhiều lời. Anh chạy xe, rất nhanh chóng đã đến nhà của Đường Sở Sở. Cả nhà Hà Diễm Mai đã ra ngoài từ sớm, bận rộn cả một buổi sáng mới giải quyết xong thủ tục bảo hiểm xe, đăng ký giấy tờ xe và biển số xe, đã về nhà được một lúc rồi đường sở sở đi cùng với lâm y đến khu trung tâm thương mại thành trung bây giờ cũng trở về rồi lúc giang thần trở về nhà đã sắp một giờ trưa vừa bước vào cửa hà diễm mai liền trách móc đi đón người có cần lâu đến vậy không con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi còn không mau đi nấu cơm từ sau khi giang thần bước vào nhà họ hà hà diễm mai chưa nấu một bữa cơm nào bây giờ cả nhà của họ đều trở nên lười nhác rồi không ai muốn đi nấu cơm cho nên mới dẫn đến chuyện hơn một giờ rồi mà còn chưa ăn cơm chưa. Giang thần sách vali bước vào, đặt vali xuống rồi lập tức gật đầu, nói con đi làm ngay. Nói xong anh liền đi vào nhà bếp. Tiểu tâm, Hà Diễm Mai nhiệt tình chào hỏi. Hà Tâm nhìn Giang Thần đi vào bếp, khẽ trao mày lại. Biểu hiện hôm nay của ngô thần cô ta đều trông thấy cả. Ở bên ngoài sân bay, anh nói chuyện không hợp là vung nắm đấm đánh người, còn cùng ăn cơm với tướng quân Hoác Đông, sau cùng còn dẫn cô ta đi đến khu quân sự, chụp hình chung với tiêu giao vương. Một người như vậy làm sao có thể là người bình thường được? Nhưng bây giờ về tới nhà họ đường, sao lại đột nhiên biến thành một người khác? Cô ta quét mắt nhìn tất cả mọi người nhà họ đường, kêu một tiếng, gì, dược. Cuối cùng ánh mắt cô ta dừng lại ở chỗ đường sở sở, không khỏi trợn tròn mắt, chị sở sở, là chị sao? Tiểu tâm, mấy năm rồi không gặp, đường sở sở nhiệt tình chào hỏi hà tâm nhìn đường sở sở chằm chằm cô ta sớm đã nghe tin đường sở sở hồi phục được dung mạo bây giờ là một mỹ nữ nhưng cô ta không ngờ rằng bây giờ đường sở sở lại có thể xinh đẹp đến như vậy đẹp đến nỗi ngay cả một cô gái như cô ta cũng thấy ngưỡng mộ dáng vóc này gương mặt này chị sở sở anh rể chị khỏi khuôn mặt cho chị sao gương mặt hà tâm tỏ vẻ kinh ngạc đúng vậy đường sở sở cười nói đừng đứng nữa ngồi xuống đi em Vù. Hà Tâm hít sâu một hơi, anh rể, anh ấy thần thánh như vậy à? Hà Diễm Mai nói như dội một gáo nước lạnh, thì hiểu biết chút y thuật rồi cũng không có bản lĩnh khác nữa, căn bản không xứng với sở sở. Dì đang tìm cách để cho sở sở ly hôn với Giang thần đây, dựa vào nhan sắc bây giờ của sở sở, hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn. Đúng đó, đúng đó. Hà Tâm vỗ tay và nói, dì à, dì nói đúng lắm. Giang thần căn bản không xứng với chị họ, mau chóng kêu họ ly hôn đi cô ta còn nói thầm một câu trong lòng ly hôn rồi mình sẽ có cơ hội một người đàn ông oai phong lẫm liệt ở bên ngoài còn hiểu biết y thuật đàn ông như vậy kiếm ở đâu ra chứ mẹ à vẻ mặt đường sở sở bất mãn sau đó liếc nhìn hà tâm một cái tiểu tâm sao em cũng ngủ quáng đốc thúc vào như vậy chứ hà tâm cười nói chị sở sở à chị xinh đẹp như vậy có thể tuyển được người chồng ở rể như vậy em thật lòng cảm thấy giang thần không xứng với chị. Đường Tùng cũng mở miệng nói, em cảm thấy em gái tiểu tâm nói rất đúng. Chị à, chị đừng cứ mãi cố chấp dựa vào cây cổ thụ cong veo như giang thần. Chẳng phải bây giờ chị có quan hệ rất tốt với Tổng Giám Đốc Lâm của Dược Phẩm Trường Sinh sao? Nhờ Tổng Giám Đốc Lâm giới thiệu cho chị một người giàu có đi, như vậy em cũng được thơm lây. Cả nhà tập hợp lại cùng nhau lại khuyến khích đường sở sở ly hôn với Giang Thần còn Giang Thần thì đang nấu cơm trong nhà bếp. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Đường, Đường Thiên Long lại triệu tập cả nhà lại một lần nữa. Chuyện của ngày hôm qua, bây giờ ông ta vẫn chưa định thần lại được. Mấy chục ông lớn quỷ gối nhận lỗi với đường sở sở, cảnh tượng đó thật sự quá chấn động. Dù rằng các ông lớn như Diệp Hùng, Cổ Giật Hiên, Phương Vĩnh Cát vì nợ ân tình của người khác nên mới giúp đỡ cho đường sở sở, nhưng đó cũng là một mạng lưới quan hệ lớn. Nhất định phải mời Đường Sở Sở quay về, Đường Thiên Long hạ lệnh quyết định. Đường Hải nói, "Bố à, không phải chúng con không muốn. Cả nhà của Đường Sở Sở căn bản không muốn trở về, cho dù có cho họ 20% cổ phần của gia tộc, bọn họ cũng không chịu quay về." Đường Thiên Long ngồi trên sofa đang hút một tẩu thuốc, mí mắt nhướng lên, hỏi, "Đường Hải, con có biết ước muốn của bố là gì không?" Đường Hải trả lời, bố, ước muốn của bố là làm cho nhà họ đường trở thành một nhà quyền thế đích thực. Ừm, đường Thiên Long gật đầu, tuy là những ông lớn đó giúp đỡ cho sở sở là vì để trả món nợ ân tình của người khác. Nhưng cũng là vây cánh của sở sở, chỉ cần tạo quan hệ tốt với những ông lớn đó, thì nhà họ đường của chúng ta không còn lo không thể vùng lên. Còn có biết khoảng thời gian này hợp tác với thiên quân, nhà họ đường của chúng ta thu vô bao nhiêu tiền không? Cũng đã kiếm được hơn 10 triệu rồi đường thiên long giết một ngụm thuốc lá. Chỉ cần sở sở trở về, chúng ta có thể mở rộng sản xuất, thậm chí hợp tác sâu rộng với các tập đoàn dược phẩm lớn như Thiên Quân, Trường Sinh, V, V. Thậm chí có thể gia nhập vào khu trung tâm thương mại thành trung. Như vậy, nhà họ đường của chúng ta không còn lo không thể vùng dậy. Đường Thiên Long càng nói càng kích động. Bất luận giá nào cũng nhất định phải mời đường sở sở về đây cho bố. Người nhà họ đường ai nấy đều mặt mày ủ rột, Bọn họ đều không muốn đường sở sở quay về. Dù rằng nhờ có đường sở sở nên nhà họ Đường mới hợp tác được với Thiên Quân, nhưng đường sở sở trở về nhất định sẽ quản lý nhà họ Đường, sẽ tiếp tục khai thác lợi ích của họ. Như vậy thì dù nhà họ Đường có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, phân chia lợi ích không được, có trở thành nhà quyền thế hay không thì thế nào chứ? Ông à, Đường Lỗi lên tiếng nói, đường sở sở không trở về đâu. Ông không biết đâu lần trước cháu đến đó cũng quỳ xuống xin cô ta rồi ông không biết hà diễm mai nói khó nghe đến mức nào đâu bà ta nói cho dù là ông đích thân tìm đến cửa quỳ xuống cầu xin bà ta bà ta cũng không trở về gia tộc đường mộng oánh phụ hỏa thêm đúng rồi đó ông à cả nhà bọn họ đáng ghét lắm bao nhiêu năm qua ăn của nhà họ đường dùng của nhà họ đường bây giờ đến lúc cần dùng đến bọn họ họ liền trở mặt không nhận người ông đích thân đi thêm một chuyến nữa Đường Thiên Long đứng dậy, nói chuẩn bị quà cáp. Đường Hải bất đắc dĩ đi chuẩn bị quà. Sau đó, Đường Thiên Long dẫn theo cả nhà Đường Hải đi đến nhà của Đường Sở Sở thêm lần nữa. Còn gia đình của Đường Kiệt cũng không sống trong biệt thự lớn của nhà họ Đường, mà mua một căn biệt thự nhỏ ở lân cận. Sau khi Giang Thần nấu cơm xong thì ngồi ở ban công hút thuốc. Hà Tâm ăn cơm rồi cũng không ăn nữa, cô ta bước đến nhìn thấy Giang Thần đang ngồi hút thuốc ở ban công, thì hé miệng cười nói, anh rể à, anh ở nhà họ đường không có chút địa vị nào cả. Theo như em thấy thì anh vẫn nên ly hôn với chị sở sở đi. Hửm, ừ. Giang thần liếc nhìn cô ta một cái. Hà Tâm chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, sau khi ly hôn, em gả cho anh, thế nào hả? Giang thần cười cười, không nói gì. Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Đường Tùng buông chén đũa xuống đi mở cửa, nhìn thấy đường Thiên Long, cậu ta bỗng chốc run lên, Vội vàng nói, "Ông nội, sao ông dẫn theo cả nhà đến đây vậy? Nhanh, nhanh vào nhà." Đường Tùng dẫn Đường Thiên Long và những người khác bước vào. "Ba, mẹ, ông nội và bác cả đến." Hà Diễm Mai buông chén đũa xuống, gương mặt trầm xuống. Đường Thiên Long đi vào, trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, "Sở Sở, ông nội đến thăm cháu đây." Sở Sở vội vàng đứng bật dậy chào hỏi, nói, "Ông nội, ông mau ngồi xuống đi, ông ăn cơm chưa?" cháu đi lấy chén đũa. Đường Thiên Long cười nói, ăn rồi, ăn rồi. Sở sở à, đã lâu như vậy rồi, có giận cũng nguôi rồi chứ, trở về thôi, trước chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Lạc vẫn do cháu đảm nhiệm. Không thể nào, Hà Diễm Mai lập tức lên tiếng, nói, bố à, bố đừng có phí công nữa, sở sở không quay về đâu. Trừ phi nhà họ đường đưa ra 50% cổ phần của gia tộc cho đường bác. Nếu không, chúng con nhất quyết không quay về. Cái gì chứ, đường lỗi tức thời nổi nóng, tăng volume giọng lên nói, 50% cổ phần. Bác còn dám mở miệng. Sắc mặt của đường hải cũng trầm xuống, nói em dâu, em đừng quá đáng. Vợ của đường hải là Lý Yến cũng nóng lên, vội vàng nói, bố, bố đừng có đồng ý. Đường thiên long mỉm cười khoác tay, cắt lời của mọi người. Ông ta suy tính trong chốc lát rồi hỏi, sở sở, ông cho gia đình của các cháu 50% cổ phần, các cháu có thể dẫn dắt nhà họ đường đi đến đỉnh không? Có thể giúp nhà họ đường trở thành nhà quyền thế đích thực không? Chuyện này, đường sở sở cũng ngây người. Cô không ngờ rằng ông nội vậy mà lại đồng ý cho 50% cổ phần. Chỉ là dẫn dắt nhà họ đường đi đến đỉnh Vinh Quang, trở thành nhà quyền thế. Cô có năng lực đó sao? Cô tự hỏi là không có. Hà Diễm Mai cũng không ngờ đường Thiên Long sẽ đồng ý. Bà ta lập tức nói, đó là chuyện tất nhiên rồi. Mọi người không biết Sở Sở nhà chúng con bây giờ quen biết bao nhiêu nhân vật lớn, sáng nay còn đi đến khu trung tâm thương mại thành chung với tổng giám đốc Lâm của dược phẩm Trường Sinh. Nói rồi, bà ta còn liếc nhìn Đường Sở Sở một cái, hỏi, "Đúng không Sở Sở? Con mau nói đi, con có thể dẫn dắt nhà họ Đường đi đến đỉnh vinh quang." "Cháu, Đường Sở Sở muốn nói rồi lại thôi, cô thật sự không có lòng tin đó. Nếu như quản lý tốt tập đoàn thì nhất định không thành vấn đề." nhưng dẫn dắt nhà họ đường đi đến đỉnh vinh quang thì cô làm gì có năng lực đó chứ cô ấy có thể giang thần hút thuốc xong bước đến cười nói ông nội ông cứ yên tâm đi sở sở nhất định có thể dẫn dắt nhà họ đường đi đến đỉnh vinh quang trong bốn nhà quyền thế ở giang trung nhà họ tiêu đã ngã xuống rồi ba đại gia tộc lớn khác cũng sắp tiêu rồi không còn bao lâu nữa nhà họ đường sẽ lội ngược dòng vươn lên trở thành một trong bốn nhà quyền thế mới Audio điện tử võ tấn bền. chương 91, hiểu lầm. Bốp, Hà Diễm mai tát vào đầu giang thần và mắng, lắm mồm, cậu có tư cách lên tiếng trong buổi họp gia đình à? Được, cứ quyết định vậy đi, đường thiên long cười lớn. Định cư ở trung tâm thương mại là điều anh không ngờ tới. Vì nơi đây được xây lên nhằm trở thành trung tâm tài chính thế giới nên không chỉ có các doanh nghiệp ở Giang chung đến định cư, mà tương lai, các doanh nghiệp lớn trên cả nước về cơ bản cũng sẽ đổ xô chuyển về đây. Nếu nhà họ đường có thể chuyển đến đây, nhất định sẽ trở thành biểu tượng của một gia tộc quyền quý, nên dù có phải bỏ ra tới 100 triệu cũng không thành vấn đề. Ông nội, cháu, đường sở sở do dự. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của đường thiên long, cô không muốn ông phải mất hứng, cô nói với vẻ ủ rũ, cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chủ tịch, nhà họ đường trông cậy hết vào cô cô nhất định phải giành được tư cách gia nhập. Chủ tịch yên tâm, chỉ cần cô lấy được một vé cư trú, thì dù sau này tiền thuê có đắt đi nữa, chúng ta vẫn thừa cách cho tiền đẻ ra tiền. Đúng vậy, nhưng nếu cô không lấy được chiếc vé đó, thì chủ tịch như cô khác nào có tiếng chả có miếng. Người nhà họ đường lần lượt lên tiếng. Nghe qua có vẻ như đang nịnh bợ tâm bốc, nhưng thực chất là đang chế nhạo. Đường sở sở sao có thể không biết người nhà họ đường đang lấy cô ra làm trò đùa ha ha cả nhà chúng ta cùng nhau sáng tạo huy hoàng tan họp đường thiên long cười lớn rồi đứng dậy đi về phía lầu hai đường sở sở cũng đứng lên cô hung hăng lườm liếc giang thần đường tùng nhìn giang trầm bằng đôi mắt hình viên đạn cậu ta chửi ầm lên giang thần anh cố tỉnh phá đáng đúng không đường sở cười lớn bước ra sở sở cố lên nhà cưng Tư cách tiến vào trung tâm thương mại tài chính chứ không phải vé vào vệ sinh công cộng muốn vô là vô muốn ra là ra, cái ghế chủ tịch cũng không phải dễ ngồi cưng nhé. Đường sở sở, nghe nói tới cả ông lớn như Diệp Hùng mà còn phải ngoan ngoãn nộp thủ tục, thì mày có tìm lão cũng vô dụng. Ha ha, vậy chúng tôi sẽ chờ tin tốt từ chủ tịch. Ai nấy nhà họ đường cũng lên tiếng, đường sở sở tức giận rời khỏi biệt thự nhà họ đường. Giang thần cũng rời theo. Trên đường về nhà, cả hà diễm mai đỗ tùng và ngô mẫn đều mắng nhiếc giang thần hà diễm mai mắng giang thần tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau cậu bớt mở miệng trong mấy buổi họp gia đình đi nghe đặng nhà tôi đỡ mất mặt đường tùng cũng quát theo dòng cái thứ thành sự thì ít thất bại có thừa anh có biết trong trung tâm tài chính thương mại thành phố là gì không đắt sắt ra miếng đó anh biết không hả cho dù muốn vào phố ẩm thực mở một nhà hàng nhỏ thì bèo nhất cũng mấy trăm vạn tiền mặt bằng bước vô phố thời trang cũng ít nhất vài trăm vạn mà muốn bước vô mấy khu xí nghiệp thì con số đó còn nhân lên gấp trăm ngàn lần ngoặc kép mặc cho người nhà họ đường có mắng như thế nào giang thần cũng không đáp trả đường sở sở cũng hô oán nhìn anh anh kiếm chuyện khó cho em rồi đó anh đâu có thấy cái cảnh lâm y loay hoay cả buổi sáng làm đủ thứ thủ tục trên đời mới đưa công nghiệp dược phẩm trường sinh vào tham gia hoạt động được người ta là chủ tịch của tập đoàn hàng tỷ đó trời ạ anh nghĩ thử coi em lấy cái gì để xin gia nhập đây. Nói không chừng em rất ngay vòng để xe luôn rồi. Giang Thần cười nói, "Vợ à, anh tin em, anh tin em nhất định có thể làm được." Em còn không tin nổi chính em nữa là. Đường Sở Sở chán nản, thất vọng. Cả gia đình nhốn nháo về tới nhà. Chuyến này Hà Tâm ở nhà chứ không biệt thự nhà họ Đường. Thấy sắc mặt kỳ lạ của mọi người, cô ta thắc mắc, sao ai cũng bí xị hết vậy, chẳng phải đi chia cổ phần à? Hà Diễm may mắn, còn không phải tại cái thằng phế vật giang thần lắm mồm, phát biểu linh tinh trong cuộc họp để rồi kiếm chuyện khó cho sở sở à. Hà, cô ta liếc giang thần một cái và hỏi, sao vậy? Hà Diễm Mai kể lại câu chuyện trong cơn thịnh nộ. Nghe vậy, Hà Tâm suy tư và nói, nói không chừng chị sở sở làm được thật ấy. Giang thần gật đầu, anh nói, đúng đúng, tôi tin sở sở. Mà cứ cho là lúc đó tôi không lắm mồm đi, Bộ mọi người tưởng người nhà họ đường sẽ để yên cho sở sở ngồi chém chệ trên ghế chủ tịch hội quản trị Hà. Nếu sở sở muốn ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, nhất định phải khiến người nhà họ đường tâm phục khẩu phục. Chuyện BJYS Làm như có mình cậu biết không bằng, chắc bọn tôi không biết Hà. Hà Diễm may mắn, chuyện này rõ ràng là không thể. Lúc từ chối được thì không chịu, giờ hay rồi, cậu bảo xem sở sở phải xin tư cách gia nhập kiểu gì đây giang thần giang hai tay sao coi biết được con đâu phải dân kinh doanh hai đường sở sở thở dài thôi được rồi đừng cãi nữa giang thần cũng muốn tốt cho con thôi con đi thu xếp đây mai còn phải tới công ty chuẩn bị giấy tờ thông tin với mấy cái thủ tục này nọ đặng nộp nữa cứ nộp thử coi được hay không rồi hãng tính được thì mừng còn không được thì thôi dẫu sao ông nội cũng thừa biết chuyện này là không thể cho dù con không làm được ông ấy cũng sẽ không làm khó con Ừ, Hà Diễm Mai gật đầu, chuyện đã tới nước này, nên cũng đành vậy. Đường bác thì vẫn còn đắm chìm trong sung sướng. 50% cổ phần. Nằm mơ ông ta cũng không ngờ, sẽ có một ngày bản thân nắm trong tay 50% cổ phần công ty gia tộc. Đường Tùng cũng quên bén những khó chịu, cậu ta hớn hở nói, bố, ông nội nói bố có thể tự do chia cổ phần trong tay, con là con trai duy nhất của bố, bố mau chia cho con 25% đi đường bắc liếc mắt sang Hà Diễm Mai. Tuy ông ta nắm trong tay quyền chia chát, nhưng chia cho ai thì lại còn tùy thuộc vào sắc mặt Hà Diễm Mai. Hà Diễm Mai vỗ vào chán đường tùng và mắng, chia cái đầu con thì có, sở sở chưa nắm chắc ghế chủ tịch, lại còn tới 3 tháng thử việc. Đợi sở sở ổn định vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đi rồi chia. Mẹ ơi là mẹ, 3 tháng đẻ ra biết bao nhiêu tiền. Cứ để bố chia cổ phần cho con trước đi, con cần lợi nhuận cổ phần trong 3 tháng đó mua biệt thự đón bố mẹ vợ về. Ngoặc kép. Nghe vậy, ngô mẫn vui mừng khôn xiết, cảm ơn anh xã. Hà Diễm Mai liếc giang thần và mắng, cậu coi con rể nhà người ta kìa, phất lên một cái là nghĩ tới bố mẹ vợ ngay, còn cậu. Giang thần sờ sờ mũi. Anh không nghĩ cho nhà họ đường hà. Không muốn đường sở sở đảm nhiệm vị trí chủ tịch, nắm lấy nhà họ Đường và cũng không muốn Đường bác nắm giữ 50% cổ phần nhà họ Đường sao? Đường Tùng nhận thấy có gì đó không ổn, kịp thời nói, "Mẹ, không phải con phản đối." Nhưng chẳng qua là giờ bố có cổ phần, chia tạm vài tháng là đã đủ mua biệt thự rồi, huống hồ gia đình bố mẹ vợ con còn đang sống chen chúc trong căn nhà nhỏ có hơn 100 mét vuông. "Rồi rồi, không thành vấn đề. Hà Diễm Mai chịu thua cậu ta luôn, mẹ cũng không có giận gì." Nhà họ ngô gả con gái người ta cho con cũng tức là mất đi một người thân bên cạnh, giờ gia đình mình phát đạt thì cũng nên giúp gì đó cho họ. Ngô Mẫn lập tức cảm ơn, con cảm ơn mẹ nhiều. Cả nhà ai nấy cũng lặng đi trong niềm vui sướng khôn nguôi. Chỉ có đường sở sở là buồn giàu. Cô trở về phòng, bật máy tính và bắt đầu viết đơn xin cư trú. Cả ngày hôm nay, Giang thần đều không hút điếu thuốc nào trước mặt đường sở sở. Giờ anh đang thèm thuốc lá, nhưng không dám hút ngoài ban công mà đi ra khỏi cửa anh đến cầu thang châm một điếu thuốc và bắt đầu hút hà tay đi tới cô ta đứng khoanh tay nhìn giang thần đang ngồi hút thuốc dưới đất cô ta mím môi cười anh rể chuyện đưa nhà họ đường đến định cư ở trung tâm tài chính thương mại trong thành phố với chị sở sở chắc cũng dễ như bỡn nhỉ giang thần ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn anh nhún vai và nói hỏi anh anh biết hỏi ai sao thế anh không định âm thầm giúp một tay à? Anh mà đứng ra thì lại chẳng quá dễ. Em coi trọng anh quá rồi, anh chỉ là lính quèn mới suốt ngũ thôi. Hà Tâm ngồi xả xuống đất mà không thèm chú ý hình tượng, cô ta ôm lấy cánh tay giang thần, cả người cô ta như sắp dính chặt vào người anh. Cô ta nói với giọng yểu điệu, anh dễ, em tới giang chung là để tìm việc làm, anh ra mặt kiếm dùm em một công việc tử tế được không dạ. Ngoặc kép, một nơi khác, sau khi đường sở sở bật máy tính lên, cô lại không biết phải viết đơn xin thế nào. Cô bước ra khỏi phòng tìm Giang Thần nhưng không thấy nên quyết định ra ngoài tìm. Đi chưa được vài bước, đã thấy bóng dáng ai đó trên cầu thang cách đó không xa. Giang Thần ngồi dưới đất, Hà Tâm lại ngồi quấn lấy tay anh, cả người cô ta như dính chặt vào anh. Đoàn! Cảnh tượng này chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang. Đường sở sở lập tức xứng người, cô hóa đá tại chỗ, khóe mắt lấp lánh lên những giọt lệ trong suốt vài giây sau, cô che miệng, hòa khóc, chạy vào phòng. chương 92, đường sở sở tuổi thân. Hà tâm to gan thật, cả người cô ta gần như dính chặt vào giang thần. Hương thơm thiếu nữ quyến rũ sộc lên mũi, giang thần vội nhích người ra xa. Hành động của anh khiến hà tâm bật cười, anh rể, anh còn biết ngại ngùng nữa hả? Người ta đồn, anh với chị họ không có ngủ chung. Đừng nói là anh còn riêng nha. Giang thần đỏ mặt chính xác thì anh đúng là như vậy. 10 năm trước, anh mới 17 tuổi, là một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tình yêu tuổi học trò thuở những năm cấp 3 đó cũng chỉ giới hạn trong những cái nắm tay. Đi lính 10 năm, thứ anh phải đối mặt là những cuộc huấn luyện đặc biệt ngày đêm, vũ khí máu lạnh và cả xương máu quân thù. Anh cũng lời nói nhảm với Hà Tâm, anh giết mạnh điếu thuốc, sau đó ném tàn thuốc vào thùng rác và xoay người về phòng. Thấy Hà Tâm ngồi ôm lấy cánh tay và gần như dính chặt vào Giang Thần ở bậc cầu thang, Đường Sở Sở chạy đi trong nước mắt. Sau khi trở về phòng, cô khóc nức nở thành tiếng. Cô tưởng Giang Thần là người đàn ông tốt, nhưng nào ngờ anh cũng như bao gã đàn ông khác. Hôm nay vừa gặp Hà Tâm, hai người đã cặp kè với nhau. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Đường Sở Sở vội lau nước mắt, cô hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi mở cửa giang thần bước vào cười hỏi đang làm gì đó sao mở cửa lâu vậy nhưng đường sở sở không nói cô bước thẳng về phía máy tính và ngồi xuống sau đó ngây ngốc nhìn màn ảnh giang thần cũng không nhận thấy gì khác thường anh tự giác đi lấy chiếu ra rồi trải xuống đất nhìn thấy hành động của anh đường sở sở cảm thấy mình bị tủi thân trước mặt cô thì đóng vai chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại cặp kè với người phụ nữ khác Mấu chốt là người phụ nữ này lại là em họ của cô. Cô lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung xáo rỗng trong đầu. Thế nhưng, cô vẫn không thể quên được cảnh Hà Tâm ôm Giang Thần thân mật, cả người cô ta lại như muốn dính sát vào người Giang Thần. Cảnh tượng này như hằn sâu vào tâm trí cô, có muốn cũng không quên được. Chẳng lẽ tại mình không cho anh ấy đụng nên anh ấy mới lén tìm của lạ? Dù sao anh ấy cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu. Đường Sở Sở bắt đầu suy ngẫm. Cô nghĩ vấn đề là ở cô mới dẫn đến Giang Thần tìm phụ nữ khác sau lưng. Tuy nhiên, cô đã rất tức giận. Đâu phải em không cho anh đụng, là anh tự đòi ngủ dưới đất cơ mà. Em cũng làm này làm nọ ám chỉ cho anh mấy lần, nhưng anh đâu có chịu phối hợp. Nghĩ đến đây, cô ấy lại tức giận. Giờ phút này, cô bỗng nghĩ đến chuyện ly hôn. Ly hôn Giang Thần, tác thành cho anh và Hà Tâm. Giang Thần, Hà Giang Thần nằm trên chiếc chiếu dưới đất và đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, nghe tiếng gọi, anh phản ứng lại ngay, "Sao vậy em?" Đường Sở Sở xoay ghế, nhìn Giang Thần đã ngồi dậy dưới đất, cô nghiêm túc hỏi, "Anh thấy em họ em thế nào, ý em là Hà Tâm ấy?" "Hả?" Giang Thần khó hiểu, nhất thời không đoán được Đường Sở Sở có dụng ý gì. Trong 10 năm đi lính, người anh giao tiếp hàng ngày ngoài đồng đội thì chính là quân thù, số lần giao tiếp với phụ nữ gần như bằng không nên anh không cách nào đoán được tâm tư của phụ nữ anh gật đầu theo bản năng và nói rất tốt nghe vậy sự thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt đường sở sở cô rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này cô còn nhớ kể từ sau khi giang thần ở dễ anh đã đưa cô đến đế vương cư và ngày ngày chăm sóc cô ân cần tỉ mỉ đêm xuống là khi anh dỗ dành cô vào giấc ngủ và sớm mai là khi anh đưa cô ra ngoài dạo quanh đón nắng cô ngày ngày nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo nhất mà trước đây chưa từng. Chính khoảnh khắc đó, cô đã yêu Giang Thần và xác định rằng Giang Thần sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô trong đời. Thấm thoát mới chẳng bao lâu, cô không ngờ giờ đây Giang Thần lại thân mật với một người phụ nữ khác đến vậy, đau đớn thay người phụ nữ đó lại còn là em họ cô. "Chúng ta, cô định nói chúng ta hãy ly hôn, nhưng câu chữ đã đến miệng lại không cách nào thoát ra được. "Vợ, em định nói gì ấy?" không, không có gì. Suốt cuộc đường sở sở vẫn không nói gì. Giờ cô đã chẳng còn tâm tư để viết đơn xin cư trú gì đó nữa, cô nằm trên giường và vắt tay lên chán. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, đường sở sở trở lại với bộ đồ công sở, cô đến công ty Vĩnh Lạc để tiếp nhận Vĩnh Lạc. Còn Giang thần rảnh rỗi, thì ở nhà ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ. Trong khoảng thời gian này, ở Giang Trung đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Gia chủ nhà họ tiêu một trong bốn gia tộc lớn tức tiêu biệt hạc lâm trung, nhà họ tiêu lụi tàn, từ một gia tộc giàu sang quyền quý nay rơi xuống vực thẳm. Tộc trưởng của ba gia tộc giàu có khác gồm nhà họ Vương, nhà họ Chu và nhà họ Triệu cũng lần lượt qua đời. Ngay sau đó, tiêu giao Vương lên kế nhiệm. Giờ đây, chính người đàn ông giàu có bí ẩn đó đã mua lại trung tâm thương mại trong thành phố với giá cao ngất trời. Những người dân sống trong thành phố cũng đang bàn tán về chuyện này hôm nay, nhà họ đường một gia tộc trung lưu lại lần nữa tung ra tin tức nặng ký. Nhà họ đường là gia tộc trung lưu. Tuy nhiên, khoảng thời gian này lại hóng hách, huynh hoang làm trò cười cho thiên hạ. Lần đầu là chơi trội, đường sở sở đã gọi một cuộc cho Diệp Hùng, và ông ta đã cho nhà họ tiêu phá sản ngay sau đó. Lần thứ hai là tự biến mình thành trò hề trong mắt thiên hạ, đường Thiên Long lúc ấy đã làm một thiệp mời giả nhằm tham dự lễ kế nhiệm của tiêu giao vương. Sáng nay, Tại công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc, Đường Thiên Long tổ chức họp báo, đích thân xuất hiện và thông báo với bên ngoài rằng từ nay về sau Đường Sở Sở sẽ chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đường Thị Vĩnh Lạc với 50% cổ phần Vĩnh Lạc trong tay. Tại cuộc họp báo này, Đường Thiên Long chủ yếu đề cập đến mối quan hệ hợp tác sâu rộng của Vĩnh Lạc, đồng thời cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Đường Sở Sở và Lâm Y chủ tịch của công nghiệp dược phẩm Trường Sinh ông ta thậm chí còn đề cập đến cảnh nhiều người có tiếng tăm quỳ xuống trước đường sở sở trong bữa tiệc sinh nhật của Lâm Y. Theo việc tổ chức họp báo, nhà họ đường lại lần nữa xuất hiện trước công chúng. Ngay sau đó, đường Thiên Long thông báo rằng hai ngày sau sẽ tổ chức lễ mừng thượng thọ 80 tại nhà hàng Giang Trung và mời mọi tầng lớp cùng đến nhà hàng Giang Trung chung vui. Nhất thời, chủ đề liên tục liên quan đến nhà họ đường. Nào là nhà họ đường có đường sở sở quản lý, dựa vào mối quan hệ rộng rãi của cô, chuyện quật khởi chỉ còn là sớm muộn. Đường sở sở nổi tiếng trở lại. Là chồng của đường sở sở, Giang thần đương nhiên cũng trở thành đối tượng bàn tán. Gì mà rác rưởi, nào là phế vật không não, đủ loại mắng nhiếc trên đời. Sau khi tỉnh dậy, Giang thần thu dọn chiếu đệm dưới sàn rồi ra khỏi phòng. Vì lấy được cổ phần, cả nhà ai nấy đều ra ngoài hưởng thụ niềm vui sướng. Chỉ còn mình Hà Tâm ngồi trên sofa, xem thông tin tuyển dụng của các công ty lớn trên điện thoại. Vốn dĩ, cô ta định đến vĩnh lạc của nhà họ đường làm, nhưng lại cảm thấy không tự nhiên khi làm việc ở công ty họ hàng. Anh rể. Thấy Giang thần ra khỏi phòng, cô ta lập tức để điện thoại xuống. Cô ta nói, anh rể, anh mau giới thiệu công việc giúp em đi mà. Không có đường sở sở ở nhà, Giang thần lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh đi tới, ngồi xuống ghế sofa, sau đó liếc cô ta một cái, anh thản nhiên nói kiếm việc làm thì đến chợ nhân tài mà kiếm ấy kiếm anh làm gì cô ta ngồi sát giang thần và dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh cô ta nũng nịu nói anh quan hệ rộng anh mà ra mặt nhất định sẽ tìm được một công việc tốt hai người ngồi gần đến mức cơ thể suýt dính chặt vào nhau ngực cô ta căng phòng cố ý cọ vào giang thần bị trêu chọc như vậy giang thần định nhích đi chỗ khác đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra Đường Tùng và Ngô Mẫn tay trong tay bước vào, thấy cảnh tượng trên ghế sofa, cả hai há hốc mồm. Chương 93, hiểu lầm ngày một lớn. Đường Tùng và Ngô Mẫn vừa lái chiếc Maserati mới mua về. Mở cửa vào nhà đã thấy cảnh tượng này. Hai tay Hà Tâm ôm lấy cánh tay Giang Thần, cả người cô ta gần như dính chặt lên người anh, cứ như thể rất thân mật. "Anh, hai người?" Đường Tùng thốt lên trong kinh ngạc. Sau khi bước tới, cậu ta mắng, "Hừ!" Giang thần anh giỏi lắm, anh ăn của nhà họ đường, ở của nhà họ đường. Bây giờ chị tôi không có nhà, anh lại làm chuyện mèo mả gà đồng với người phụ nữ khác sau lưng chị. Còn cô nữ Hà Tâm, sao cô có thể làm ra chuyện như này chứ, đây là chồng của chị họ cô đó. Hà Tâm chỉ đang đùa với Giang thần chút thôi. Cô ta không ngờ đường tùng lại trở về nhanh vậy. Cô ta nhanh chóng thả tay Giang thần ra, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu giải thích, anh họ, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu chứ sao mới phải, đường tùng mắng, rành rành ra đó còn không phải là không phải thế nào. Bọn tôi mà không về kịp, chắc hai người cởi quần áo ra âu yếm tại chỗ luôn rồi hả? Giang thần không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như này. Tuy nhiên, anh cũng không giải thích nhiều. Ngô Mẫn đi tới và ngồi xuống sofa, cô ta sụ mặt nhìn hai người rồi mắng, tiểu tâm, cô đúng là không biết xấu hổ. Nhìn thì lễ giáo ngoan hiền, tôi còn tưởng cô đoan trang biết giữ mình lắm cơ, ai dè lại là thứ hư thân mất nết đến cả anh dễ cũng không tha lại thêm cái tội gu mặn phế vật mà cũng đi thích cho được em em hà tâm mở miệng nhưng không biết giải thích thế nào cô ta nhìn giang thần với vẻ mặt khẩn cầu anh rể, anh giải thích đi chuyện không phải như vậy mà giang thần thản nhiên nói cây ngay không sợ chết đứng không cần giải thích giang thần anh chết chắc rồi tôi sẽ mách chị bảo chị ấy ly dị anh đường tùng hung hăng quát đối với cậu ta vốn đã gai mắt giang thần tên này mở mồm nói lung tung trong buổi họp gia đình làm hại đường sở sở ôm rắc rối lớn nếu ông nội vì vậy mà lấy lại cổ phần thì đúng là tổn thất nghiêm trọng vẻ mặt giang thần như thể chẳng hề gì đường sở sở cũng không giống họ sở sở tự biết chừng mực và phán đoán tôi đi mua đồ về nấu cơm đây thấy sắp đến giờ giang thần đứng dậy ra ngoài sau khi anh đi Hà Tâm lại bắt đầu giải thích. Tuy nhiên, Đường Tùng và Ngô Mẫn không thèm nghe. Vậy nên, Hà Tâm không còn lựa chọn nào khác. Sao cũng được, mách thì mách đi, ai sợ gì? Cô ta cũng mong Giang Thần và Đường Sở Sở ly hôn, để cô ta có thể ngang nhiên theo đuổi Giang Thần. Đường Sở Sở ở trong công ty cả ngày hôm nay. Đầu tiên là tham gia buổi họp báo với phóng viên, sau đó là tiếp nhận công ty, kế đến là làm quen với công việc của công ty và cả chuẩn bị tư liệu để nộp xin vào trung tâm thương mại trong thành phố. Trong lúc bận rộn, cô đã quên mất những gì đã thấy đêm qua. Cô bận đến 8 giờ tối mới về nhà. Vào đến nhà, cô cảm thấy rất mệt, muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng lại thấy cả nhà đang ngồi trong phòng với vẻ mặt đăm chiêu, cô hỏi, "Gì vậy?" Hà Diễm Mai liếc sang Giang Thần, rồi lạnh lùng nói, "Con đi mà hỏi nó ấy, hỏi coi nó đã làm chuyện tốt gì." đường tùng đã kể chuyện hà tâm và giang thần mèo mả gà đồng cho hà diễm mai nghe vốn dĩ bà ta cũng muốn cho giang thần và đường sở sở ly hôn tuy nhiên bà ta không ngờ giang thần và hà tâm lại hà tâm là con gái của anh cả bà ta nói thế nào cũng là người nhà đúng là ra môn bất hạnh hả đường sở sở liếc mắt nhìn giang thần đường tùng đứng dậy nói chị hồi sáng lúc về nhà em thấy tên giang thần vô tích sự đang thân mật với hà tâm trên sofa, hai người ôm ôm ấp ấp sát giạt, sắp cởi quần áo ra luôn rồi. Đường Tùng kể lại câu chuyện sau khi đã thêm mắm dặm muối. Đường Tùng, anh đừng có ngậm máu phun người. Hà Tâm tức giận, cái gì mà ôm ấp thân mật, cái gì mà sát gần nhau, rõ ràng chỉ ôm cánh tay thôi mà, nói vậy là ý gì? Sắc mặt đường sở sở tối sầm. Đêm qua cô cũng đã thấy, Cô không ngờ hai người lại can đảm đến mức ôm ấp thân mật ngay tại nhà. Cô ngồi xuống với khuôn mặt ủ rũ. Thấy Đường Sở Sở không vui, Giang Thần bèn giải thích, "Sở Sở, đừng có nghe Đường Tùng nói bậy, anh với Hà Tâm không có gì hết." Đúng là cô ấy có lôi kéo cánh tay anh, nhờ anh giới thiệu việc làm, nhưng tuyệt đối không có ôm ấp thân mật như Đường Tùng nói. "Đúng đúng đúng, đúng Hà Tâm giải thích, chị Sở Sở, mọi chuyện là vậy đó." Đường Tùng lập tức nhảy dựng lên, cậu ta mắng, còn giới thiệu việc làm nữa chứ. Anh nghĩ anh là ai, tổng giám đốc công ty chắc. Bây giờ chị sở sở là chủ tịch Vĩnh Lạc, muốn kiếm việc làm, lại không tìm chị sở sở mà tìm anh làm quái gì. Hà Diễm Mai nói với vẻ mặt chủ, tiểu tâm, gì sẽ không mách chuyện này với bố cháu, tránh truyền ra ngoài làm ô uế thanh danh nhà họ Hà. Giang thần, cậu với sở sở phải ly hôn ngay, tôi và nhà họ đừng tuyệt đối không chấp nhận cái loại vô liêm sỉ như cậu ở dễ nhà này. Đúng, ly hôn đi, ngô mẫn cũng nói. Đường sở sở cảm thấy có chút hỗn loạn. Ly hôn, cô đã từng nghĩ đến nó vào đêm qua. Chỉ là, cô nhớ giang thần đối với cô rất tốt. Cô nhớ đến sự chăm sóc tỉ mỉ ân cần, và sự quan tâm chu đáo hết mực giang thần dành cho cô. Cô muốn cho giang thần một cơ hội. Vì đàn ông ai cũng từng mắc sai lầm, chỉ cần biết sửa sai là có thể tha thứ. Nhưng tuyệt nhiên cô không ngờ giang thần ngày càng quá đáng, lại dám ôm ấp thân mật với Hà Tâm ngay trong nhà, nếu đường tùng không về kịp, thì bọn họ. Nghĩ đến những thứ này, đường sở sở bèn uất ức rơi lệ. Cô nhìn Giang Thần mà rơm rớm nước mắt. Trước ánh mắt đó, Giang Thần vừa nhìn đã thấy sót, anh vội nói, sở sở, em không tin anh sao? Đường sở đã vừa khóc vừa nói, em tin anh, nhưng em tin vào mắt em hơn. Đêm qua, em đã thấy hai người ôm ấp thân mật ở ngay đầu cầu thang ngoài cửa em biết đàn ông ai cũng mắc sai lầm, nên đã cho anh cơ hội, nhưng, nhưng anh đã đối xử với em thế nào? Đây là nhà em, anh đã âu yếm thân mật bên người phụ nữ khác tại chính căn nhà em, đây là sao chứ? Đường sở sở khóc hòa lên. Đêm qua, Giang thần nhớ lại, hình như đêm qua Hà Tâm cũng ôm cánh tay anh. Thì ra đêm hôm qua đường sở sở đã thấy, chẳng trách lúc đó cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, tâm sự nặng nề. Chỉ là anh hoàn toàn trong sạch, Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Dòng thứ vô tích sự, ăn bám nhà tôi bấy lâu nay cũng thôi đi, đã vậy còn lén lút với người phụ nữ khác sau lưng chị. Chưa hết, Hà Tâm, sở sở là chị chị cô, sao cô có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Cả nhà hùng hồn mắng. Hà Tâm cũng ớt ức đến suýt khóc. Trong chuyện này, đúng là cô ta có sai, nhưng chỉ ôm cánh tay thôi thì có đáng là gì? Sao giờ lại biến thành như vậy? Bị mắng là liêm sỉ, cô ta cũng uất ức vừa khóc vừa là, đúng, tôi vô liêm sỉ đấy thì sao, anh dễ tốt biết bao nhiêu lại bị mọi người nói thành thứ chẳng ra gì. Muốn ly thì ly đi, ly hôn rồi tôi sẽ gả cho anh ấy. Bốp, Hà Diễm Mai đứng dậy, cho Hà Tâm một cái tát. Mày, sao mày có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy hả? Nhà họ Hà có đứa con như mày đúng là gia môn bất hạnh. Bàn tay năm ngón lập tức hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Hà Tâm, cô ta ướt ức khóc hòa lên. Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho các người. Đường sở sở nghẹn ngào nói, giang thần, sáng mai, hẹn anh tại cửa cục dân chính. Nói xong, cô hòa à khóc chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Giang thần xoa xoa thái dương, vẻ mặt bất lực. Chuyện này là sao chứ? Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng ủ rũ lo âu như bây giờ. Nhưng, lần này anh về là để báo đáp ân tình, không nhất định phải cưới đường sở sở, cũng không nhất định phải chiếm hữu cô chỉ cần sở sở vui vẻ hạnh phúc, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng tuyệt đối không khước từ. Bây giờ sở sở đang tức giận, anh lại không cách nào giải thích, chỉ có thể đợi cô bình tĩnh lại rồi giải thích tiếp. Cút, Hà Diễm Mai chỉ ra cửa, hai đứa mày cút hết cho tao, nhà họ đường không chào đón tụi bay. Đường Tùng, ném vali của Hà Tâm ra ngoài. Dạ mẹ. Đường Tùng lập tức vào phòng, lấy vali và một ít quần áo của Hà Tâm ném khỏi cửa chương 94, thành phố mới thời đại khoa. Thái độ của nhà họ đường rất kiên quyết, muốn đuổi Giang Thần và Hà Tâm đi. Thậm chí Hà Diễm Mai còn cầm trổi đuổi Giang Thần và Hà Tâm ra ngoài. Ngoài cửa, Hà Tâm nhìn một đống quần áo trên mặt đất, khóc đến mức cả mặt đều là nước mắt. Cô ta khóc thúc thiết nhìn Giang Thần, vẻ mặt ấy náy anh, anh rể, thật xin lỗi, đều là lỗi của em. Giang Thần khẽ dừng tay. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, anh thật sự cũng không để ở trong lòng, một. Được rồi, em cũng đừng tự trách mình nữa, việc này cũng không thể đổ hết cho em, người nhà họ đường đã sớm chướng mắt anh rồi, luôn luôn rực dây bảo sở sở ly dị với anh, chẳng qua là trước kia sở sở luôn luôn đứng về phía anh, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô ấy cũng có ý định ly hôn rồi. Tuy rằng không phải là việc gì sai trái, nhưng, chuyện này quả thực là một chuyện phiền phức. Vâng, thực xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như, hai người thực sự ly dị em em lấy em ra bồi thường cho anh giang thần liếc mắt nhìn gương mặt không còn chút máu của cô ta một cái được rồi thu hồi cái suy nghĩ này của em đi trong lòng anh chỉ có sở sở giang thần làm sao không biết hà tâm là bởi vì chuyện ngày hôm qua còn tưởng rằng anh là người tai to mặt lớn lúc này mới nói những lời này em em nghiêm túc đó hà tâm nói địa vị của anh ở nhà họ đường một chút cũng không có muốn rời đi thì rời đi em cũng không thua kém gì so với sở sở, em cũng vậy muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đường sở sở đi ra, cô định mang thẻ hắc long của Giang Thần trả lại cho Giang Thần. Cô mở cửa đúng lúc nghe được câu này. Nước mắt cô nhịn không được mà chảy ra. Nhưng cô lại mạnh mẽ chịu đựng sự không thoải mái trong còng, nước mắt trên khuôn mặt, mang theo dáng vẻ tươi cười nhưng so với khóc thì lại càng khó coi hơn. Giang Thần, thẻ của anh trả lại cho anh. Cảm ơn anh đã từng đối xử tốt với em, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo, cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện anh đã làm trong khoảng thời gian này ở nhà họ Đường. Chúc hai người đầu bạc Giang long. Cô nhét tấm thẻ vào trong tay Giang Thần, sau đó che miệng, vừa khóc vừa chạy vào nhà. ầm. Um. Giang Thần còn muốn giải thích vài câu. Đường Sở Sở đã xoay người, ầm um một tiếng khóa cửa nhà lại. Giang Thần không có cách nào khác đành cất thẻ đi. Hà Tâm nhìn thấy sự mất mát trên mặt Giang Thần, cô ta chỉ biết, trong lòng Giang Thần chỉ có mỗi đường sở sở, cô ta đã biết cuộc đời này mình cũng không có cơ hội nào. Cô ta an ủi nói, anh rể, đợi đến lúc chị sở sở hết giận, thì có thể trở về giải thích mà, chị sở sở sẽ tha thứ cho anh. Nói xong, cô ta không người, đi nhặt quần áo trên mặt đất. Nhét quần áo vào trong vali hành lý, kéo vali hành lý, đứng ở cổng dùng tay ra hiệu tạm biệt với Giang Thần. Anh rể, cảm ơn cảm ơn anh đã giúp em biến ước mơ thành hiện thực khiến cho em và tướng quân hoắc đông hơn nữa còn có tiêu giao vương chụp ảnh cùng nhau tâm nguyện nhiều năm của em đã thành hiện thực cô ta nói xong kéo vali hành lý bước đi giang thần biết hôm nay không thể nào vào nhà được anh định chờ thêm vài ngày sau khi giải quyết xong ân oán với bốn gia tộc lớn sẽ giải thích rõ ràng với sở sở anh không còn cách nào khách đành phải rời đi đuổi theo hà tâm nói anh sách giúp em anh cầm lấy vali hành lý trong tay Hà Tâm. Cảm ơn. Hà Tâm dịu dàng nói. Hai người cùng tiến vào thang máy, đi xuống lầu. Bên ngoài khu chung cư, đường lớn bên cạnh. Giang thần hỏi, tiếp theo em muốn đi đâu? Trên mặt Hà Tâm cũng đầy mơ màng. Cô ta đến Giang Trung chủ yếu là bởi vì tiêu giao vương kế nhiệm, có lẽ Giang Trung phát triển, xem xem có thể gặp được tiêu giao vương hay không, chụp ảnh chung cùng với tiêu giao vương. Hiện tại, cô ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi vậy ở giang trung cũng không có gì để nuối tiếc nữa về nhà thôi cô ta suy nghĩ một chút rồi nói giang thần nói trước kia không phải em đã nhờ anh giới thiệu công việc cho em sao em muốn làm cái gì anh xem xem có thể giới thiệu giúp em một công việc tốt một chút hay không ban đêm giang thần cũng không yên tâm để hà tâm một mình bên ngoài cho dù là có hiểu nhầm cô ta cũng là em họ của đường sở sở nếu như Hà Tâm gặp chuyện không may, chờ sau khi hiểu lầm giữa anh và đường sở sở được xóa bỏ, sở sở cũng sẽ tự trách. Hà Tâm nói, em học đại học ngành kinh tế học, sau khi tốt nghiệp làm ở một công ty, làm trợ lý cho một người tổng giám đốc trong 3 tháng, bởi vì tổng giám đốc kia có ý xấu với em, nói bóng gió với em vài lần, còn lén lút động tay động chân với em, nên em đã từ chức rồi. Nghe vậy, Giang Thần nói, như vậy đi, anh vừa vặn quen biết một người phụ trách xúc tiến đầu tư khu trung tâm thương mại thành trung bên kia, anh Foy Di cho cô ta một cuộc điện thoại, em đến nơi đó làm việc. Hả? Hà Tâm ngây ngẩn cả người, chợt hô lên một tiếng, thật, thật vậy sao? Giang thần cười khẽ, chợt lấy chiếc điện thoại ra, gọi qua cho Bạch Tố. Ở đâu? Hiện tại, đã gần 9 giờ đêm. Khu trung tâm thương mại thành trung bên kia đã bắt đầu xúc tiến đầu tư đối ngoại, bạch tố đối với những việc này cũng chỉ là người ngoài cuộc cho nên thuê không ít người hiện tại đang mở cuộc họp ở trụ sở chính công ty bàn bạc kế hoạch kêu gọi đầu tư tiếp theo giang thần gọi điện tới cô ta ngay lập tức dừng cuộc họp còn đang ở công ty anh giang làm sao vậy giang thần nói tôi có một người bạn tạm thời không có việc làm cô ở bên kia xem xem có thể sắp xếp cho cô ấy một công việc hay không anh giang anh đang ở đâu tôi lập tức phải người qua đó đón tôi ở bên này còn phải học một khoảng thời gian nữa hiện tại không thể rời khỏi không cần tôi lái xe qua đó giang thần nói xong thì cúp điện thoại còn lại trong đôi mắt hà tâm là sự mong chờ nhìn giang thần mãi đến khi anh cúp điện thoại mới không nhịn được mà hỏi anh rể anh gọi điện cho ai vậy giang thần cười bí ẩn nói đi thôi chúng ta đi xe tới khu trung tâm thương mại thành trung chuyện anh giới thiệu việc làm cho em nhưng em cũng đừng tiết lộ ra ngoài Đừng có nói toạc ra, đặc biệt không được nói lung tung ở trước mặt sở sở. Dạ. Hà Tâm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Giang Thần lái xe đến khu trung tâm thương mại thành trung. Nơi đây nằm ở nội thành Giang Trung, trung tâm thương mại này mới được xây dựng. Khu vực trung tâm là một tòa nhà hàng chục tầng, được bao quanh bởi con phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ thương mại, chợ đồ cổ, là nơi tập hợp cho việc ăn ở đi lại. Ở vùng lân cận còn có một tòa biệt thự cùng với tiểu khu nhà ở xa hoa. Tất cả nơi này nổi lên, hợp thành một khu trung tâm thương mại thời đại mới. Ngay giữa trung tâm thương mại là một tòa cao ốc 180 tầng. Tòa nhà này cũng là tòa nhà cao nhất trong trung tâm thương mại, được xưng là tòa nhà thời đại khoa, mà trung tâm thương mại này cũng được bên ngoài gọi là trung tâm tài chính thời đại khoa. Sau khi xuống xe, Hà Tâm nhìn một tòa cao ốc đồ sộ, trên mặt mang theo hoảng hốt. Anh rể, nơi này chính là trung tâm thời đại khoa hả tương lai nơi này sẽ trở thành nơi phồn hoa nhất cả nước tương lai nơi này sẽ hội tụ tất cả các xí nghiệp khổng lồ của cả nước anh rể hiện tại các công ty lớn đều không thể vào nữa anh dẫn em đến thế này để tìm công việc gì nói xong cô ta thay đổi sắc mặt hô lên chẳng chẳng lẽ tập đoàn thời đại khoa mới được thành lập người lèo lái của trung tâm tài chính thời đại khoa giang thần cười khẽ không nói nhiều anh âm thầm mua thành phố mới này nhưng, nhưng còn chưa đến. Nhìn thấy tòa cao ốc cao 180 tầng ở giữa, nhìn thấy mấy chữ lớn nhấp nháy ánh sáng ở trên đỉnh của tòa cao ốc, tòa nhà thời đại khoa. Đi thôi, anh dẫn Hà Tâm đi qua. Bạch Tố nhận được điện thoại của Giang Thần, ngay lập tức ngừng cuộc họp lại, mang theo một vài giám đốc điều hành của tập đoàn thời đại khoa đến lối vào dưới tầng, lẳng lặng chờ Giang Thần đến. Bên ngoài tòa nhà thời đại khoa, nơi đây tụ tập hơn 20 người. Những người này, đều là tinh anh của xã hội, đều là những tinh anh thương mại tài giỏi do Bạch Tố mời từ nước ngoài về. Bạch Tố nói với mọi người, đợi lát nữa, ông chủ chính thức của tập đoàn Thời Đại Khoa sẽ đến giám sát công việc, các người nhất định phải chú ý, không có gì thì đừng đụng vào chủ tịch. "Được." mọi người nói. Giờ phút này, bọn họ cũng đã rất mong chờ. Mong chờ được thấy ông chủ thần bí có thể mua hết toàn bộ thành phố mới, thành lập tập đoàn Thời Đại Khoa bỏ vốn nghìn tỷ, đây là cánh tay nào đây? Thế giới, ai có thể quyết đoán giống như vậy? Ai có thể xuất ra một số tiền lớn như thế? Rất nhanh sẽ được nhìn thấy người đàn ông được đồn thổi gần đây, bọn họ vừa mong đợi, lại vừa hồi hộp. Không bao lâu sau, một nam một nữ đi tới. Người đàn ông ăn mặc vô cùng bình thường, trong tay còn cầm một vai hành lý, người phụ nữ vẻ ngoài trái lại có chút quyến rũ. Hà Tâm nhìn thấy hơn 20 người mặc tây trang, đeo cà vạt mặc quần áo chuyên nghiệp dành cho giới tinh anh trong xã hội đứng ở bên ngoài tòa cao ốc, có chút mất hồn. Thật, thật sự đến tập đoàn thời đại khoa sao? Tới rồi, chủ tịch tới rồi, Bạch Tố mở miệng nói. Chào mừng chủ tịch, âm thanh đồng loạt vang dội truyền đến. Toàn bộ hơn 20 tinh anh trong giới thương mại đều dồn ánh mắt ở trên người giang thần. Đây là người đàn ông đã mua hết thành phố mới thời đại khoa sao? Mà Hà Tâm hoàn toàn ngu người rồi. Chủ, chủ tịch, mua, mua thành phố mới thời đại khoa chính là Giang Thần. chương 95, Lão Làng Tài Chính. Hà Tâm Hóa Đá, trong khoảng thời gian ngắn đại não trở nên trống rỗng, mất bình tĩnh. Giang Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Tố một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Tố đã bị dọa đến mức cả người run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, cả người lạnh run. Cảnh tượng này khiến cho hơn 20 nòng cốt cao cấp của tân thời đại nhìn thấy mà choáng váng chuyện này đây là tổng giám đốc bạch người phụ trách của thời đại khoa hiện tại lại có thể quỳ xuống đất trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng mơ hồ không hiểu rõ chuyện trước mặt giang thần trầm giọng nói cô làm cái gì vậy còn không mau đứng lên vâng vâng bạch tố lập tức đứng lên đứng ở bên cạnh đảm chiến giang thần nói dẫn nhiều người đến như vậy để làm gì còn không mau giải tán đi bạch tố ngay lập tức nói còn không mau quay về làm việc được hơn hai mươi người này rời đi nhanh chóng rất nhanh bên ngoài tòa nhà cao ốc thời đại khoa cũng chỉ còn lại ba người giang thần bạch tố hà tâm anh anh giang tôi trên mặt bạch tố tràn đầy lo lắng cô ta chỉ là định chào đón giang thần một chút không nghĩ tới lại làm cho giang thần mất hứng nếu biết sớm như vậy cô ta đã tới một mình rồi giang thần khẽ dừng lại nói được rồi tôi cũng không trách tội cô về sau ít làm mấy chuyện như thế này đi được rồi, đây là Hà Tâm, làm em họ của tôi, đến Giang Trung tìm việc làm, cô xem rồi sắp xếp đi. Được. Bạch Tố vừa nghe là em họ của Giang Thần, ngay lập tức gật đầu, đi qua, nhận lấy vali hành lý trong tay Giang Thần, anh Giang, để tôi. Giang Thần gật đầu, lại dặn dò nói, năng lực tốt bao nhiêu, thì việc lớn bấy nhiêu, tôi không cần người không có năng lực trong tập đoàn, cũng không muốn có tồn tại mối quan hệ gia đình họ hàng. Hả? Bạch Tố có chút không hiểu. Lời này của Giang Thần là có ý gì? Như thế nào, chưa rõ sao? Giang Thần liếc mắt nhìn Bạch Tố có chút mơ màng một cái, nói ý của tôi là, đừng bởi vì là người tôi dẫn đến, mà để cho cô ấy ăn chơi không ở công ty, cô ấy có năng lực như thế nào, thì làm việc như thế đó. Hiểu rồi. Mà Hà Tâm vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, đến bây giờ vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Thành phố mới thời đại khoa, trung tài chính thương mại hoàn toàn mới này lại có thể là của Giang Thần. Cô ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Suốt cuộc Giang Thần có lai lịch gì, rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Người đàn ông có thể mua hết thành phố mới thời đại khoa, làm sao lại đến nhà họ đường ở rể. Hà Tâm. Hà. Hà Tâm phản ứng lại, nhìn Giang Thần, trên mặt đầy kinh ngạc, hỏi anh, anh rể, anh nói gì. Giang Thần nói, tới công ty rồi phải chăm chỉ làm việc, không hiểu gì thì hỏi, không biết thì học, nếu như em thật sự có năng lực, vậy thì leo lên rất nhanh, chắc chắn con đường công danh ở công ty sẽ rất tốt." Hà Tâm mơ màng gật đầu. "Nhớ cho rõ, những điều nhìn thấy hay chứng kiến hôm nay, đừng truyền ra ngoài." "À, em biết, em biết rồi." Hà Tâm gật đầu lia lịa. Giang Thần liếc mắt nhìn Bạch Tố một cái, nói, "Sắp xếp dưới nhân viên có năng lực giỏi, đừng nói bậy, nếu không có hậu quả gì, cô tự biết." "Vâng." Bạch Tố khúm núm gật đầu. "Tôi đi trước đây. Sau khi Giang Thần sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới xoay người rời đi, lái xe đến phòng khám phàm nhân." Đêm hôm nay lại phải đến chỗ Tiểu Hắc để xoa bóp. Về phần Đế Vương cư, nơi đó quá lớn, quá rộng rãi, Giang Thần cũng ở không quen. Sau khi Giang Thần rời đi, Hà Tâm mới phản ứng lại. Cô ta vừa nghĩ ngợi vừa nhìn Bạch Tố mặc quần áo chuyên nghiệp khí chất xuất trần ở trước mặt nói chào chị tôi là Hà Tâm Bạch Tố cũng cười nói cô Hà chào mừng cô đến Thời Đại Khoa tôi là Bạch Tố Chủ tịch hiện tại của Tập đoàn Thời Đại Khoa cô có thể gọi tôi là chị Bạch a à, Chủ tịch chào chị chào chị sau khi nghe được là Chủ tịch của Thời Đại Khoa Hà Tâm lại kinh ngạc một lần nữa ngay cả Chủ tịch Thời Đại Khoa nhìn thấy Giang Thần cũng bị dọa sợ đến mức quỳ trên mặt đất vậy rốt cuộc Giang Thần có lai lịch lớn đến mức nào Cô Hà, xin mời. Bạch Tố làm một cái ra hiệu mời, tự mình dẫn Hà Tâm đi vào công ty. "Chủ tịch, để tôi, để tôi tự cầm." Hà Tâm ngay lập tức lấy lại vali hành lý trong bàn tay trắng nõn của Bạch Tố. Bạch Tố cười cười, xoay người đi vào tòa cao ốc, vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc. "Cô Hà, hiện tại nội quy làm việc của công ty vẫn còn chưa hoàn thiện, còn chưa hoàn thiện việc xúc tiến đầu tư đối ngoại, cũng chính là việc qua lại với mấy xí nghiệp khổng lồ." tiếp theo sẽ từ từ hoàn thiện quy định của công ty thành lập các chi nhánh anh giang cũng đã dặn dò năng lực mạnh bao nhiêu thì làm việc nặng bấy nhiêu tôi thấy cô có lẽ là tốt nghiệp đại học chưa lâu như vậy đi trước tiên tôi sắp xếp cho cô làm việc ở phòng ban phụ trách xúc tiến đầu tư cho khu vực phố ẩm thực kia cô nghĩ thế nào giang thần nói đừng sắp xếp cho hà tâm chức vụ cao bạch tố cũng không dám sắp xếp quá thấp dù sao thì cô ta cũng là em họ của giang thần theo ý của cô ta, Hà Tâm đến công ty chính là đánh bóng, học tập kinh nghiệm, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nhân viên cấp cao của tập đoàn. "Hả, sắp xếp cho tôi phụ trách phố ẩm thực kia sao?" Hà Tâm có chút kinh sợ. Đây thực sự chính là việc mà những người cấp cao mới có thể làm. Dựa theo tính toán ban đầu của cô ta, đến gian trung tìm công việc, có thể tìm được việc làm, chỉ cần một chức nhân viên nho nhỏ là được rồi. Hiện tại trực tiếp sắp xếp cho cô ta phụ trách một khu vực Cô ta nghe nói, tiêu chuẩn của việc xúc tiến đầu tư đối ngoại phố ẩm thực cực kỳ cao. Yêu cầu công ty ẩm thực có thâm niên trong giới ẩm thực mới được vào bán, hơn nữa chi phí mặt bằng một lần là mấy trăm vạn, điều này còn chưa bao gồm một số phí thuê phát sinh tiếp theo. Giờ phút này, cô ta có chút sợ sệt. Cô ta có thể đảm nhiệm công việc này không? Nhưng, cô ta điều mà cô ta quan tâm hơn chính là thân phận của Giang Thần. Chủ, chủ tịch, anh rể, cũng chính là anh Giang rốt cuộc là ai vậy? Thành phố mới thời đại khoa này, chỗ thành phố mới thời đại khoa này sẽ trở thành một trung tâm tài chính lớn mạnh nhất thế giới, là anh Giang mua lại hết sao? Cô ta hỏi nghi vấn trong lòng. "Hả?" Bạch Tố nhìn cô ta một cái, cô không biết sao? "Tôi, tôi biết cái gì hả?" Hà Tâm có chút mơ màng. Cô ta dám chắc chỗ này là Giang Thần mua hết. Nhưng, cô ta không thể tin được, muốn xác định lại một chút. Mà Bạch Tố thì không nhiều lời. Nếu Giang Thần chưa nói, cô ta nào dám nhiều lời. Thấy Bạch Tố không nói gì thêm, Hà Tâm thử thăm dò hỏi, chẳng, chẳng lẽ anh Giang thật sự là Hắc Long thống soái nam hoang sao? Bạch Tố cười cười, không nói nhiều. Rất nhanh, đã tới tầng cao nhất của công ty rồi. Tầng cao nhất, một căn phòng hội nghị xa hoa. Nơi đây tụ họp hơn 20 người, những người này đều là người mới gia nhập tập đoàn thời đại khoa, đều là tinh anh thương mại. Hà Tâm dắt theo vali hành lý đi tới, thấy phòng hội nghị xa hoa như vậy, cô ta cũng bị bất ngờ. Cô ta đã từng là thư ký cho một ông chủ công ty, nhưng giá trị công ty ông chủ này cũng chỉ hơn 1 ngàn mà thôi, cô ta đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này chứ? Giới thiệu một đồng nghiệp mới, cô Hà Tâm, về sau phụ trách khu vực phố ẩm thực kia. Tất cả mọi người đều thấy, Hà Tâm là đi theo ông chủ phía sau của thời đại khoa tới. Đều nhao nhao đi lên trước, chào hỏi. Cô Hà, chào cô. Cô Hà, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hà, anh, anh không phải anh ôm tiếng tăm lẫy lừng trong giới tài chính sao? Hà, tôi biết anh, nhà đầu tư tiếng tăm lẫy lừng ở phố Uôn. Nhìn thấy những người này đến chào hỏi, Hà Tâm kinh ngạc há to miệng. Những người này là tinh anh thực sự trong giới thương nghiệp, ở trong giới tài chính thương mại đều tồn tại chỗ đứng vô cùng quan trọng, hiện tại tất cả lại có thể tề tụ ở tập đoàn thời đại khoa khụ Bạch tố ho khan một tiếng. Lúc này mọi người mới tìm vị trí ngồi. Bạch tốc tùy tiện chỉ vào một chỗ trống, nói cô Hà, cô ngồi chỗ này. Được. Hà tâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình ổn lại. Sau đó đi qua, ngồi xuống. Bạch tố lại nói thêm lần nữa, những gì các người nhìn thấy, chứng kiến hay nghe được vào đêm nay, tôi hy vọng các người chôn trong bụng, thân phận của chủ tịch, đây là chuyện hết sức bí mật, ai cũng không được để lộ ra ngoài, một khi có người nào đó để lộ, vậy cũng giống như kết cục của tộc trưởng bốn gia tộc lớn Giang trung. Nghe vậy, toàn thân của mọi người trong phòng hội nghị đều run lên. Hà Tâm cũng lại lần nữa bị kinh sợ mà mở miệng thật to. Cô ta vốn là người cực kỳ thông minh, hiện tại nghe thấy Bạch Tô nói đến tộc trưởng của bốn gia tộc lớn, cô ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Giang Thần chính là người mà Đường Sở Sở đã cứu ra từ trận hỏa hoạn nhà họ Giang 10 năm trước cũng chính là người đàn ông mặt quỷ giết chết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn. Hiện tại, cô ta có thể biết được vì sao Giang thần lại đối xử tốt với Đường Sở Sở như vậy. Đó là bởi vì Đường Sở Sở là ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, rốt cuộc Giang thần có thân phận gì, rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào? Anh thật sự là Hắc Long Nam Hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 96, phong tỏa cục dân chính. Phòng khám phàm nhân ở phòng trong. Tiểu Hắc đang ngủ say mê mang. Cảm nhận được có người đi vào, anh tôi lập tức chở người đứng dậy bật đèn. Đèn vừa bật lên, anh tôi đã nhìn thấy Giang Thần bước vào. Anh Giang, sao anh lại tới đây? Sắc mặt Giang Thần có chút bất lực, cãi nhau với sở sở rồi. Hả, sao vậy? Tiểu Hắc sửng sốt. Giang Thần thở dài một hơi thầm thượt. Tiểu Hắc đưa một điếu thuốc sang. Giang Thần nhận lấy. Tiểu Hắc đốt thuốc cho anh. Giang thần hít sâu một hơi, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là hiểu lầm một chút. Anh kể lại mọi chuyện một lượt. Ha ha! Tiểu Hắc vô tâm vô ý bật cười, buồn cười chết mất, đường đường là tổng soái của Nam Hoang vậy mà lại bị đuổi ra khỏi nhà họ đường. Nhận thấy sắc mặt của Giang thần không ổn lắm, anh tôi lập tức ngậm miệng, nghiêm túc nói, anh Giang, nếu anh yêu cầu tôi đi giết một người nào đó, tôi còn có thể làm được, chuyện này tôi thật sự không thể giúp anh được giang thần có hơi bó tôi tôi cũng không mong đợi gì ở anh đợi sở sở nguôi giận tôi sẽ giải thích với cô ấy sau đêm nay anh ngủ ở đây à ừm nhân cơ hội này chúng ta đi ra ngoài uống vài ly đi giang thần kéo tiểu hắc rời khỏi phòng khám phạm nhân đi ra phố tìm một nhà hàng thịt nướng gọi một vài xiên thịt cừu và một ít bia nhà họ đường đường sở sở lấy nước mắt rửa mặt cô khóc khóc đến khi ngủ thiếp đi ngày hôm sau Cô dậy từ rất sớm. Cô vừa mới tiếp quản đường thị Vĩnh Nhạc, công ty còn rất nhiều việc đang chờ cô xử lý, hơn nữa cô cũng cần chỉnh lý lại các tài liệu liên quan để xin gia nhập vào khu trung tâm thương mại Thành Trung. Khu trung tâm thương mại Tân Thời Đại vẫn chưa hoàn toàn quảng bá ra bên ngoài, chỉ một số tập đoàn thực sự lớn mới đủ điều kiện để gia nhập vào trước, trong khi một số doanh nghiệp nhỏ vẫn cần phải đợi quảng bá ra bên ngoài thực sự mới có cơ hội nộp hồ sơ. Sở Sở. Đường Sở Sở vừa bước ra khỏi phòng Hà Diễm Mai đã đi tới, nói con mau ly hôn với Giang Thần đi, mẹ đã giúp con tìm được một cậu con trai nhà giàu rồi, trẻ trung và giàu có, nhất định là rất xứng với con. Còn nếu con cảm thấy người mà mẹ giới thiệu không tốt thì con có thể mình tự tìm, cổ giật hiên của Mỹ vị hiên cũng không tệ. Chuyện đó nói sau đi. Đường sở sở lơ đánh. Cô sắp phải đến công ty rồi. Tuy nhiên, trước khi đến công ty, cô còn phải đến cục dân chính một chuyến để làm cho xong thủ tục ly hôn với Giang Thần trước. Cô cũng không ăn sáng, trực tiếp đi ra ngoài và bắt taxi đến cục dân chính. Trên đường đi đến đó, cô gọi điện cho Giang Thần. Tối hôm qua, Giang Thần đã uống đến say bí tỉ. Còn chưa tỉnh dậy, chuông điện thoại đã gieo ầm ý. Anh thậm chí còn không hề mở mắt ra, mò mò điện thoại di động bên giường, dựa vào cảm giác để mò đến nút trả lời ai, ai đấy gặp nhau ở cửa cục dân chính lúc 9 giờ. Nghe thấy giọng nói của đường sở sở, Giang thần lập tức hết buồn ngủ, lấy lại tinh thần, chở mình bỏ dậy. Sở sở, tút tút tút, còn chưa kịp mở miệng, đường sở sở đã cúp điện thoại. Giang thần ngồi trên giường vài giây, rồi mới đá tiểu hắc đang ngủ bên cạnh mình một cái. Tiểu hắc tỉnh dậy ngay lập tức, rụi mắt, rồi hỏi, anh Giang, sao vậy? Sở sở bảo tôi 9 giờ gặp nhau ở cửa cục dân chính, Tôi phải làm sao đây? Chuyện này Tiểu Hắc cũng không biết làm sao, trên mặt hiện ra vẻ khó xử, anh Giang, chuyện này tôi làm gì biết được, em còn chưa từng hẹn hò yêu đương nữa mà, chứ nói gì đến chuyện kết hôn hay ly hôn. Mau nghĩ cách cho tôi đi. Tôi, khuôn mặt của Tiểu Hắc hiện lên vẻ khó xử. Ngay lập tức nói, tôi, tôi đã gọi điện hỏi Bạch Tố. Cô ấy là con gái nên chắc là sẽ hiểu. Giang Thần nhìn thời gian, bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Anh đá tiểu Hắc một cái nữa, còn ngây ra cái gì nữa, mau gọi đi. Ờ. Tiểu Hắc lập tức nhấc máy gọi cho Bạch Tố. Tối hôm qua Bạch Tố bận việc ở thời đại khoa đến 3 giờ sáng, buổi sáng đến công ty đã nhận được điện thoại của tiểu Hắc. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, cô ta cũng đâu có biết phải làm sai. Anh Hắc, anh hỏi tôi chuyện này, tôi biết đi hỏi ai đâu, tôi chưa từng hẹn hò, chứ đừng nói chi là bàn đến chuyện kết hôn hay ly hôn. Bạch Tố không có cách tiểu hắc cũng không biết làm sao sau khi cúp điện thoại anh ta nhìn giang thần với vẻ mặt vô tội anh anh giang bạch tố cũng không biết làm sao vậy thì phải làm gì đây giang thần bắt đầu cảm thấy lo lắng tiểu hắc chợt nảy ra một ý nghĩ rồi này hay là hay là gọi điện thoại cho tiêu giao vương bảo ông ta phong tỏa cục dân chính lại tạm dừng làm thủ tục kết hôn và ly hôn kéo dài thêm mấy ngày nữa rồi hắn tính được đấy hai mắt giang thần sáng lên anh lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương. Lúc này Tiêu Giao Vương đang giải quyết một số việc quan trọng trong quân khu, nhìn thấy cuộc gọi của Giang Thần, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại rồi trả lời điện thoại. Sắc mặt xa sầm hỏi, Hắc Long, mới sáng sớm, cậu lại làm nữa? Trong điện thoại, truyền đến giọng cười của Giang Thần, Tiêu Giao Vương, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là có một chút chuyện nhỏ muốn làm phiền ông. Vợ của tôi muốn ly hôn với tôi, ông có thể dùng đặc quyền để phong tỏa cục dân chính lại không? Hắc Long, câu đừng có mà quá đáng. Tiêu Giao Vương giận dữ chừng mắt. Phong tỏa cục dân chính. Ông ta đường đường là Tiêu Giao Vương, chủ soái của Tây Cảnh, bây giờ lại là tổng soái của quân khu Nam Tỉnh, bảo ông ta vì vợ chồng mâu thuẫn với nhau mà phong tỏa cục dân chính lại sao? Hắc Long, Giang Thần, chúng ta đừng gây chuyện nữa, được không? Tôi không có rảnh rỗi như cậu, tôi đang rất bận. Giang thần cao giọng hét lên một tiếng, tiểu hắc, đi đến Nam Hoang và điều động cho tôi một đại quân 100.000 người đến đây. Tôi sẽ phong tỏa cục dân chính của Giang Trung lại. Được. Khi tiêu giao vương nghe thấy Giang thần và tiểu hắc vừa hát vừa phụ họa, ông ta tức giận nhấc điện thoại lên định đập bể. Tuy nhiên, ông ta đã kìm chế lại. Giang thần, coi như cậu giỏi, phong tỏa cục dân chính đúng không? Sau này cậu có thể đừng đến làm phiền tôi vì những chuyện vụn vặt như vậy được không? cậu có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Hoác Đông, bảo cậu ta giải quyết cho cậu. Ý ông là chuyện lớn thì mới có thể kiếm ông đúng không? Tiêu giao vương tức giận đến mức không nói ra được lời nào, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, ông ta lập tức ra lệnh, Hoác Đông, tìm một lý do để phong tỏa cục dân chính lại cho tôi, tạm ngừng thực hiện thủ tục kết hôn và ly hôn. Hoác Đông nhận lệnh, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Vương, Phong, phong tỏa cái gì cơ? cục dân chính tiêu giao vương nói rõ từng câu từng chữ một. ô trong lòng mang theo sự nghi ngờ hoắc đông quay người bước ra khỏi phòng làm việc của tiêu giao vương. trong khi đó tại phòng khám phàm nhân sau khi thực hiện cuộc gọi đó gian thần đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. bây giờ ngay cả cục dân chính cũng đã bị phong tỏa rồi. đường sở sở em xem xem cách em làm sao để ly hôn với anh tiểu hắc vẫn là thủ đoạn của anh rất cao minh tôi không thể nào nghĩ ra một cách cao minh như vậy các cơ trên mặt tiểu hắc co giật đúng là rất cao minh cách này của anh ta cũng chính là đã hết cách được rồi đừng có ngẩn ngơ ra đó nữa còn không mau lái xe đưa tôi đến cục dân chính đi được thôi tiểu hắc phản ứng lại hai người cùng nhau ra ngoài tiểu hắc chở giang thần đến cục dân chính cổng cục dân chính đường sở sở đã đến nơi rồi cô đang đứng ở cửa chờ giang thần đến đó không phải là đường sở sở sao? Đúng vậy, chính là đường sở sở của nhà họ đường, người kế nhiệm chức chủ tịch của đường thị Vĩnh Nhạc. Hôm qua tôi có thấy tin tức này. Tại sao cô ấy lại ở cửa cục dân chính? Chẳng lẽ là muốn ly hôn với cái tên Giang Thần Giác rời đó? Đường sở sở bây giờ cũng là một người nổi tiếng ở Giang Trung, cộng thêm vẻ đẹp và khí chất của cô, đứng ở cửa cục dân chính, nên ngay lập tức đã bị nhận ra. Đường Sở Sở cũng không quan tâm đến sự chỉ trỏ của những người qua đường. Cô lấy điện thoại ra, không ngừng kiểm tra thời gian. Đã 9 giờ rồi, cô lại gọi điện thoại cho Giang Thần lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói anh đang làm gì vậy, lề mà lề mề, anh đã tới đâu rồi? Sắp tới rồi. Giang Thần cúp điện thoại. Vài phút sau, Giang Thần xuất hiện ở trước mặt Đường Sở Sở, trên mặt anh mang theo nụ cười sáng lạn, Sở Sở đường sở sở sụ mặt, xoay người đi về phía cửa cục dân chính. Giang thần kịp thời kéo cô lại. Làm gì vậy, buông tôi ra, đường sở sở cố gắng vùng ra. Giang thần buông cô ra, cười nói, sở sở, trước khi ra ngoài anh có xem hoàng lịch. Hôm nay không thích hợp để ly hôn, hơn nữa hôm nay cũng không thể làm thủ tục ly hôn được đâu. Sắc mặt của đường sở sở xa sầm lại, Giang thần, anh đùng có mà cười đùa cợt nhả với tôi ly hôn không phải vừa đúng ý anh sao? Sau khi ly hôn, anh có thể ở bên cạnh Hà Tâm rồi. Sở sở, anh thề, anh và Hà Tâm thật sự không có chuyện gì cả, nếu như có chút xíu chuyện gì, ông trời sẽ cho sấm sét đánh. Bùm! Đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời. Ngay sau đó trời vần vũ mây đen và có dấu hiệu sắp mưa. A, à, đường sở sở lập tức chế nhạo, giang thần, anh đừng tùy tiện thề thốt, cẩn thận xét đánh chết anh. Giang thần liếc nhìn bầu trời, vừa nhìn thấy bầu trời đen kịt, không khỏi tối sầm mặt lại, ngay cả ông trời cũng muốn chống lại anh. Sở sở, em nghe tôi giải thích, em không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin em họ của em sao? Tôi hiểu cô ta quá rõ. Đường sở sở lạnh lùng nói, từ nhỏ cô ta đã bị ám ảnh bởi việc đi lính rồi. Thấy anh làm lính rồi suốt ngũ quay về, liền dính líu tới anh, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên anh phải nói như thế nào thì em mới có thể tin tưởng anh đây giang thần đã tới mức độ này rồi còn có ý nghĩa gì nữa sao tôi đã cho anh cơ hội nhưng chính anh không biết trân trọng đúng lúc này một chiếc xe quân sự lao nhanh tới mấy vị tướng quân liền xuống xe trực tiếp đi vào cục dân chính khi giang thần nhìn thấy người của tiêu giao vương đã tới rồi cũng thở dài nói nếu đã như vậy thì anh cũng không có gì để nói nữa đi thôi anh đi thẳng vào cục dân chính Đường Sở Sở đi theo sát phía sau. "Xin lỗi, hôm nay không giải quyết được thủ tục ly hôn, hôm khác hãy trở lại nhé." Đến cửa cục dân chính, Giang Thần mỉm cười, "Sở Sở, em xem, ngay cả ông trời cũng không cho chúng ta ly hôn." Đường Sở Sở khó hiểu. Cô nhìn rất nhiều người đến làm thủ tục kết hôn và ly hôn bị đuổi về, sau đó cục dân chính đóng cửa. Cô lại liếc nhìn Giang Thần. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, "Thế thì ngày mai vậy?" nói xong cô quay lưng bỏ đi. Giang thần kêu to, ngày mai cũng không làm được. Tuy nhiên, đường sở sở đã lên taxi và nghênh ngang bỏ đi. Giang thần sờ sờ cầm. Chỉ cần anh không đồng ý, cả đời này em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. chương 97, khiêm tốn, khiêm tốn thôi. Chuyện gì vậy, đang yên đang ổn tại sao lại tạm ngừng hoạt động. Hôm nay là sinh nhật chung của tôi và bạn gái tôi. Tôi định đăng ký kết hôn hôm nay. Suốt cuộc là sao vậy? Rất nhiều người đi ra khỏi cục dân chính và bắt đầu phàn nàn. Tâm trạng của Giang Thần rất tốt. Cảm giác này còn sảng khoái hơn cả đánh trận thắng. Anh đi về phía vệ đường, lên xe của Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, quay về thôi." "Anh Giang, về đâu? Đế Vương cư hay là phòng khám?" Đến phòng khám ngủ một giấc. Giang Thần ngáp một cái. Tối hôm qua đã uống không ít, còn uống đến rất muộn, đến bây giờ anh vẫn còn hơi buồn ngủ vâng tiểu hắc lái xe đến phòng khám phàm nhân ly hôn không thành đường sở sở cũng đến công ty và tiếp tục giải quyết việc của công ty giang thần nằm ngủ đến trưa phòng khám phàm nhân nằm ở đường cửu long là một quầy bán đồ ăn giang thần gác một chân lên băng ghế gặm cánh gà tiểu hắc chuyện ly hôn này cứ trì hoãn mãi cũng không phải là cách anh mau nghĩ cách cho tôi đi tôi còn có thể có cách gì nữa tiểu hắc chán nản anh ta không phải là một chuyên gia tình cảm Đúng rồi. Tiểu Hắc đột nhiên có một ý tưởng, anh ta nói, anh Giang, sắp tới sẽ là đại thọ lần thứ 80 của Đường Thiên Long. Nếu như anh có thể làm cho Đường Thiên Long tăng thể diện ở bữa tiệc sinh nhật, Đường Thiên Long mà vui vẻ thì sẽ công nhận anh thôi. Tôi nghe nói là chị dâu quan tâm đến ý kiến của người nhà nhất, Đường Thiên Long mà không cho ly hôn, cô ấy nhất định sẽ nghe theo. Hai mắt Giang thần sáng lên, vỗ bàn một cái, "Sáng kiến hay, không hổ là anh em tốt của tôi." Vấn đề hóc búa của tôi sẽ để cho anh giải quyết đấy, mau nói ra nghe thử xem làm sao để khiến Đường Thiên Long vui vẻ. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, nhà họ Đường rất coi trọng mặt mũi, nếu Tiêu Giao Vương có thể đi dự tiệc mừng thọ lần thứ 80 của Đường Thiên Long, nhà họ Đường nhất định sẽ có mặt mũi, nếu Đường Thiên Long biết anh mời Tiêu Giao Vương tới, vậy thì không phải là sẽ nhìn anh bằng đôi mắt khác sao? Đúng vậy nhỉ? Giang Thần gật gật đầu. Nhưng mà, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình không muốn mọi người đều biết thân phận của mình chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật là kinh sợ như vậy sẽ nhàm chán biết bao cái này chỉ là tôi không còn cách nào nữa tiểu hắc lắc đầu cầm đũa lên và tập trung ăn giang thần cũng đang suy nghĩ nghĩ xem làm như thế nào mới có thể khiến đường thiên long nở mày nở mở lại không để lộ thân phận hắc long có rồi giang thần chợt nảy ra một suy nghĩ tôi có thể sử dụng thân phận của nhà họ giang hả tiểu hắc liếc nhìn giang thần giang thần nói tôi ngoại trừ là hắc long còn là người của nhà họ giang mười năm trước nhà họ giang là gia tộc quyền thế số một ở giang trung lúc đó còn chưa có bốn gia tộc lớn gì đó năm đó khi ông nội kết giao bạn bè khắp thiên hạ tôi đã dùng cái tư cách này để ra mặt không chỉ có thể khiến cho nhà đường nở mày nở mặt mà còn có thể để cho sở sở biết tôi chính là người đàn ông cứu thể diện của cô ấy anh giang cẩn thận một chút tiểu hắc nhắc nhở vài ngày nữa khi anh kết ân oán với bốn gia tộc lớn rồi đến lúc đó đừng nói là máu chảy thành sông đến lúc đó cũng sẽ chết rất nhiều người nếu như để chị dâu biết trên tay anh dính đầy máu tươi chị ấy còn dám ở bên cạnh anh sao đúng giang thần gật đầu không thể làm như vậy được nhưng tôi phải làm sao bây giờ tiểu hắc lắc đầu hai người này một người là chủ soái của nam hoang trên vai mang theo năm ngôi sao một người là đại tướng nam hoang mang trên vai trọng trách. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng lo lắng như vậy, nhưng bây giờ lại bị một đường sở sở là cho sứt đầu mẻ chán. Đối với đường sở sở, giang thần đành phải liều một phen. Sau bữa trưa, anh trực tiếp bắt taxi đến biệt thự nhà họ đường. Bấm chuông cửa, người mở cửa là cháu gái của đường thiên long, đường mộng oánh, cô A vừa nhìn thấy giang thần, đã lập tức khoanh tay lại ngay trước ngực nghiêm mặt nói, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Giang Thần chuyên ăn chùa uống chùa ở nhà Đường. Sau đây anh đến đây để làm gì? Giang Thần đến để tìm Đường Thiên Long. Anh không muốn phí lời với Đường Mộng Oánh. Ông nội có ở đó không? Có. Tại sao lại không có chứ? Nhưng anh mang thân phận như thế nào anh không biết sao? Anh chỉ là một con chó nhà họ Đường. Muốn vào cửa thì được, quỳ xuống mà bỏ vào. Là ai vậy em? Đường Lỗi bước ra ngoài vừa nhìn thấy giang thần ở cửa lập tức mừng rỡ ô giang thần thật đúng là một vị khách quý tôi muốn gặp ông nội tôi có chuyện quan trọng cần thảo luận với ông giang thần nói đường lối kiêu căng cao ngạo nói em mộng oánh nói đúng đấy cậu là chó của nhà họ đường muốn vào biệt thự của nhà đường thì chỉ có thể bò vào mà thôi đường lối ra ngoài cửa đến đón người cô em gái lấy chồng ở giang bắc đã trở về anh ta phải đích thân ra đón Đường Uyển Tâm là con gái út của Đường Hải và là em gái của Đường Mộng Oánh. Nửa năm trước, cô ta được gả cho một gia đình quyền thế ở Giang Bắc, địa vị của gia đình đó ở Giang Bắc có thể sánh ngang với bốn gia tộc lớn ở Giang Trung. Còn chồng của cô ta cũng rất có triển vọng, cho dù không phải là con cháu trực hệ của nhà họ Thần ở Giang Bắc, nhưng ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm của anh ta, hiện tại anh ta đã là phó đội trưởng rồi, quyền lực cũng rất lớn. Lần này đại thọ lần thứ 80 của Đường Thiên Long, Đường Uyển Tâm đã cố tình đưa chồng là phó đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm trở về để mừng thọ Đường Thiên Long. Đường Lỗi không ngờ rằng em út không đến, nhưng Giang Thần lại đến. Đúng lúc này, một chiếc ô tô hạng sang giá hàng triệu đi tới, dừng trước cổng biệt thự. Một người đàn ông và một phụ nữ bước xuống xe. Người phụ nữ trông chừng ngoài 20 tuổi, mặc một chiếc váy lộng lẫy. Người đàn ông trông đã gần 40, hơi mập còn có bụng bia. Người phụ nữ chính là Đường Uyển Tâm, còn người đàn ông đó là Thần Bạch, thành viên của một gia đình giàu có ở Giang Bắc, hiện giờ là phó đội trưởng của một đội cảnh sát đặc nhiệm nào đó ở Giang Bắc. Em Út, em rể. Nhìn thấy hai người tới, Đường Lỗi lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đi tới, tươi cười nói, "Em Út, hơn nửa năm không gặp." Ông nội thường xuyên cằn nhằn em lắm đấy, em rể, chờ sao? Chờ chăng, cuối cùng cũng chờ được anh tới nghe nói anh đã được thăng chức làm phó đội trưởng rồi. Đường Uyển tâm ôm người đàn ông ngoài 40, vẻ mặt vui vẻ cười nói, một cái chức phó đội trưởng thôi mà có gì đâu, địa vị của nhà họ thần ở Giang Bắc không phải là điệu mà anh có thể tưởng tượng nổi. Với mạng lưới quan hệ của nhà họ thần, chồng em sẽ rất nhanh chóng trở thành đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm mà thôi. Khiêm tốn, khiêm tốn đi. Thần Bắc liếc nhìn đường Uyển tâm nhắc nhở, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, ở bên ngoài phải khiêm tốn, Đừng có liên tục nói về cái chức phó đội trưởng đó nữa, phó đội trưởng đã là gì chứ? Chú của anh, mới lợi hại, còn làm bí thư của một tướng quân nào đó ở quân khu Giang Bắc, đó mới thật sự đúng là dưới một người mà trên vạn người. Đường Lỗi đã biết nhà họ Thần lớn mạnh từ lâu rồi, nhưng không ngờ nhà họ Thần lại có thực lực mạnh đến như vậy, có cả người trong quân khu Giang Bắc, hơn nữa còn làm bí thư cho tướng quân. Em rể, mau vào đi, anh nhất định phải kể cho tôi nghe về những công lao hiển hách của nhà họ Thần đường lỗi đích thân mời thần bắc vào nhà. Đường Mộng Oánh đã đi thông báo cho đường Thiên Long rồi. Ha ha, cháu rể ngoan của ông, chờ trăng ngóng sao, cuối cùng cũng đã chờ được cháu tới. Đường Thiên Long mỉm cười bước ra ngoài. Ông nội, thần bắc cũng lên tiếng. Cháu rể ngoan, đã thăng chức phó đội trưởng rồi à? Ông nội, khiêm tốn, khiêm tốn thôi, chỉ một cái chứ phó đội trưởng đã là gì, chú của cháu mới lợi hại, còn làm bí thư của tướng quân trong quân khu Giang Bắc, sau khi tiêu giao vương nhậm chức thì ông ấy mới được đề bạt. Tiêu giao vương rất xem trọng chú cháu và còn hứa rằng trong vòng 5 năm, ông ấy sẽ là người đúng thứ ba trong quân khu Giang Bắc. Đúng vậy, khiêm tốn, khiêm tốn thôi, đường thiên long cười đến mức không ngậm miệng lại được. Ông nội, Giang thần cũng gọi một tiếng. Lúc này đường thiên long nhìn thấy Giang thần, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại, vẻ mặt già nua có hơi xa sầm, ừm, có chuyện sao? Giang thần cười nói, ông nội, cháu đến đây để bàn với ông về việc trả lại địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ lần thứ 80 của ông. Cháu nghĩ nhà hàng Giang Trung không xứng đáng với giá trị của ông. Đường lối lập tức quát lên, Giang thần, cậu đang nói cái gì vậy? Nhà hàng Giang Trung không xứng với giá trị của ông nội. Ý của cậu là, ông nội không đủ tư cách để tổ chức tiệc mừng thọ ở nhà hàng Giang Trung sao? Trên mặt đường Thiên Long cũng xuất hiện sự không hài lòng, chừng mắt nhìn Giang thần, Giang thần, cậu cút khỏi đây cho tôi. Ông nội, đây là ai? Đường huyền tâm liếc nhìn Giang thần một cái. Cô ta đã bị gả đến Giang Bắc từ nửa năm trước, gần đây cũng không quay về, nên không gặp Giang thần. Đường mộng oánh khinh thường nói, còn có thể có ai nữa? Chính là con rể của nhà họ đường, chồng của sở sở. Giang thần cũng lười để ý đến sự chế giễu của mọi người, anh bước đến gần đường Thiên Long, nói cái gì đó vào tai ông ta. Cái gì? Toàn thân Đường Thiên Long run rẩy, kinh ngạc cất tiếng, "Thật, thật sao?" Chương 98, đổi địa điểm. Nghe Giang Thần nói xong, Đường Thiên Long kinh ngạc la lên, ngay sau đó, cơ thể bắt đầu run lên. "Chuyện này, đây là chuyện trước đó anh ta chắc chắn không dám nghĩ tới." "Giang Thần, những lời này là thật sao?" Mấy người ở cửa đều không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Đường Thiên Long thất lễ. "Ông nội, qua đây nói." Giang Thần kéo Đường Thiên Long đến nơi cách đó không xa, đảm bảo chắc nịch, "Ông nội, cháu dám đảm đảm, những gì cháu nói đều là thật, cháu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần ông nội đồng ý, cháu có thể tổ chức buổi tiệc sinh nhật ở Đế Vương Cư, đến lúc đó tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội sẽ nổi tiếng khắp Giang Trung, đây là bước đầu để nhà họ Đường bước vào giới nhà quyền thế." Đường Thiên Long kích động xong bèn lấy lại bình tĩnh. Ông ta nhìn Giang Thần một cái. "Giang Thần, cậu biết Đế Vương Cư là nơi nào không?" Đế vương cư được xây dựng nhiều năm, không biết có bao nhiêu gia tộc lớn muốn mua, thậm chí có gia tộc đồng ý lấy mấy tỷ ra để mua, nhưng lại không thể mua được. Cậu nói cậu có thể tổ chức buổi tiệc sinh nhật ở đế vương cư cho tôi sao? Đúng vậy. Giang thần vô cùng nghiêm túc nói. Cậu dựa vào đâu? Ông nội, cháu cũng không giấu ông nữa, cháu đã từng là tướng quân ở Nam Hoang, bởi vì phạm chút sai lầm bị đưa ra tòa án quân sự, mà đế vương cư này là chỗ của Hắc Long chủ soái Nam Hoang, đây là do cấp trên đặc biệt thưởng riêng cho hắc long còn chủ soái nam hoang lại ở nam hoang xa xôi giang thần nói lại những lời anh đã từng nói với đường sở sở tuy bây giờ cháu bị đuổi ra khỏi quân đội không bao giờ được thu nhận lại nữa nhưng chủ soái rất quan tâm đến cháu cháu đã gọi điện xin chủ soái chủ soái đã cho phép rồi cậu cậu lại là tướng quân vẻ mặt đường thiên long khẽ thay đổi ông ta không thể nào ngờ con rể ở rể của nhà họ đường lại là tướng quân. Khủ khủ, Giang thần ngại ngùng cười nói, đã, đã từng là tướng quân, làm trái phép tắc nên phải ra tòa, sau khi xét xử xong đã bị xóa tên khỏi quân tịch, trục xuất khỏi quân đội, nhưng ông nội, cháu đảm bảo với ông, chuyện này là thật, thật sự có thể tổ chức buổi tiệc sinh nhật ở đế vương cư. Ban đầu Giang thần định tổ chức hôn lễ với đường sở sở ở đế vương cư. Chỉ là bây giờ có chút hiểu lầm với đường sở sở, xảy ra mâu thuẫn. Vì để không ly hôn, anh không thể không đến tìm người sĩ diện như Đường Thiên Long. Gương mặt Đường Thiên Long chợt thả lỏng ra, ông ta vỗ vai Giang Thần nói, cháu rể ngoan, bị trục xuất khỏi quân đội cũng không sao, sau này cháu chính là thành viên của nhà họ Đường, nhà họ Đường chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với cháu đâu. Cảm ơn ông nội, nhưng mà ông nội à, mấy ngày nay sở sở làm ầm lên đòi ly hôn với cháu, cháu tốn bao công sức cầu xin chủ soái chủ soái nể tình cháu 8 năm trước đã từng cứu anh ấy nên mới đồng ý với cháu lần này. Ông nội, ông có thể nói chuyện với sở sở, bảo cô ấy đừng ly hôn với cháu được không? Dễ bàn, dễ bàn. Giang thần cười không khép miệng lại được. Đế vương cư mà. Đây là biệt thự thần bí và sang trọng nhất Giang Trung. Có thể tổ chức tiệc sinh nhật trong đế vương cư một lần, chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động cả Giang Trung. Cảm ơn ông nội, vẻ mặt Giang thần vô cùng vui vẻ giải quyết xong đường thiên long phần còn lại dễ xử lý rồi chỉ cần không ly hôn những chuyện còn lại cứ từ từ giải quyết ông nội ông đừng nói chuyện này nhờ cháu đứng ra mới được tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư nhé cháu là người có tiền sự nếu gây sự chú ý cho những người có liên quan thì cháu sẽ tiêu đời đó còn chuyện ông nội tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư cũng sẽ tan tành mây khói giang thần nhắc nhở anh biết đường thiên long rất sĩ diện chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi nhưng anh không muốn nổi tiếng ông biết tiêu giao vương chứ tiêu giao vương có quan hệ với chủ soái hắc long của cháu nếu ông ta biết đế vương cư là chỗ của hắc long chắc chắn sẽ ngăn cản ông tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư chuyện này sẽ rất phiền phức nghe xong cả người đường thiên long chợt run lên ông ta không thể đắc tội với tiêu giao vương được giang thần rất hài lòng về phản ứng của đường thiên long nói chỉ cần ông nội không nói thì sẽ không có ai biết Đến lúc đó ông nội cứ tuyên bố đế vương cư này là của một người bạn cũ lâu năm của ông, như thế cũng tăng thể diện cho nhà họ Đường mà đúng không? Giang Thần nghĩ cách thay cho Đường Thiên Long. Đường Thiên Long là người thông minh, có lẽ ông ta biết nên xử lý thế nào. Đường Thiên Long vỗ vai Giang Thần nói, "Giang Thần, quả nhiên ông nội không nhìn lầm cháu, để cháu ở rể nhà họ Đường là chuyện sáng suốt nhất cuộc đời ông, ha ha, thật không ngờ, ông đã 80 tuổi rồi còn có thể nở mày nở mặt như vậy." lại được vẻ vang thêm lần nữa, ông lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố chuyện thay đổi địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật. Vậy cháu về trước nhé ông nội, cháu đã nói trước với bên đó rồi, nhà họ Đường có thể đến đế vương cư sắp xếp trước, nhưng nhất định đừng làm hư hại bất kỳ đồ đạc nào, nếu không thì bên trên sẽ trách tội xuống đó, không những cháu tiêu đời mà cả nhà họ Đường cũng tiêu đời. Biết rồi, ông nội sẽ cẩn thận. Đường Thiên Long kích động không thôi. Đã 80 tuổi rồi, cũng coi như được nở mày nở mặt một lần, được vẻ vang một lần. Cách đó không xa, trước cửa phòng. Vẻ mặt đám người đường lối, đường mộng oánh, đường uyển tâm, thần bác đầy nghi hoặc. Đường lối cao mày nói, đồ vô dụng giang thần này đã nói gì với ông nội, sao ông nội lại cười vui vẻ như vậy? Đường mộng oánh gật đầu nói, đúng vậy, đã rất lâu không thấy ông nội cười vui đến thế. Giang thần đã rời đi. Đường thiên long bước ra cười khanh khách nói, mau, Gọi Đường Hải về đây, có chuyện lớn cần tuyên bố. Đường Hải rất nhanh đã trở về. "Bố, có chuyện lớn gì cần tuyên bố vậy?" "Hủy bỏ ý định tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng Giang Trung, bố muốn đổi địa điểm." Đường Hải lập tức sốt ruột nói, "Con cũng đã trả 300 vạn tiền cọc rồi, bên phía nhà hàng Giang Trung cũng đã đồng ý dành ra cho chúng ta một tầng, bây giờ sao có thể nói đổi là đổi, hơn nữa cả thành phố Giang Trung này còn chỗ nào hoành tráng hơn nhà hàng Giang Trung nữa chứ?" đường thiên long vui sướng cười to nói bố muốn đổi thành đế vương cư lần này bố muốn được nở mày nở mặt một lần bố phải để cả thành phố giang trung này biết sức mạnh của nhà họ đường chúng ta bố bố nói lung tung gì vậy đế vương cư đó là nơi nào nó là nơi chúng ta có thể vào sao đường lỗi dè giặt hỏi một câu bố bố nói đế vương cư là đế vương cử ở cảnh tú sao nghe nói đế vương cư đó bao nhiêu tiền cũng không bán đã được xây dựng xong mấy năm nhưng vẫn chưa biết ai là chủ của đế vương cư. Ha ha, đúng vậy. Đường Thiên Long cười to, đường hải, lần này tiền tổ chức buổi tiệc tăng thêm 5.000 vạn, có thể mời được ngôi sao lớn nào thì cứ mời đến. Còn nữa, phải gửi thiệp mời cho bố, bốn gia tộc lớn gì đó, tập đoàn thiên quân gì đó, dược phẩm trường sinh, dược phẩm vạn phồn, thần y phương vĩnh cát gì đó đều gửi hết. Đúng rồi, phải làm thiệp mời lại, thiệp mời nhất định phải thiết kế tinh xảo, Ngoài bìa phải làm nổi bật đế vương cư lên cho bố. Còn nữa, lập tức liên hệ phóng viên, bố muốn tổ chức buổi họp báo thông báo tin tức. Người nhà họ Đường đều ngớ người ra. Chuyện này làm sao cứ như vậy đến đế vương cư tổ chức được chứ? Đường Lỗi nhớ đến lúc nãy Giang Thần có đến, chính Giang Thần đã nói gì đó Đường Thiên Long mới vui vẻ như vậy. Anh ta không nhịn được hỏi, "Ông nội, chuyện này lẽ nào là Giang Thần nói với ông, có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư sao?" ông nội ông không thể tin cậu ta được bữa tiệc sinh nhật cũng sắp tới rồi bây giờ đổi thiệp mời cũng không kịp nữa đừng để đến lúc đó lại không vào được cả cổng đế vương cư như thế chẳng phải rất mất mặt sao nghe xong đường thiên long bình tĩnh trở lại đường lỗi nói đúng đây chính là đế vương cư ngay cả nhà quyền thế như bốn gia tộc kia còn không có tư cách bước vào có thể tin lời giang thần không suy nghĩ một lúc ông ta lập tức dặn dò nói đường hải không cần vội con đến đế vương cư xác nhận lại một chút, không, bố tự đi, chuẩn bị xe. chương 99, ngay cả cổng cũng không vào được. Đường Thiên Long cũng không tin tưởng Giang Thần lắm. Nếu như những nơi bình thường còn dễ nói, đây lại là đế vương cư. Đế vương cư có tiếng tăm lừng lẫy trong khắp Giang Trung. Ông ta phải tự đi xem thử. Đường Hải tự mình lái xe đưa đường Thiên Long, đường Lỗi, đường Mộng Oánh, Đường Uyển Tâm cùng với thần Bắc phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự là chồng của Đường Uyển Tâm cùng nhau đến đế vương cư. Thần Bắc là người Giang Bắc, hiếm khi đến Giang Trung. Nhưng cũng nghe qua tiếng tăm của đế vương cư, bên ngoài đồn đây là biệt thự cao cấp ra giá 10 tỷ cũng không bán, hơn nữa cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Rất nhanh đã đến vùng ngoại ô Giang Trung. Phía trước có một ngọn núi. Cảnh vật xung quanh ngọn núi rất tao nhã, bầu không khí trong lành dưới chân núi là một căn biệt thự cao cấp nhìn từ xa có thể nhìn thấy vườn hoa sân gôn bể bơi xung quanh căn biệt thự xung quanh ngọn núi là những căn biệt thự độc lập khu vực này được gọi chung là khu biệt thự cảnh tú những căn biệt thự này đều là nơi ở của những ông lớn nhưng rốt cuộc là ông lớn nào thì không ai biết khu biệt thự cảnh tú lối vào chốt bảo vệ có hai bảo vệ đứng bên ngoài chốt bảo vệ Bên trong chốt bảo vệ lại có mười mấy bảo vệ khác. Mười mấy người này tụ lại với nhau, đang nói chuyện rôm giả. Đừng thấy tôi bây giờ chỉ là một bảo vệ, nhưng tôi chính là bảo vệ của khu biệt thự cảnh tú đó. Chỉ dựa vào thân phận này tôi đã có thể tán được gái đẹp, sinh viên đại học mới năm nhất, chật chật, ngọt nước khỏi phải bàn. Anh Nghiêu, sao anh tán được hay vậy? Chuyện này không phải rất dễ sao, chúng ta canh giữ khu cảnh tú, có thể tự do ra vào, nói thật với cậu nhé mấy ngày trước tôi lén đến đế vương cư, đứng trước cánh cửa sắt chụp một tấm ảnh lấy đế vương cư làm nền, vừa đăng lên vòng bạn bè thì những cô gái gần đó đã tự động dâng đến cửa rồi. Ôi vãi, anh yêu, vẫn là anh có cách hay, hôm nào tôi cũng đi thử xem. Tôi khuyên các cậu đừng có suy nghĩ này, tuy đây là vũ khí tán gái, nhưng nếu để quản lý biết chuyện này, các cậu cứ chờ bị đuổi việc đi, các cậu biết đế vương cư là chỗ của ai không? Của ai? Cả đám bảo vệ đầy thắc mắc. Anh Nhiêu khẽ nói, trước đây cậu cả của tôi làm công trường, sửa biệt thự ở khu cảnh tú, cậu cả của tôi nói với tôi, lúc sửa chữa đế vương cư, toàn bộ lực lượng vũ trang đều đứng giám sát thi công, đây là chỗ của ông lớn trong khu quân sự nào đó. Lẽ nào là tiêu giao vương? Xuyệt, đừng nói, tên của tiêu giao vương cậu có thể tùy tiện nói bừa được sao? Tạch, vào lúc đám bảo vệ đang nói chuyện luyên thuyên, một chiếc Bentley chạy đến. Mấy người bảo vệ lập tức bước ra, Nhìn thấy một chiếc xe biển số lạ lẫm cũng không thèm quan tâm lắm. Bởi vì những người ra vào khu biệt thự cảnh tú đều lái những dòng xe sang trọng như Rolls-Royce. Nhưng đây cũng là chiếc Bentley mấy trăm vạn, bảo vệ cũng không dám sơ suất. Một bảo vệ hỏi, tìm ai? Đường Thiên Long mở cửa xuống xe, chống gậy bước đến, thẳng lưng lên nói, tôi đến Đế Vương cư, tôi chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ 80 ở Đế Vương cư, đến đây xem địa điểm trước mấy người bảo vệ vừa nghe xong lập tức thấy buồn cười. Tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi ở Đế Vương cư. Tôi biết ông, ông là Đường Thiên Long của nhà họ Đường đúng không? Đường Thiên Long, địa vị của nhà họ Đường ông ở Giang Trung như thế nào ông còn không biết sao? Nhà họ Đường ông còn không có cả tư cách mua biệt thự ở khu Cảnh Tú, còn mơ tưởng tổ chức tiệc mừng thọ ở Đế Vương cư à? Mấy người bảo vệ nhìn dáng vẻ hiên ngang đắc ý của Đường Thiên Long không hề nể mặt vì ông ta là đường thiên long của nhà họ đường chút nào, vẻ mặt đầy khinh thường nói. Bọn họ là bảo vệ của khu biệt thự cảnh tú, có nhân vật nổi tiếng nào mà họ chưa từng gặp. Chỉ là một tộc trưởng của gia tộc Bậc Trung, bọn họ không thèm đếm xỉa đến. Đám người đường lỗi trong xem cảm thấy rất mất mặt. Quá mất mặt rồi. Đường mộng oánh tức giận mắng, giang thần chết tiệt, ông nội cũng thật là, sao lại tin lời của giang thần, còn mơ mộng sẽ được tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư nữa gương mặt đường thiên long đỏ bừng không thể nén giận được nữa nhưng giang thần đảm bảo chắc nịch với ông ta chắc chắn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư còn có thể vào xem trước ông ta ưỡn ngực lên trách mắng các cậu biết các cậu đang nói gì không cậu biết ai bảo tôi đến đế vương cư tổ chức tiệc mừng thọ không ông già chết tiệt cút đám bảo vệ bắt đầu đuổi người hừm chuyện gì thế vào lúc này, một người đàn ông mặc đồ vest đeo cà vạt dẫn theo một cô gái đầy quyến rũ bước đến. Quản lý. Những người bảo vệ này lập tức cúi người chào. Người trước mặt này là quản lý của khu biệt thự cảnh tú, là người quản lý trực tiếp của bọn họ, là người nhà họ hứa, xuất thân hiền hách. Quản lý, đây là đường thiên long của nhà họ đường, nói là muốn đến tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, buồn cười chết đi được, tôi đang định đuổi người đây. Ồ, nhà họ đường, quản lý khu biệt thự cảnh tú là hứa chí lường đường thiên long một cái, lập tức lạnh lùng cười nói tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Ai cho các người cái quyền tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư vậy? Tôi, tôi, sắc mặt đường thiên long đỏ bừng. Ông nội, đi về thôi, đừng để mất mặt nữa. Đường lỗi xuống xe, định kéo đường thiên long lên xe. Những người khác của nhà họ đường cũng lần lượt xuống xe. Ồ, đường lỗi, là anh sao? một giọng nói kỳ lạ vang lên. Người đang nói chính là cô gái quyến rũ khoác tay Hứa Chí, cô ta ăn mặc đẹp đẽ, tay sách túi hàng hiệu. Nhìn thấy cô gái, sắc mặt Đường Lỗi chợt thay đổi. Đây chẳng phải là Thu Lộ bạn gái cũ của anh ta sao? Thu Lộ vừa nhìn thấy Đường Lỗi lập tức bật cười. Không ngờ nhà họ Đường các người lại thích giả vờ thật, còn huynh hoang như vậy, để tôi giới thiệu một chút, đây là chồng tôi, người nhà họ Hứa, anh biết nhà họ Hứa không? chính là nhà họ Hứa trong thương minh năm tỉnh đó, khu biệt thự cảnh tú chính là do thương minh năm tỉnh thi công, căn biệt thự bên trong chỉ một căn thôi cũng đã mấy trăm triệu, hơn nữa cũng không phải có tiền là mua được. Thu Lậu ngẩng cao đầu, khoác tay Hứa Chí. Biệt thự trong khu cảnh tú cũng chỉ có những gia tộc cấp bậc như bốn nhà quyền thế ở Giang Trung mới có tư cách mua, những người sống ở đây đều là những ông lớn trên khắp cả nước, nhà họ Hứa có hai căn biệt thự bên trong. Còn nhà họ Đường kém cỏi các người vẫn mơ mộng được tổ chức tiệc mừng thọ trong đế vương cư sang trọng nhất khu biệt thự cảnh tú sao? Vẻ mặt Thu Lộ khinh thường nhìn Đường Lỗi. Ban đầu Đường Lỗi chê hoàn cảnh gia đình cô ta nghèo. Bây giờ, cô ta gả vào nhà quyền thế, tình cờ gặp lại người từng ruồng bỏ mình, cô ta cũng coi như có thể nở mày nở mặt. Đường Lỗi, cảm ơn anh năm đó không chịu cưới, tôi mới có thể gả vào nhà họ Hứa chỉ một công ty con của nhà họ hứa thôi cũng đã hơn nhà họ đường các người nhiều. Sắc mặt đường lối cực kỳ khó coi. Bị chê bai, bị khinh thường, bị mỉa mai, anh ta không còn chút mặt mũi nào. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy xấu hổ, thật muốn tìm cái hố nhảy vào. Bởi vì anh ta biết nhà họ hứa. Nhà họ hứa là thành viên của thương minh năm tỉnh, gia sản nhiều đến nổi không chỉ bốn nhà quyền thế ở Giang Trung có thể sánh được. Sức ảnh hưởng của bốn nhà quyền thế chỉ ảnh hưởng ở Giang Trung, nhưng bốn nhà quyền thế này cũng không có tư cách gia nhập vào thương minh năm tỉnh. Hóa ra là anh hứa của nhà họ hứa. Thần Bắc đứng ra, vẻ mặt tươi cười sán lặn, chia tay ra nói, anh hứa, xin chào, tôi là người của nhà họ thần ở Giang Bắc, bây giờ đang giữ chức phó đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Hứa chí lườm thần Bắc một cái, lạnh lùng nói, anh là ai, tôi quen anh sao, nhà họ thần là cái thá gì thần bác xấu hổ rụt tay về. Nhà họ thần của anh ta ở Giang Bắc cũng là một gia tộc lớn, tài sản hơn 30 tỷ, bây giờ lại bị khinh thường như vậy, nhưng anh ta không thể làm được gì, bởi vì đây là người của nhà họ hứa, là thành viên nòng cốt của thương minh năm tỉnh. Hứa chí nhìn bảo vệ trước cổng trách mắng, các cậu làm ăn kiểu gì vậy, biết đây là nơi nào không, có thể để người ngoài đến sao. Nếu chọc giận phải ông lớn nào đó, các cậu có gánh vác nổi không, đánh một trận cho tôi rồi đuổi đi. Vâng. Mấy người bảo vệ lập tức ưỡn thẳng người lên. Nắm chặt nắm đấm sông lên. Á. À, bên ngoài khu biệt thự cảnh tú vang lên tiếng kêu đau thảm thiết. Người nhà họ đường bị bảo vệ đánh đập tơi tả. Ngay cả thần bác chồng của đường uyển tâm cũng không thoát khỏi. Thần bác là phó đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Bây giờ lại bị bảo vệ đánh đập dưới đất. Mặt còn bị đạp một cái. Hiện lên dấu chân rõ ràng. chương 100, không nên đâm đầu vào xui xẻo thân là phó đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm, thần bắc cũng có chút bản lĩnh, những bảo vệ này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta không dám đánh trả. Bởi vì, người hạ lệnh đánh là người nhà họ hứa. Nhà họ hứa là thành viên của thương minh năm tỉnh. Thương minh năm tỉnh rất đoàn kết, đắc tội với một nhà, tương đương với việc đắc tội với cả thương minh, anh ta không dám đắc tội. Người nhà họ đường bị đánh không ngừng kêu cứu. Hứa chí đi đến, đạp trên người đường thiên long, cúi đầu nhìn ông ta, tôi đã sớm nghe đến việc ông đến chết cũng thích thể diệt, lần trước làm giả thư mời đến tham gia lễ kế nhiệm của tiêu giao vương thì thôi đi, lần này vậy mà còn chạy đến khu biệt thự cảnh tú ra vẻ. Cút cho tôi, để tôi nhìn thấy ông lần nữa, tôi sẽ đánh gãy cái chân già của ông. Phụt, thu lộ nhổ nước bọt vào người đường lỗi, cao ngạo mắng, chê nhà tôi nghèo sao. Xem thường tôi sao, bây giờ không phải vẫn bị người ta đánh quỷ dưới đất sao được rồi, đừng nhiều lời với những bọn rác rưởi này nữa. hứa chí kéo thu lộ đi. mặc dù thu lộ cũng coi như là hàng dùng lại, nhưng cô ta quả thật rất biết nịnh ngọt, hầu hạ người khác. hơn nữa thu lộ cũng không phải là vợ của anh ta, chỉ là một người vợ bé mà thôi. hai người rời đi. người nhà họ đường lần lượt bò dậy từ trên mặt đất, bọn họ đến đỡ đường thiên long dậy. bố, bố không sao chứ? ông nội, cháu đã bảo ông không nên đến ông cứ muốn đến bây giờ đã thấy mất mặt chưa đều là do thằng khốn nạn giang thần kia chồng anh thế nào rồi không sao chứ thần bắc xua tay nói không sao chồng à không thể bỏ qua như thế này được không phải chú anh là thư ký của tướng quân quân khu giang bắc sao mau gọi điện thoại xin chú anh đi mấy người bảo vệ này dựa vào cái gì mà đánh chúng ta chứ về nhà rồi nói thần bắc cũng không phải là một tên ngốc bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến chú anh ta sao hơn nữa anh ta cũng không thuộc dòng họ chính thống của nhà họ thần đó cũng không phải là chú ruột của anh ta cả người đường thiên long đều là dấu chân khuôn mặt già nua của ông ta tái mét tức đến nỗi đập gậy xuống đất tên giang thần chết tiệt kia dám chơi ông đây ông đây không thể tha cho nó đường thiên long ôm theo hy vọng đến đây nhưng lại chán trường rời đi mất mặt lần này thật sự mất mặt thể diện cả đời ông ta đều mất trong hôm nay rồi. Biệt thự nhà họ Đường. Đường Uyển Tâm kéo thần Bắc, cầu xin, "Chồng à, ông nội bị đánh thành thế này, không chút cơn giận này, sau này nhà chúng ta không thể ngẩng đầu lên được ở Giang Trung nữa." "Nhà bọn em thì không sao, nhưng anh là người nhà họ Thần, nhà họ Thần là hào môn ở Giang Bắc, chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải là rất mất mặt sao?" "Em rể, đúng vậy, mau gọi điện thoại cho chú em đi." nhà họ từ là cái thá gì chứ ở trước mặt tướng quân còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu sao chú em là thư ký của tướng quân là người thân cận nhất của tướng quân đấy trong lòng đường lối cũng ôm một bụng tức giận nếu như là người khác anh ta có thể chịu được nhưng đây là bạn gái cố của anh ta chuyện này nếu chuyển đến các tai bạn cùng lớp sau này anh ta còn làm người thế nào được chứ tên giang thần chết tiệt thứ khốn nạn đường thiên long ngồi trên sofa tức giận tím mặt thần bắc con xem chuyện này con cũng là người bị hại nhà họ thần nhất định phải ra mặt chứ đường hải cũng nói vốn dĩ thần bắc không muốn quan tâm nhịn một chút là qua nhưng anh ta cũng không muốn mất mặt ở nhà họ đường con gọi anh ta lấy điện thoại ra đi đến cửa chú chú à là cháu đây cháu là thần bắc chính là thần bắc của nhà thần nghiêu đúng chính là cháu cháu bị đánh ở giang trung người đánh cháu là người nhà họ hứa cũng không biết là người thế nào, hình như tên là Hứa Chí gì đó, chú điều tra một chút ạ. Vâng, vâng, vâng. Chú Thần Bắc quả thật là thư ký của tướng quân nào đó ở quân khu. Thần Bắc cũng không ngờ, chú của anh ta lại đồng ý nhanh như vậy. Sau khi anh ta gọi điện thoại, lập tức Dương Dương tự đắc đi vào, anh ta dám bảo đảm, cháu đã gọi điện thoại rồi, chú của cháu đã đi tra lai lịch của Hứa Chí rồi. Chuyện này rất nhanh có thể xử lý xong sắc mặt u ám của đường thiên long lúc này mới dịu đi không ít ông ta nhìn thần bắc khen ngợi nói vẫn là nhà họ thần có bản lĩnh ông nội quá khen rồi trên mặt thần bắc mang theo vẻ đắc ý nói khiêm tốn khiêm tốn thôi đúng khiêm tốn đường thiên long gật đầu sau đó ông ta tức giận nói lập tức gọi điện thoại gọi thằng nhóc giang thần đến đây cho tôi tôi phải đánh gãy chân nó đuổi nó ra khỏi gia tộc đường hải lập tức đi gọi điện thoại cho giang thần mà sau khi Giang Thần giải quyết xong việc của Đường Thiên Long, tâm trạng của anh rất tốt, trở về phòng khám phàm nhân, sau đó muốn giải thích với Đường Sở Sở. Chỉ là, không lâu sau, Đường Hải đã gọi điện thoại đến. Trong điện thoại, ông ta sôi máu mắng chửi, còn nói phải anh lập tức lăn đến đây. Giang Thần nghi hoặc, lại có chuyện gì nữa đây? Anh lại đến nhà họ Đường. Vừa bước vào, cây gậy của Đường Thiên Long đã ném về phía anh. Anh nhanh nhẹn né tránh. Ông nội, ông làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy chứ? Tên phế vật này, Đường Thiên Long tức tím mặt, chính là bởi vì tin lời Giang Thần, ông ta bởi bị mất mặt như vậy, bị mấy tên bảo vệ đánh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, còn mất mặt hơn chuyện ở quân khu bị tướng quân ném ra ngoài. Đường Lỗi đứng dậy, chỉ vào mặt Giang Thần, mắng, tên phế vật nhà mày, mày cố ý muốn nhà họ Đường bọn tao mất mặt đúng không? Giang Thần, bắt đầu từ hôm nay mày không phải là con rể nhà họ đường nữa. Thứ không có lương tâm, ăn của nhà họ đường, dùng của nhà họ đường, vậy mà lại khiến nhà họ đường mất mặt như vậy. Một nhóm người cùng nhau mắng chửi Giang Thần. Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Anh nhíu mày hỏi, ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày còn không biết xấu hổ sao? Đường lỗi tắt anh một cái. Giang Thần ngẩng đầu, dễ dàng chặn được cái tắt này. Anh thản nhiên nói, cho dù tôi có chết, cũng phải cho tôi chết được rõ ràng chứ. Đường mộng oánh mắng, chính là những lời khua môi múa mép của mày nói bên tai ông nội, ông nội mới đến đế vương cư muốn tổ chức tiệc mừng thọ, may mà bọn tao đến đế vương cư thăm dò tình hình trước, nhưng đến cửa lớn cũng không thể vào được, còn bị bảo vệ đánh cho một trận. Giang thần đưa mắt liếc nhìn bọn họ một cái, dáng vẻ bọn họ rất thảm hại, trên mặt thần bắc còn có một dấu tát, quần áo trên người đường mộng oánh đều có dấu chân, thậm chí ngay cả tất chân cũng bị xé rách chắc là khi bị đánh đã bị chiếm không ít tiện nghi nhưng anh có chút nghi ngờ thái độ của bảo vệ ở biệt thự cảnh tú đều rất tốt sao có thể ra tay đánh người được chứ anh phải nịnh nọt đường thiên long chỉ cần đường thiên long nói một câu đường sở sở tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này giang thần rất bình tĩnh đi ra ngoài anh lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho hội trưởng thương minh năm tỉnh là tôi Hắc Long, tôi đã hứa cho đường Thiên Long đến tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, nhưng bảo vệ ở cửa sao lại đánh người. Lập tức giải thích rõ chuyện này cho tôi. Thương Minh Nam Tỉnh, đây là Nam Tỉnh có thế lực rất đáng sợ, mà Giang Thần lại trực tiếp gọi điện thoại cho hội trưởng Thương Minh Nam Tỉnh. Hội trưởng Thương Minh Nam Tỉnh là người nhà họ Long, Long Giá. Một nhân vật lớn, một người không ở Kinh Đô, nhưng thế lực lại mạnh hơn những gia tộc lớn ở Kinh Đô. Sau khi Long Giã nhận điện thoại của Giang Thần, ông ta run sợ, nói chủ, chủ soái, chuyện này, tôi lập tức sẽ điều tra, lập tức cho cậu một lời giải thích. Giang Thần cúp điện thoại. Sau đó, anh đứng đợi bên ngoài, cũng không đi vào biệt thự. Bởi vì người nhà họ đường đều bị đánh, bây giờ anh mà đi vào, chỉ có đâm đầu vào xui xẻo. Rất nhanh, Long Giã đã gọi điện thoại đến, chủ soái đã tra rõ rồi, là một người nhà họ hứa không có mắt nhìn đắc tội với đường Thiên Long. Tôi đã hạ lệnh xuống rồi, bảo anh ta tự mình đến cửa thỉnh tội. Chủ soái chuyện này là sai sót của tôi, thật sự xin lỗi. Hội trưởng thương minh năm tỉnh, Long giã không ngừng xin lỗi. Ông ta còn không ngừng tát mình. Tiếng tát rất vang, cách màn hình cũng có thể cảm thấy đau đớn. Hy vọng không làm hỏng chuyện lớn của tôi, nếu không thương minh năm tỉnh gì đó, không cần phải tồn tại nữa. Giang thần lạnh lùng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, anh ở trước cửa hút một điếu thuốc. Sau đó, mới đi vào nhà. Vừa vào nhà, người nhà họ đường đã bắt đầu chửi mắng. Thậm chí còn bắt đầu đuổi người. Giang thần đắc ý nói, ông nội, chuyện này quả thật là sơ sót của cháu, chỉ là ông đến khu biệt thự cảnh tú sao lại không gọi điện báo cháu một tiếng chứ. Cháu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, nhưng trước khi ông đi, cũng phải báo cho cháu một tiếng gọi cái đầu mày đến bây giờ còn giả vờ cái gì nữa tao đánh chết mày đường lối cầm gà tàn lên ném qua phía anh giang thần né được xoảng gà tàn đập xuống đất nhanh chóng vỡ nát đường thiên long tức đến nỗi sắc mặt tái mét toàn thân run rẩy ông ta cầm gậy lên muốn đánh người vừa đánh vừa mắng mày mày cút đi cho tao bắt đầu từ bây giờ mày không còn là con rể của nhà họ đường nữa giang thần vội vàng đứng dậy anh nhanh chóng chạy ra ngoài Bây giờ đường thiên long đang tức giận, anh không nên đâm đầu vào xui xẻo, đợi người của thương minh năm tỉnh đến cửa xin lỗi, rồi anh lại quay lại sau. Đến lúc đó, sẽ không có chuyện gì nữa. Giang thần chạy ra khỏi biệt thự nhà họ đường, người nhà họ đường dầm một cái khóa cửa lại. Sau 20 phút, quản lý của thương minh năm tỉnh đã kéo hứa chí và thu lộ xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ đường, cùng với người mấy bảo vệ đã ra tay đánh người. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 100.